Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 1361, điên cuồng đột phá. Thanh viêm một châm, kiếm thần chi mộ trên đất trống. Nằm ở hôn mê thủy mộng hàm nhưng vẫn là an tĩnh bình nằm ở trên mặt đất. Mà Diệp Thần Phong là ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, cặp mắt thật chặt khép lại, vừa vặn bầu trời xa xa bên trong cái kia đạo hắc sắc vết xước bên trong xuất hiện cự đại thủ trưởng cùng con mắt, quả thực là quá mức quỷ dị. Đặc biệt là con kia tràn đầy tử khí ánh mắt, vẻn vẹn là một ánh mắt, liền để Diệp Thần Phong không chịu được miệng phun máu tươi. Này làm cho Diệp Thần Phong không muốn lại ngẩng đầu quan sát bầu trời xa xa bên trong màu đen vết xước rồi, huống hồ hắn trong gân mạch lưu động tinh thuần năng lượng, đang không ngừng đưa hắn gân mạch cho đẩy lên, không tốn thời gian dài Diệp Thần Phong khả năng liền sẽ toàn thân gân mạch nổ tung mà chết. Cho nên, trước mắt việc cấp bách hắn nhất định muốn mau chóng đem năng lượng cùng thân thể của hắn triệt để dung hợp. Kiếm thần nghĩa địa chu vi phi thường yên tĩnh, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn không ngừng đem thần huyết quyết cùng ma thiên quyết luân phiên vận chuyển, hắn trong gân mạch điên cuồng phun trào năng lượng đang bị hắn nhanh chóng hấp thu. Khi vận chuyển khởi thần huyết quyết dung hợp trong gân mạch năng lượng lúc, Diệp Thần Phong dưới da tiên huyết đều nổi lên hào quang màu vàng óng. Bên trong thân thể của hắn mang theo điểm một chút kim quang huyết dịch, điểm một chút kim quang tại dùng một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ tăng cường. Nhưng khi vận chuyển khởi ma thiên quyết dung hợp trong gân mạch năng lượng lúc, Diệp Thần Phong hai con nhanh con mắt đang nhắm bên trên, được một tầng năng lượng màu đen thể bao trùm lại rồi, đồng thời cho người một loại cực kỳ âm u e sợ cảm giác. Thần huyết quyết công hiệu là chuyển hóa thần huyết, mà ma thiên quyết công hiệu nhưng là ngưng luyện ma nhãn, theo Diệp Thần Phong thực lực không ngừng tăng lên, trong cơ thể hắn thần huyết hội càng ngày càng dày đặc, mà ma nhãn cũng sẽ từ từ được ngưng luyện mà thành. Ba tên hợp biển cảnh tam trọng thiên cao thủ cùng một tên hợp biển cảnh tứ trọng thiên cao thủ một phần năng lượng, đây đối với bây giờ Diệp Thần Phong tới nói tuyệt đối là nhất cổ cường hãn bá đạo năng lượng. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong tựu như cùng một con lu lớn, theo hắn không ngừng dung hợp trong gân mạch năng lượng, lu lớn bên trong nước tại không ngừng mà lên cao. Lên cao lại tăng cao. Rất nhanh, toàn bộ lu lớn đều tràn ra nước đây, Diệp Thần Phong trong nháy mắt chạm tới đột phá bình cảnh, miệng hắn bên trong cắn chặt hàm răng. Ma thiên quyết cùng thần huyết quyết luân phiên điên cuồng vận chuyển, trước mắt đối với Diệp Thần Phong tới nói hắn chỉ có một cái đường có thể đi rồi, hắn chỉ có thể vùi đầu sông về phía trước rồi, bằng không chỉ có chờ gân mạch được năng lượng cho căng nứt. Về phần chết đi Giang Tuấn Hoa, hắn khẳng định không phải một hơi giết rất nhiều người, sau đó trong nháy mắt đem thực lực tăng lên đi lên, Giang Tuấn Hoa là đem người khác từng cái giết chết, đang tiêu hóa một người năng lượng sau, lại đi tìm một cái mục tiêu, nếu như Giang Tuấn Hoa trong cơ thể lập tức được tràn vào nhiều như vậy năng lượng, chỉ sợ hắn có thể so với Diệp Thần Phong càng thêm không thể tả, liền không dùng tới Diệp Thần Phong động thủ giết chết hắn sớm cũng sẽ bị năng lượng cho căng nứt thân thể mà chết. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, sắc mặt của hắn có một chút đỏ lên. Trên ngực dưới phập phồng, xương của hắn bên trong đột nhiên truyền ra một trận nhẹ nhẹ tiếng nổ vang. Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên run lên, ba. Một tiếng, lại một trận thanh âm rất nhỏ từ trong cơ thể hắn vang lên. Tiếp lấy Diệp Thần Phong làm trung tâm. Không khí chung quanh dường như bình tĩnh mặt hồ, bị đột nhiên ném vào một khối đá lớn. Nổi lên một trận lại một trận gợn sóng. Diệp Thần Phong trên người hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thật khí thế bắt đầu không ổn định lên, dường như hồng thủy phá tan đê đập bình thường hắn khí thế trên người đột nhiên biến đổi, hắn trong nháy mắt khóa nhập hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ tầng thứ. Nhưng Diệp Thần Phong trong gân mạch năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, hắn vẫn cứ liều lĩnh đem thần huyết quyết cùng ma thiên quyết luân phiên vận chuyển. Kèm theo trong gân mạch năng lượng từng điểm được dung hợp, hắn gân mạch sắp được căng nứt cảm giác đau đớn cũng từ từ biến mất rồi. Ba, 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 ba. Thanh âm rất nhỏ tại Diệp Thần Phong bên trong thân thể không ngừng vang lên, mà mỗi vang lên một tiếng, không khí chung quanh liền sẽ nổi lên một trận gợn sóng, Diệp Thần Phong liền sẽ thuận lợi tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Thanh âm rất nhỏ tổng cộng vang lên 6 lần, Diệp Thần Phong thuận lợi từ hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Khóa nhập hậu kỳ, lại khóa nhập đỉnh phong, sau đó hầu như không có dừng lại tiếp tục khóa nhập tam trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, cuối cùng khí thế của hắn vững vàng đứng tại hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ.
Nhớ rõ ban đầu ở che kín linh thạch trong sơn cốc, Diệp Thần Phong giết hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong hoa dương trắng. Đang hấp thu hoa dương trắng trong cơ thể một phần năng lượng sau, hắn đều liên tục đột phá hai cái tiểu tầng thứ, mà bây giờ hắn lại chỉ có đột phá 7 cái tiểu tầng thứ, xem ra thực lực càng phải nâng lên thăng, yêu cầu tiêu hao năng lượng lại càng lớn rồi. Tại Diệp Thần Phong liên tục đột phá thời điểm, trên người của hắn sóng năng lượng cũng là một lần lại một lần phóng lên trời, ngoại trừ không khí chung quanh được nhấc lên một trận lại một trận gợn sóng, ở trong không khí trả tạo thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Bất quá, khi theo Diệp Thần Phong khí thế ổn định tại hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong sau, trong không khí gợn sóng đang chậm rãi bình ổn lại, mà cái kia cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy cũng đang từ từ biến mất rồi. Diệp Thần Phong quần áo trên người toàn bộ được đột phá lúc năng lượng cho cắn nát rồi, hắn ra trên người hiện ra một loại nhàn nhạt lộng lẫy, có chút đơn bạc, bất quá lại tràn đầy sức bùng nổ hình thể, tuyệt đối là một loại cực hạn vẻ đẹp. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong trong gân mạch năng lượng toàn bộ được dung hợp, hắn chậm rãi mở mắt ra, khi hắn mở mắt nháy mắt, hai bôi ánh sáng màu đen từ trong con ngươi của hắn chợt lóe lên, về phần bên trong thân thể của hắn trong huyết dịch cũng tránh qua một vệt kim quang. Diệp Thần Phong vi vi nắm tay, tại cảm nhận được thực lực của mình chỉ có đột phá tới hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thời điểm, hắn không khỏi có phần thất vọng, hắn có thể đủ cảm giác được, bây giờ hắn cách tứ trọng thiên chỉ cần khoảng cách nửa bước rồi. Xem ra còn phải yếu hấp thu càng nhiều hơn năng lượng, không biết còn có ai hay không sẽ tìm tới ta. Bằng không ta chỉ có thể chủ động đánh ra. Diệp Thần Phong tự nói, khi hắn từ mặt đất thượng đứng lúc thức dậy, xương của hắn bên trong phát ra một trận bùm bùm. Thanh âm. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn trên người rách tả tơi quần áo, trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, tại đổi lại một cái sạch sẽ quần áo sau, hắn đi tới hôn mê Thủy Mộng Hàm bên cạnh. Kiểm tra rồi một lần Thủy Mộng Hàm thương thế, Thủy Mộng Hàm thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ muốn hảo hảo điều dưỡng là được rồi. Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen, một đóa ngọn lửa màu xanh nhất thời xuất hiện tại trong bàn tay của hắn, tại thực lực đột phá hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong sau, Diệp Thần Phong lại có thể bước đầu trưởng khống thanh viêm rồi, thanh viêm mang đến cho hắn nóng rực cũng hầu như không cảm giác được, dù sao thanh viêm nhưng là khi hắn bên trong đan điền ra đời. Hắn và thanh viêm trong lúc đó có một loại cắt bỏ không ngừng liên hệ. Trải qua kiếm thần hạ vô cực huấn luyện sau đó bây giờ Diệp Thần Phong hàn băng kiếm ý không những khóa nhập cấp 2, kiếm ý của hắn cũng biến thành càng thêm sắc bén. Hắn nhìn thấy bàn tay bên trong thanh viêm, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Diệp Thần Phong tay trái đem trong tay phải ngọn lửa màu xanh tách ra một chút, hắn đem kiếm ý tại đây một tia thanh viêm trên người ngưng tụ lên, nguyên bản lóe lên một tia ngọn lửa màu xanh. Trong nháy mắt được kiếm ý ngưng tụ thành một cái màu xanh châm dài, cây này màu xanh châm dài nóng rực hoàn toàn bị kiếm ý chế trụ, hơn nữa màu xanh châm dài độ cứng cực kỳ kinh người, hiện tại chính là đem cây này màu xanh châm dài thả đang bị người trước mặt, người khác cũng sẽ không cho là đây là thiên địa chi hỏa chỗ ngưng tụ mà thành. Xíu, một tiếng, Diệp Thần Phong trực tiếp đem màu xanh châm dài phi bắn ra ngoài, chui vào một gốc đại thụ che trời bên trong. Mà viên kia đại thụ che trời rõ ràng không có phản ứng chút nào. Đợi đến Diệp Thần Phong đi tới cây kia đại thụ che trời trước, bàn tay đi đụng vào viên kia đại thụ che trời thời điểm, oanh. Một tiếng, chỉnh khỏa đại thụ che trời trong nháy mắt ở trong không khí hóa thành cho tàn, mà thanh viêm nóng rực cùng vết tích chút nào không hề lưu lại. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này sau, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra hưng phấn nụ cười, về sau chỉ cần rút ra suốt một tia ngọn lửa màu xanh. Lại lợi dụng kiếm ý ngưng tụ thành màu xanh châm dài lời nói, có ai sẽ nhận ra thiên địa chi hỏa đến? Như vậy không chính là có thể lợi dụng thanh viêm trắng trợn công kích người khác sao? Diệp Thần Phong trong tay trái lần thứ hai lợi dụng kiếm ý đem một tia thanh viêm ngưng tụ thành một cái châm dài, này màu xanh châm dài tuyệt đối là một loại phi thường có lợi ám khí. Diệp Thần Phong trong miệng không khỏi nói ra, một chiêu này ngược lại không tệ, về sau cái này kêu là làm thanh viêm một châm đi. Tuyệt đối có thể cho đối thủ một trở tay không kịp. Chương 1362, nguy cơ áp sát. Diệp Thần Phong bàn tay trái vung một cái, lần thứ hai đem thanh viêm một châm chui vào một cây đại thụ bên trong, íp đu. Lúc này, Diệp Thần Phong cẩn thận cảm ứng đại thụ bên trong biến hóa, hắn phát hiện tại thanh viêm một châm đi vào đại thụ bên trong sau đó đại thụ nội bộ đang bị thanh viêm cực kỳ nhanh chóng thiêu đốt,
cuối cùng chỉ để lại một tầng hào nhoáng bên ngoài mặt ngoài mà thôi, chỉ phải bị ngoại lực nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Diệp Thần Phong bàn tay phải nắm chặt, khi lòng bàn tay hắn bên trong thiêu đốt thanh viêm về tới đan điền của hắn bên trong, hắn ánh mắt nhìn về phía Hạ Vô Cực mộ bia cùng pho tượng khổng lồ, trong cổ họng nhẹ nhàng thở dài, hắn vẫn không có kiểm tra Hạ Vô Cực truyền thụ cho hắn trọng kiếm vô phong cái môn này kiếm pháp đây. Diệp Thần Phong đi tới cái kia pho tượng to lớn trước, hồi tưởng tại trong ảo cảnh, Hạ Vô Cực từng nói với hắn mấy câu nói, hắn bây giờ mục tiêu không chỉ có là cứu ra Lâm Hân Di, cùng với tìm tới Hạ Tử Ninh rồi, hắn còn muốn cho mình và bên cạnh hắn người thực lực siêu thoát luân hồi đến sống mãi. Bất quá, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói là một kiện so với lên trời còn khó hơn sự tình, liền liền hắn hôm nay cũng đừng nói là sống mãi rồi, cho dù cách niết bàn cảnh đều còn rất xa. Nhưng, Diệp Thần Phong tính cách từ trước đến giờ là đánh vỡ nam tường không quay đầu lại, nếu là trong lòng của hắn đã chuyện quyết định, như vậy hắn liền sẽ không dễ dàng thay đổi, chỉ có hắn và người ở bên cạnh đều siêu thoát rồi luân hồi, bọn hắn mới có thể vĩnh viễn tiêu diêu tự tại sống trên thế giới này. Diệp Thần Phong thủ trưởng tại pho tượng khổng lồ chân thượng nhẹ nhàng lướt qua, hắn cảm giác được xuất kiếm thần Hạ Vô Cực tại khi còn sống, tuyệt đối muốn so niết bàn cảnh cường giả không biết lợi hại bao nhiêu lần, nhưng cho dù là Hạ Vô Cực như vậy kiếm thần, hắn cuối cùng cũng chạy không thoát vừa chết. Chính lúc Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư thời khắc, từ pho tượng to lớn thượng đột nhiên truyền ra tiếng vỡ vụn, chỉ thấy này pho tượng to lớn thượng xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt. Những này vết rạn nứt tại che kín pho tượng khổng lồ toàn thân sau đó ầm. Một tiếng, này pho tượng khổng lồ trực tiếp bạo ra, từ trong pho tượng bay ra một đạo hào quang màu vàng óng này tại giữa không trung, hóa thành rồng bay phượng múa sống mãi hai chữ này. Xem ra Hạ Vô Cực khi còn sống cũng đang đeo đuổi vĩnh sinh chi đạo, đáng tiếc là hắn trước sau không có thể siêu thoát luân hồi, bây giờ Hạ Vô Cực cuối cùng một tia thần niệm cũng tiêu tán. Một đạo kim quang này là Hạ Vô Cực khi còn sống đối theo đuổi sống mãi một vệt chấp niệm. Hiện tại người đã bị chết, một cái bôi chấp niệm cũng có thể phải biến mất. Diệp Thần Phong hai con mắt nhìn xem giữa không trung xuất hiện sống mãi hai chữ, cái này hai trong chữ ẩn chứa tự nhiên pháp tắc. Khiến hắn là khi thì cau mày, khi thì mỉm cười, đợi đến hai chữ này hoàn toàn tiêu tán sau đó Diệp Thần Phong trong con ngươi tránh qua một đạo tinh quang. Hắn cách hợp biển cảnh tứ trọng thiên chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Mà ở cảm nhận được sống mãi hai chữ này bên trong tự nhiên pháp tắc sau. Liền này khoảng cách nửa bước khoảng cách cũng hoàn toàn biến mất rồi, hiện tại chỉ cần Diệp Thần Phong có sung túc linh khí, là hắn có thể đủ thuận lợi bước vào hợp biển cảnh tứ trọng thiên tầng thứ. Tại cảm nhận được biến hóa này sau, Diệp Thần Phong nơi nào còn có do dự, hắn chữ vật giới chỉ không ngừng lóe lên. Nhanh chóng hấp thu một khối lại một khối linh thạch thượng phẩm, đợi đến hấp thu 100 khối linh thạch thượng phẩm sau, hắn khí thế trên người mãnh liệt xông vào hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Đồng thời vững vàng ngừng lưu tại tứ trọng thiên sơ kỳ. Diệp Thần Phong nhìn xem đã nổ tung pho tượng khổng lồ, cảm thụ trong cơ thể hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực. Hắn hướng về Hạ Vô Cực mộ bia sâu đậm cúc ba cái cung, nói ra, Hạ tiền bối. Cảm tạ đem bất khuất kiếm ý hạt giống cắm vào đan điền của ta bên trong, cảm ơn ngươi để cho ta hàn băng kiếm ý tăng lên, cảm ơn ngươi truyền thụ ta trọng kiếm vô phong, cảm ơn ngươi để ta có chút đã minh bạch sống mãi hai chữ này hàm nghĩa, là có cỡ nào trầm trọng, cỡ nào gian nan. Tiểu tử, vừa vặn chuyện gì xảy ra, tại vừa nãy hai chúng ta thật giống được lực lượng nào đó cho ngăn cách. Bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm vang lên. Diệp Thần Phong biết bóng trắng nhân hòa bóng đen người được ngăn cách, hẳn là cùng hắn tiến vào Hạ Vô Cực sáng tạo huyễn cảnh có quan hệ, hắn liền đem đại khái sự tình nói một lần, tại Diệp Thần Phong nói ra bất khuất kiếm ý thời điểm, bóng trắng nhân hòa bóng đen mọi người rơi vào trầm tư, một lát sau, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh mới không dám khẳng định nói, bất khuất kiếm ý. Loại này kiếm ý ta rất nhớ nghe nói qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi rồi. Diệp Thần Phong hiện tại muốn hiểu rõ không phải là Hạ Vô Cực lai lịch, hắn muốn biết chỗ này di tích đến cùng là địa phương nào. Hắn nói ra, Lão Bạch, Lão Hắc, hai người các ngươi trước tiên hãy nghe ta nói, vừa nãy ta. Diệp Thần Phong đưa hắn tại bầu trời xa xa bên trong cái kia đạo hắc sắc vết xước bên trong nhìn đến cự đại thủ trưởng cùng con mắt, những chuyện này toàn bộ một mạch nói với bọn họ một lần, này làm cho bóng đen người Giang Vận Thiên nghi ngờ nói tiểu tử.
người xác định mình không phải là đang nằm mơ. Giữa bầu trời lỗ hổng kia bên trong xuất hiện cự mắt to. Một ánh mắt liền để người thổ huyết hỏng mất. Lão Hắc, ngươi cho là ta liền hiện thực cùng nằm mơ đều không phân rõ sao? Ta dám khẳng định đây là ta tận mắt thấy. Diệp Thần Phong ánh mắt không khỏi lại hướng về giữa bầu trời nhìn tới rồi, nhưng giờ khắc này, bầu trời xa xa bên trong cái kia đạo hắc sắc phết xước bên trong, ngoại trừ một mảnh đen nhánh bên ngoài, liền không có bất kỳ chỗ đặc biệt rồi. Tại Diệp Thần Phong thu hồi ánh mắt thời điểm, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi nói những thứ này đều là thật sự, như vậy chỗ này di tích liền thật sự không đơn giản, ta luôn cảm giác nơi này có chút quen thuộc, ta hẳn phải biết nơi này, nhưng trong lúc nhất thời chính là không nghĩ ra. Tại Diệp Thần Phong cùng bóng trắng người, bóng đen người trò chuyện thời điểm. Âm u ngoài dãy núi. Nguyên bản thiết kế để Giang Tuấn Hoa đi làm mồi câu Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên, hắn và hai tên Âm Minh Tông đệ tử về tới ngoài dãy núi mặt. Cùng lúc đó, tại Giang Mạc Thiên trở về nháy mắt, Vạn Nguyệt Các Tô Băng Xoáy cũng mang theo hai tên Vạn Nguyệt Các nữ đệ tử trở về rồi, còn có Hàn Băng Tông Tông chủ Nghĩa Tử Ninh Tuyết Tùng đồng dạng là mang theo Ninh Tuyết Ni xuất hiện. Những người này đều đem ánh mắt nhìn về phía âm u bên trong dãy núi, bởi vì bọn họ vừa vặn đều cảm thấy, tại âm u bên trong dãy núi thật giống có người ở điên cuồng tăng cao thực lực, này để cho bọn họ đều có chút ngồi không yên. Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên nói ra, hiện tại chúng ta là thời điểm tiến vào bên trong đi xem một chút. Nhưng vừa lúc đó, hai đạo bóng đen do xa tới gần, xuất hiện tại Giang Mạc Thiên đám người trước mặt, hai bóng đen này ngực quần áo thêu một cái nước chữ. Một tên trong đó thanh niên chính là Giang Tuấn Hoa ca ca Giang Tuấn Thiên, mà khác một người trung niên nam nhân cũng là Thủy Gia đệ tử, là Thủy Gia đại trưởng lão phe phái, tên này đàn ông trung niên thực lực tại hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Giang Tuấn Thiên đồng dạng là nhìn thấy trước đó Giang Mạc Thiên chế tạo ra động tĩnh, hắn mới chạy tới đây, chỉ bất quá hắn cách nơi này so sánh xa, cho nên mới muộn như vậy đuổi tới nơi này. Giang Tuấn Thiên cũng có thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực. Hắn nhìn xem phía trước mặt những người này, hỏi các ngươi có hay không nhìn thấy đệ đệ của ta Giang Tuấn Hoa? Còn có các ngươi ở nơi này làm gì? Giang Mạc Thiên biết Giang Tuấn Hoa sự tình nhất định là ẩn không gạt được rồi, hắn chủ động nói ra, đệ đệ ngươi Giang Tuấn Hoa xác thực cũng đã tới nơi này, đồng thời ta còn ở lại chỗ này nơi bên trong dãy núi phát hiện một cái kiếm thần nghĩa địa, ta chế tạo động tĩnh đem bọn ngươi hấp dẫn lại đây, là vì để cho các ngươi cùng ta đồng thời thăm dò kiếm thần nghĩa địa. Nguyên bản chúng ta dự định nghỉ ngơi một ngày, lại tiến vào bên trong dãy núi, để đệ ngươi cùng ba tên tán tu tại sơn mạch khẩu ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mà chúng ta nhưng là đi rồi những nơi khác nghỉ ngơi. Vừa vặn chúng ta cảm thấy bên trong dãy núi có động tĩnh, cho nên mới phải trở lại thăm một chút, chuẩn bị lập tức tiến vào bên trong dãy núi rồi, nhưng tại chúng ta lúc đến nơi này, để đệ ngươi cùng ba tên tán tu đã không thấy tăm hơi, ta nhìn bọn họ là ham muốn kiếm thần chi mộ trong bảo tàng. Rất có thể là mình tiến vào bên trong dãy núi rồi. Giang Tuấn Thiên khi nghe đến kiếm thần nghĩa địa bốn chữ này lúc, hắn trong con ngươi là không hề che giấu chút nào tham lam, bất quá, lại nghe được Giang Mạc Thiên đến tiếp sau lời nói sau đó hắn biết mình đệ đệ là thành Giang Mạc Thiên đám người mồi câu rồi. Nếu không phải kiếm thần trong mộ địa gặp nguy hiểm, Giang Tuấn Thiên tuyệt đối không tin Giang Mạc Thiên hội đem bọn hắn hấp dẫn đến bên này. Nhưng chuyện này, muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái Giang Tuấn Thiên đệ đệ quá ngu xuẩn, Giang Tuấn Thiên biết bây giờ còn không phải là cùng Giang Mạc Thiên đám người lúc trở mặt, hắn phải chờ thăm dò xong kiếm thần nghĩa địa, lại cẩn thận cùng người ở chỗ này tính toán một chút món nợ này, hắn nói ra các ngươi đã dự định tiến vào bên trong dãy núi thăm dò kiếm thần nghĩa địa rồi, như vậy chúng ta vẫn còn ở nơi này đứng đấy làm gì? Cùng đi đi! Thấy Giang Tuấn Thiên không có lập tức trở mặt, này làm cho Giang Mạc Thiên cùng Ninh Tuyết Tùng đám người là đã minh bạch, này Giang Tuấn Thiên tuyệt đối là một cái giữ được bình tĩnh nhân vật hung ác, này khiến cho bọn hắn bắt đầu phòng bị lên Giang Tuấn Thiên. Tại Giang Mạc Thiên dẫn dắt đi, ở đây tất cả mọi người chui vào âm u sơn mạch, thận trọng hướng về kiếm thần nghĩa địa phương hướng lao đi rồi. Mà vẫn cứ tại kiếm thần nghĩa địa chung quanh Diệp Thần Phong, hắn chút nào còn không biết chân chính nguy cơ bắt đầu áp sát rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1363, Thanh Bảo Tàng giao ra đây. Trọng kiếm vô phong chính là tam thức kiếm chiêu. Tu luyện trọng kiếm vô phong người, kiếm trong tay không cần sắc bén,
thậm chí là không cần khai phong, chỉ cần trọng lượng đầy đủ, cầm trong tay kiếm càng nặng, trọng kiếm vô phong phát huy ra power càng lớn. Diệp Thần Phong tại bạch bóng nhân hòa bóng đen trong dân cư cũng không cách nào biết được chỗ này di tích lai lịch cụ thể, bây giờ Thủy Mộng Hàm vẫn còn hôn mê trong, Diệp Thần Phong tính toán đợi Thủy Mộng Hàm tỉnh rồi sau đó hắn lại rời đi nơi này rồi. Cho nên, Diệp Thần Phong ngồi ở hôn mê Thủy Mộng Hàm bên cạnh, bắt đầu kiểm tra khởi trong đầu trọng kiếm vô phong pháp môn tu luyện rồi. Đang tra nhìn thấy trọng kiếm vô phong tu luyện yêu cầu sau đó ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong. Hắn nhìn xem phía trước mặt cắm trên mặt đất bên trong hắc huyền kiếm, cái này hắc huyền kiếm không phải phi thường phù hợp tu luyện trọng kiếm vô phong sao? Vừa đến cái này hắc huyền kiếm là phối hợp hắc tuyển áo giáp dùng để tu luyện, cho nên hắc huyền kiếm hầu như sẽ không có mũi kiếm, phải dựa vào sức mạnh mới có thể đem đối thủ chém giết. Thứ hai, thực lực tại tạo hóa cảnh dưới, theo Diệp Thần Phong không ngừng tăng lên thực lực, hắc huyền kiếm trọng lượng cùng với đối Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí áp chế đồng dạng là sẽ không ngừng gia tăng. Này hắc huyền kiếm quả thực là vì tu luyện trọng kiếm vô phong Donnie đóng giày, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng là hồi hộp, tiếp tục kiểm tra khởi trọng kiếm vô phong phương pháp tu luyện rồi. Trọng kiếm vô phong thức thứ nhất, nhất kiếm phá thiên dưới, lấy trong cơ thể chi linh khí chuyển hóa trọng kiếm chi kiếm phong, một kiếm chống đỡ thiên quân, giết địch từ trong vô hình. Nhất kiếm phá thiên dưới. Diệp Thần Phong trong miệng không khỏi nói lầm bầm, danh tự này thô bạo a hát. Trống trơn là nghe thức thứ nhất danh tự, ta xem một chiêu này power tuyệt đối sẽ không nhược đi nơi nào. Lão Bạch, lão Hắc, các ngươi nói này trọng kiếm vô phong tính là cái gì cấp bậc chiến kỹ? Diệp Thần Phong bây giờ tu luyện thần huyết quyết cùng ma thiên quyết tuy rằng đều là thần cấp thượng phẩm công pháp. Thế nhưng hắn nắm giữ chiến kỹ thực sự là ít đến đáng thương. Dựa theo bóng trắng nhân hòa bóng đen người cách nói, đến bọn hắn khi còn sống loại thực lực đó. Bọn hắn mỗi một chiêu đều là cực kỳ cường hãn chiến kỹ rồi, căn bản không dùng tới đi tu luyện còn lại chiến kỹ rồi, cho nên bọn hắn một cách tự nhiên đem tu luyện chiến kỹ phương pháp toàn bộ quên mất. Diệu, hay lắm rồi, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh tại cảm giác được trọng kiếm vô phong thức thứ nhất miêu tả sau đó hắn hiển nhiên là đối trọng kiếm vô phong vô cùng tán thưởng. Tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, tuy rằng ta còn chưa thể khẳng định này trọng kiếm vô phong thuộc về cái gì cấp bậc chiến kỹ, nhưng là ta muốn này tuyệt đối không phải là nát phố lớn mặt hàng, nói thế nào này trọng kiếm vô phong cũng là đường đường một đời kiếm thần truyền thụ cho ngươi. Chờ ngươi đem thức thứ nhất tu luyện thành công sau đó căn cứ ngươi thi triển ra power, ta là có thể đại khái phán đoán trọng kiếm vô phong là cái gì cấp bậc chiến kỹ. Khụ khụ. Hai tiếng ho khan đã cắt đứt Diệp Thần Phong cùng bóng trắng người trò chuyện, Diệp Thần Phong nhìn hướng nằm ở bên cạnh Thủy Mộng Hàm, thấy Thủy Mộng Hàm có thanh dấu hiệu tỉnh lại, Diệp Thần Phong lập tức đem Thủy Mộng Hàm dìu vào trong lồng ngực, để Thủy Mộng Hàm nằm ở trên đùi của hắn. Nhìn xem Thủy Mộng Hàm môi khô khốc, Diệp Thần Phong chữ vật giới chỉ lóe lên, một con ấm nước xuất hiện tại trong tay hắn, tại Thủy Mộng Hàm chậm rãi mở mắt thời điểm, Diệp Thần Phong dẫn đầu nói, đừng nói chuyện. Trước tiên uống chút nước. Mở mắt Thủy Mộng Hàm, người tại cảm giác được chính mình nằm ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực thời điểm. Gò má của nàng không khỏi một trận ửng hồng, ngoan ngoãn để Diệp Thần Phong cho ăn người uống hết mấy ngụm nước sau đó người cả người vẻ mặt cũng khá một điểm. Dù sao người không có thụ quá mức thương thế nghiêm trọng, Diệp Thần Phong vừa vặn cũng vì Thủy Mộng Hàm trị liệu đơn giản một cái. Hẳn là qua 1-2 ngày, Thủy Mộng Hàm là có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp đại ca, Giang Tuấn Hoa bọn họ đâu? Thủy Mộng Hàm nghi vấn đạo, bất quá, người ngược lại thấy được cách đó không xa cái kia cắm tại trong lòng đất hám thiên côn, nàng liền đại khái đoán được Giang Tuấn Hoa đã chết tại Diệp Thần Phong trên tay rồi. Diệp đại ca, thực lực của ngươi cũng đột phá đến hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Thủy Mộng Hàm kinh ngạc nói, trong con ngươi xinh đẹp là tràn đầy vẻ sùng bái. Diệp Thần Phong đem chỗ này trong di tích đặc thù thiên địa pháp tắc nói với Thủy Mộng Hàm một lần, sau khi nghe xong, Thủy Mộng Hàm nói ra, Diệp đại ca, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta những này tiến vào trong di tích người, nhất định sẽ lẫn nhau chém giết càng thêm lợi hại rồi, nhưng thần niệm cảnh nhất trọng thiên thực lực người liền so sánh bị thua thiệt, bọn hắn không thể ở nơi này tùy ý giết người, bằng không đem thực lực tăng lên tới thần niệm cảnh nhị trọng thiên sau, bọn hắn cũng sẽ bị trong di tích pháp tắc đánh chết rồi. Hiện tại Thủy Mộng Hàm cũng tỉnh táo lại, Diệp Thần Phong là thời điểm cùng Thủy Mộng Hàm cùng rời đi nơi này,
từ Diệp Thần Phong trong lồng ngực đứng lên Thủy Mộng Hàm, người đem một bên trung phẩm phòng ngự linh khí Càn Khôn Chuông thu hồi trong nhẫn chứa đồ, yếu không phải là của nàng thực lực quá yếu, này Càn Khôn Chuông tuyệt đối sẽ không được Giang Tuấn Hoa cho phá vỡ. Diệp Thần Phong đem Hắc Huyền kiếm thả lại trên lưng, hắn chuẩn đứng trước tiên tìm một nơi đem trọng kiếm Vô Phong chiêu thứ nhất tu luyện thành, hắn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cắm tại trong lòng đất Hám Thiên Côn. Thủy Mộng Hàm tại nhìn thấy Diệp Thần Phong ánh mắt đang nhìn phương hướng sau, nàng nói, Diệp đại ca, Giang Tuấn Hoa là ngươi giết chết, cái kia Hám Thiên Côn là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi liền nhanh chóng thu hồi trong nhẫn chứa đổ đi. Diệp Thần Phong cũng không phải một cái câu nệ ở tiểu tiết người, khi hắn đi tới Hám Thiên Côn trước mặt, đem Hám Thiên Côn từ trong lòng đất rút lúc đi ra, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy một trận động tĩnh tại hướng về bên này truyền đến. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên trái vị trí, hắn biết chắc là có người tại hướng về bên này tới gần, hơn nữa tại 3 giây đồng hồ bên trong liền sẽ đến nơi này, hắn và Thủy Mộng Hàm đã tới không kịp tránh mở ra. Làm Diệp Thần Phong đi trở về Thủy Mộng Hàm bên cạnh lúc, 8 bóng người xuất hiện tại kiếm thần nghĩa địa mảnh đất trống này thượng, người cầm đầu rõ ràng là Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm sau, hắn mang trên mặt cực độ khiếp sợ. Nói ra các ngươi, hai người các ngươi dĩ nhiên không chết. Thủy gia Giang Tuấn Hoa ca ca Giang Tuấn Thiên, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm sau, hắn vượt trước 2 bước, hắn cũng không hề từ Giang Mạc Thiên trong miệng biết được có quan hệ Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm tin tức, đặc biệt là Giang Tuấn Thiên nhìn thấy Diệp Thần Phong cầm trong tay Hám Thiên Côn lúc, con mắt của hắn hơi nheo lại, này Hám Thiên Côn nhưng là gia gia hắn tạm thời giao cho đệ đệ hắn Giang Tuấn Hoa sử dụng. Bây giờ xuất hiện tại Diệp Thần Phong trên tay, điều này đại biểu cái gì? Giang Tuấn Thiên quét mắt một lần bốn phía, hắn cũng không có thấy Giang Tuấn Hoa thi thể, dù sao Giang Tuấn Hoa là bị Thanh Viêm cho đốt cháy thành cho bụi đâu. Hắn nhìn hướng Thủy Mộng Hàm, nói ra, Mộng Hàm, ngươi như thế nào cùng tiểu tử này cùng nhau? Đệ ta là không phải đã tới nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một bên Giang Mạc Thiên nhìn thấy nguyên bản kiếm thật lớn thần điêu như đã nổ tung rồi, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, ngón tay hắn chỉ vào Diệp Thần Phong, nói ra, xem ra kiếm thần trong mộ địa chỗ tốt, có thể là được tiểu tử này cho đã lấy được. Nguyên bản nơi này có một tôn kiếm thần khi còn sống pho tượng, nhưng hôm nay pho tượng nổ tung, vậy thì mang ý nghĩa kiếm thần nghĩa địa bảo tàng đã bị người cho đã lấy được. Giang Mạc Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Giang Tuấn Thiên. Nói ra, lời này của ngươi hỏi cũng là hỏi không, đệ ngươi linh khí đều xuất hiện ở đây tiểu tử trên tay rồi, hơn nữa thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, hắn nhất định là giết không ít người, đệ ngươi hẳn là đã chết ở trên tay hắn rồi. Về phần một bên Vạn Nguyệt Các Tô Băng Xoáy đám người và Hàn Băng Tông Ninh Tuyết Tùng, Ninh Tuyết Nhi, bọn hắn những người này đều tạm thời giữ vững trầm mặc. Giang Tuấn Thiên trên mặt từ từ tràn ngập lên sát khí, quát lên, tiểu tử. Đem Hám Thiên Côn trả lại cho ta, bất kể có phải hay không là ngươi giết đệ ta, khi tiến vào trong di tích thời điểm, vậy thì đã chú định ngươi phải chết ở chỗ này rồi. Trong tay cầm Hám Thiên Côn Diệp Thần Phong, hắn biết cho dù hắn không có giết Giang Tuấn Hoa, này Giang Tuấn Thiên cũng sẽ động thủ với hắn, hắn trực tiếp đem Hám Thiên Côn cho thu hồi trong nhẫn chứa đồ, nói ra chỗ ngươi cứt chó đệ là ta giết, vậy thì thế nào đâu này. Thủy Mộng Hàm cũng gấp vội mở miệng nói. Giang Tuấn Thiên, đệ ngươi Giang Tuấn Hoa là chết chưa hết tội, hắn liên hợp 3 tên tán tu muốn nhục nhã ta, may là có Diệp Đại Ca tại, là Diệp Đại Ca đã cứu ta. Nha, nói như vậy đệ ta chết đi, ngươi cũng có phần. Giang Tuấn Thiên bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu, khóe môi nhếch lên điên cuồng nụ cười, hắn không có ý định để Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm còn sống. Giang Tuấn Thiên mặc dù biết một khi hắn đã giết Thủy Mộng Hàm sự tình truyền đi, chỉ sợ hắn đem không cách nào tại Thủy gia đặt chân, thậm chí còn sẽ liên lụy ra hắn đại trưởng lão mạch này, nhưng bọn họ yếu tại di tích này bên trong ngốc hơn nửa năm lâu dài, hắn có nhiều thời gian thanh ở đây còn lại người chứng kiến từng cái giải quyết hết. Giang Tuấn Thiên bây giờ cũng biết chỗ này trong di tích đặc thù pháp tắc, thế nhưng chỉ cần hắn không đem những người này triệt để giết chết, lưu bọn hắn một hơi tại, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Như vậy trong cơ thể hắn thì sẽ không tràn vào những người này năng lượng, hắn cũng sẽ không đột phá đến thần niệm cảnh nhị trọng thiên được bên trong di tích pháp tắc đánh giết rồi. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời lời nói, như vậy ngươi trước đem tại kiếm thần nghĩa địa lấy được bảo tàng toàn bộ giao ra đây,
ngươi cho rằng tại chúng ta trước mặt nhiều người như vậy, ngươi còn có khả năng đào tẩu sao? Ngươi nguyện ý nghe chúng ta mà nói, chúng ta hay là vẫn có thể cho ngươi lựa chọn một cái chết phương pháp. Giang Mạc Thiên vinh váo hung hăng nói, trước hắn nhưng là chật vật thoát đi kiếm thần nghĩa địa, đồng thời trả đáp thượng một cái phòng ngự hệ hạ phẩm linh khí, trong lòng của hắn nhưng nén giận vô cùng đây. Dưới cái nhìn của hắn nếu không phải Diệp Thần Phong nhúng tay, sự tình thì sẽ không như bây giờ như vậy không xong. Những người khác không ý định động thủ, Giang Mạc Thiên đương nhiên cũng sẽ không động thủ, dù sao kiếm thần nghĩa địa bảo tàng quá hấp dẫn người, hắn nhất định phải đem thực lực của mình bảo đảm tại cao nhất tầng thứ. Chương 1364, là cái gì ám khí? Diệp Thần Phong đem Thủy Mộng Hàm bảo hộ ở phía sau, ánh mắt lần lượt tại trên người mọi người quét mắt một lần, bây giờ hắn có hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, chỉ cần hắn sử dụng tới Long Tường Cửu Thiên, hắn hẳn có thể miểu sát hợp biển cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cao thủ rồi, về phần hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, hắn hẳn có thể cùng đối phương chiến cái một mất một còn. Bất quá, Diệp Thần Phong trong cơ thể thanh viêm có thể miểu sát hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, huống hồ bây giờ hắn nghiên cứu ra thanh viêm một châm, lợi dụng thanh viêm một châm công kích, như vậy thì sẽ không khiến người khác phát hiện trong cơ thể hắn có ngày địa chi hỏa rồi, cho nên ngoại trừ thần niệm cảnh cao thủ ở ngoài, hợp biển cảnh bên trong không ai có thể tổn thương được Diệp Thần Phong một cọng tóc gáy rồi. Diệp Thần Phong cảm giác được ở đây chỉ có Giang Tuấn Thiên, Ninh Tuyết Tùng, Tô Băng Xoáy cùng Giang Mạc Thiên tại thần niệm cảnh tầng thứ, trong đó Giang Tuấn Thiên cùng Ninh Tuyết Tùng đều tại nhất trọng thiên hậu kỳ, Tô Băng Xoáy tại nhất trọng thiên trung kỳ, về phần Giang Mạc Thiên nhưng là tại nhất trọng thiên sơ kỳ. Nếu như đối mặt bốn tên thần niệm cảnh cao thủ vây công, như vậy đây đối với Diệp Thần Phong tới nói tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, bất quá, hắn không phải là một cái nguyện ý hướng tới đối thủ cúi đầu người, bây giờ hắn chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Hắn nhìn ra được những người này đều tại âm thầm đề phòng lẫn nhau. Diệp Thần Phong dương mắt lạnh lẽo Giang Mạc Thiên, tại Diệp Thần Phong trong lòng, lần này tới đất huyền giới, có một phần nguyên nhân, là bởi vì hắn muốn tự tay giết Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên đôi thầy trò này. Lúc trước Diệp Thần Phong ở trong mắt bọn họ chính là một chỉ tiện tay có thể bóp chết run rế. Lúc trước Diệp Thần Phong chịu khuất nhục, hắn yếu gấp trăm lần, nghìn lần đòi lại. Bất quá! Hiện tại Diệp Thần Phong biết không phải là tức giận thời điểm, ánh mắt của hắn lại không khỏi liếc nhìn Ninh Tuyết Ni. Dưới cái nhìn của hắn Ninh Tuyết Ni biến hóa lớn vô cùng, trước đó đang cùng Diệp Thần Phong gặp gỡ thời điểm. Ninh Tuyết Ni chính là một tính cách mạnh mẽ, ngang ngược không biết lý lẽ, thậm chí sẽ không bận tâm tính mạng của người khác, chỉ biết hung hăng đùa nghịch tính tình đại tiểu thư. Nhưng hôm nay Ninh Tuyết Ni trở nên lãnh lãnh đạm đạm được rồi, Diệp Thần Phong một mắt là có thể nhìn ra. Là vì lúc đó hắn thưởng thức Ninh Tuyết Ni miệng nhỏ, cướp đi Ninh Tuyết Ni nụ hôn đầu, này Ninh Tuyết Ni mới sẽ tính cách đại biến. Nói như vậy Ninh Tuyết Ni nhất định là đưa hắn hận thấu xương rồi. Ở đây Giang Mạc Thiên cùng Ninh Tuyết Ni, người trước thông qua hình ảnh gặp Diệp Thần Phong, người sau là mặt đối mặt gặp Diệp Thần Phong, chỉ là bây giờ Diệp Thần Phong mang trên mặt mặt nạ ra người đây. Nếu để cho Giang Mạc Thiên biết trước mặt tiểu tử này chính là hạ đẳng vị diện cái kia run rế. Chắc hẳn trên mặt hắn biểu lộ nhất định sẽ phi thường đặc sắc a. Nếu để cho Ninh Tuyết Ni biết trước mặt Diệp Thần Phong chính là lúc trước thưởng thức người miệng nhỏ người, e sợ người cũng không thể bình tĩnh như thế đứng, người cố gắng như vậy tu luyện. Vì chính là tìm tới Diệp Thần Phong, người muốn cho Diệp Thần Phong hướng về người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, người muốn cho Diệp Thần Phong nhận hết thống khổ. Diệp Thần Phong nhìn xem Giang Mạc Thiên. Hí hành hạ nói, các ngươi muốn có được kiếm thần nghĩa địa bảo tàng, nhưng kiếm thần nghĩa địa bảo tàng vô cùng có hạn, có phải hay không các ngươi trước tiên so với cái cao thấp? Bảo tàng đương nhiên là phải cho cường giả rồi. Nghe vậy, Giang Mạc Thiên hung tàn quát lên, tiểu tử, ngươi không nên ở chỗ này đùa nghịch hoa dạng, ngươi cho rằng những này một chút thủ đoạn đối với chúng ta hữu dụng không? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngớ ngẩn sao? Diệp Thần Phong tự nhiên biết Giang Mạc Thiên đám người thông minh sẽ không như thế hạ thấp được rồi, hắn chỉ là thuận miệng vừa nói như thế, dư quang của khóe mắt còn đang không ngừng quan sát bốn phía. Nhìn xem có thể hay không mang theo Thủy Mộng Hàm chạy khỏi nơi này. Giang Mạc Thiên nhìn hướng ở đây những người còn lại, nói ra các vị. Ta biết mọi người đều tại đề phòng lẫn nhau, chúng ta có thể đồng thời động thủ trước lấy dưới tiểu tử này, ta cũng không tin không cậy ra miệng của hắn. Giang Mạc Thiên vừa dứt lời,
Vạn Nguyệt Các Tô Băng xoáy, người mang theo hai tên Vạn Nguyệt Các nữ đệ tử hướng về bên cạnh đi đến. Tô Băng xoáy cho người một loại thanh tân tiên nữ cảm giác, người âm thanh gợn sóng không khỏi nói ra, nếu chỗ này kiếm thần nghĩa địa bảo tàng bị người cho đã lấy được, như vậy chúng ta Vạn Nguyệt Các không lại nhúng tay. Chúng ta Vạn Nguyệt Các từ trước đến giờ là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Tô Băng xoáy liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, tiếp tục nói, bọn hắn cũng không hề chọc đến chúng ta, huống hồ là bọn hắn trước được đến kiếm thần nghĩa địa bảo tàng, chúng ta Vạn Nguyệt Các không có lý do gì xuất thủ nữa. Người ở chỗ này bao quát Diệp Thần Phong ở bên trong, không ai từng nghĩ tới Tô Băng xoáy lại đột nhiên lui ra, xem ra này Tô Băng xoáy là một cái phi thường có nguyên tắc người, mà cái kia hai tên Vạn Nguyệt Các nữ đệ tử tuy rằng đi theo Tô Băng xoáy đứng qua một bên, thế nhưng hai người bọn họ trong con ngươi tràn đầy tiếc nuối, dù sao kiếm thần nghĩa địa lợi ích quá hấp dẫn người, các nàng ánh mắt liên tiếp nhìn xem Tô Băng xoáy, thấy Tô Băng xoáy không có ý lên tiếng, hai người bọn họ chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện ngậm miệng. Giang Mạc Thiên nhìn thấy Tô Băng xoáy đám người lui ra, sau đó hắn cũng nghe nói này Tô Băng xoáy là một cái cực kỳ có nguyên tắc người, hắn chỉ là lạnh lùng nói, Tô Băng xoáy, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nếu như sau đó chúng ta đã nhận được kiếm thần nghĩa địa bảo tàng, người muốn đến đoạt, như vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, chúng ta không ngại không thương hương tiếc ngọc một lần. Dù sao Thủy gia cùng Hàn Băng Tông người đều không có lựa chọn lui ra, tại Giang Mạc Thiên trong mắt có bọn hắn những người này tại, cho dù Tô Băng xoáy cuối cùng muốn cướp giật kiếm thần nghĩa địa bảo tàng, điều này cũng là không thể nào. Tô Băng xoáy trắng nõn trên mặt hiện lên một vệt khinh thường, tinh xảo mũi hơi nhíu lại. Nói ra, không nên bắt ngươi loại kia cẩn thận tâm tư đến đau khổ ta. Giang Mạc Thiên trong con ngươi tránh qua một vệt phẫn nộ, hắn sớm muộn muốn cho Tô Băng xoáy nữ nhân này nếm thử sảng khoái trời cao cảm giác, hắn đối với Thủy gia cùng Hàn Băng Tông người, nói ra các ngươi cũng không lui ra chứ. Hàn Băng Tông tông chủ Nghĩa Tử Ninh Tuyết Tùng, hắn lạnh lẽo liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, nói ra kiếm thần chi mộ bên trong bảo tàng. Làm sao có thể để một cái thực lực chỉ có vẻn vẹn hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ tiểu tử thu được? Chúng ta là đồng thời động thủ đâu này? Vẫn là... Giang Tuấn Thiên nói ra, đối phó tiểu tử này chả cần phải chúng ta động thủ sao? Ngược lại, hắn nhìn hướng đứng ở hắn bên cạnh tên kia thủy gia đàn ông trung niên, ra lệnh, người ra tay đem tiểu tử kia bắt lại, nếu như Thủy Mộng Hàm dám nhúng tay, như vậy giết chết không cần luận tội. Tên kia thủy gia hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đàn ông trung niên, hắn trên tay trái một cái ngón tay cái đứt đoạn mất, hắn chính là thủy gia đại trưởng lão nhất mạch người ủng hộ trung thật. Khi nghe đến Giang Tuấn Thiên mệnh lệnh sau, hắn lập tức vượt trước hai bước, ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Một bên Giang Mạc Thiên cũng lập tức đối với bên cạnh hắn hai tên Âm Minh Tông đệ tử, nói ra hai người các ngươi cũng đi giúp bận bịu. Cái này hai tên Âm Minh Tông đệ tử một cao một thấp. Người cao thực lực tại hợp biển cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, vóc dáng thấp thực lực tại hợp biển cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Hai người bọn họ cũng liền bận bịu đi ra. Về phần Hàn Băng Tông chỉ có Ninh Tuyết Tùng cùng Ninh Tuyết Ni hai người, Ninh Tuyết Tùng phải đề phòng Giang Tuấn Thiên cùng Giang Mạc Thiên, hắn đương nhiên không thể xuất thủ, mà Ninh Tuyết Ni là Hàn Băng Tông con gái của tông chủ, cho nên Ninh Tuyết Ni cũng không thể xuất thủ, vạn nhất có cái gì bất chắc sẽ không tốt. Ninh Tuyết Tùng thản nhiên nói, tiểu tử này mới chỉ là hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, một tên hợp biển cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, một tên hợp biển cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, cùng với một tên hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ liên hợp. Muốn bắt được tiểu tử này là thừa sức rồi, ta liền không đi bêu xấu. Đoạn chỉ đàn ông trung niên cùng với Âm Minh Tông người cao cùng vóc dáng thấp, bọn hắn khi nghe đến mệnh lệnh sau đó đương nhiên sẽ không có quá nhiều do dự. Lại nói Diệp Thần Phong thực lực đặt tại đó, ba người bọn họ liên thủ chả cần phải sợ Diệp Thần Phong đùa nghịch trò gian gì sao. Này thân ảnh của ba người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, từng cái thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông. Nhìn về phía Diệp Thần Phong trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo vẻ mặt, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong liền là con mồi của mình. Nhưng bọn họ lại không biết có lúc con mồi cũng sẽ phản công cắn chết thợ săn. Ở một bên xem cuộc chiến Giang Mạc Thiên đám người là mặt không hề cảm xúc, bọn hắn khẳng định Diệp Thần Phong hội được bắt lại được rồi, mà đứng sau lưng Diệp Thần Phong Thủy Mộng Hàm là khẩn trương nắm chặt nắm đấm, người không dám mở miệng đi quấy rầy Diệp Thần Phong, nhưng nàng cũng tại vì Diệp Thần Phong lo lắng. Dù sao Diệp Thần Phong chỉ có hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực,
Tại đoạn chỉ đàn ông trung niên cùng với người cao cùng vóc dáng thấp không ngừng tới gần thời điểm, Diệp Thần Phong đã sớm từ bên trong đan điền rút ra ra tam ti thanh viêm rồi, đồng thời lợi dụng kiếm ý đem tam ti thanh viêm ngưng tụ thành ba cái màu xanh châm dài. Xíu, xíu, xíu. Diệp Thần Phong không chút do dự thi triển ra thanh viêm một châm. Tại đoạn chỉ đàn ông trung niên bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên sử dụng ám khí thời điểm, trên mặt bọn họ biểu lộ là càng thêm khinh thường rồi, đoạn chỉ đàn ông trung niên dưới chân bước chân hơi dừng lại một chút. Nói ra, tiểu tử, theo ta chơi ám khí, ngươi còn kém xa đây. Đoạn chỉ đàn ông trung niên, hắn trực tiếp đưa tay phải ra, đem hướng hắn bay vụt mà đến thanh viêm một châm giáp tại trên ngón tay, bởi kiếm ý đem thanh viêm nhiệt độ chế trụ. Hắn không cảm giác được thanh viêm một châm đặc thù, hắn lãnh đạm nói, nguyên lai chỉ là một cây phổ thông màu xanh lục châm dài. Đây chính là chỗ ngươi cái gọi là ám khí. Nhưng mà, tại đoạn chỉ đàn ông trung niên tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, kẹp ở giữa ngón tay thanh viêm một châm đột nhiên biến mất rồi, trực tiếp hóa thành một tia màu xanh sương mù thấm vào bên trong thân thể của hắn. Tại thanh viêm một châm tiến vào đoạn chỉ đàn ông trung niên trong cơ thể sau đó khi hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt được đốt cháy sạch sẽ, con mắt trợn lên lớn vô cùng, cả người chỉ còn dư lại một cái yếu ớt thể xác đứng tại chỗ rồi. Mà một bên khác, hợp biển cảnh tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên người cao cùng vóc dáng thấp, bọn hắn liền Diệp Thần Phong thanh viêm một châm cũng không có tiếp được. Thanh viêm một châm là trực tiếp chui vào bên trong thân thể của bọn hắn so với đoạn chỉ đàn ông trung niên chết còn nhanh hơn. Các ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Chẳng lẽ là được này ngớ ngẩn cái gọi là ám khí hù dọa đến sao? Chỉ là một cây chỉ là màu xanh châm dài mà thôi. Giang Mạc Thiên nhìn thấy người cao cùng vóc dáng thấp đứng tại chỗ không động đậy rồi, hắn không khỏi mở miệng khiển trách. Tại Giang Mạc Thiên quát tháo xong sau, đoạn chỉ đàn ông trung niên bọn hắn vẫn không có ý nhúc nhích, này làm cho Giang Tuấn Thiên cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn lập tức đi tới đoạn chỉ đàn ông trung niên bên cạnh, bàn tay vừa vặn muốn vỗ vỗ bả vai của đối phương, mà khi bàn tay của hắn mới vừa chạm vào bả vai của đối phương lúc, chỉ nghe ầm một tiếng, đoạn chỉ trung niên thân thể của nam nhân trực tiếp ở trong không khí hóa thành một đống cho tàn. Mà đi sau lưng Giang Tuấn Thiên Giang Mạc Thiên, hắn cũng gấp bận bịu đi sờ đụng một cái người cao cùng vóc dáng thấp, lại là ầm ầm hai tiếng, người cao cùng vóc dáng thấp thân thể cũng trong nháy mắt ở trong không khí hóa thành cho tàn. Một màn quỷ dị này để Giang Tuấn Thiên cùng Giang Mạc Thiên mồ hôi lạnh liên tục, trên mặt cũng không còn chắc chắn tự tin rồi, bọn hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong vừa vặn bay vụt là cái gì ám khí. Trên đất huyền giới còn có bực này power ám khí, bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Chấm chấm chấm, chương 1365, viễn cổ thần ma nghĩa địa. Tại đoạn chỉ đàn ông trung niên cùng với người cao cùng vóc dáng thấp thân thể hóa thành cho tàn trong nháy mắt này, ba người thể nội một phần năng lượng không hẹn mà cùng trào vào Diệp Thần Phong trong thân thể, mà một bộ phận khác năng lượng nhưng là hướng về giữa bầu trời tản đi rồi. Diệp Thần Phong hiện tại đương nhiên không có thời gian dung hợp tuôn ra vào trong cơ thể năng lượng rồi, hắn chỉ có thể đem nguồn năng lượng này tạm thời áp chế lại. Hắn nhất định muốn mang theo Thủy Mộng Hàm mau chóng rời đi nơi này rồi. Một bên lựa chọn lui ra Vạn Nguyệt Các Tô Băng Xoáy, người Ba Lan không khỏi trong con ngươi xinh đẹp cũng tránh qua một vệt dị thải, nói thật người bởi vì vấn đề nguyên tắc tuy rằng lựa chọn không đúng Diệp Thần Phong động thủ, thế nhưng trong lòng nàng không chút nào xem trọng Diệp Thần Phong, tại vừa vặn người đồng dạng cho rằng Diệp Thần Phong sẽ bị đoạn chỉ đàn ông trung niên bọn hắn khinh yếu bắt lại. Nhưng kết quả lại là đoạn chỉ đàn ông trung niên bọn hắn trong nháy mắt được Diệp Thần Phong cho về giết. Đứng ở Tô Băng Xoáy bên cạnh hai tên Vạn Nguyệt Các nữ đệ tử, thực lực của các nàng cũng có hợp biển cảnh nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên, các nàng đang nhìn đến đoạn chỉ đàn ông trung niên bọn hắn trong nháy mắt hóa thành cho tàn, các nàng không khỏi thân thể một trận run rẩy, sắc mặt tái nhợt lợi hại, trên gương mặt đã là toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như mới vừa có Tô Băng Xoáy không có lựa chọn lui ra lời nói, như vậy hai người bọn họ nghĩa địa cũng muốn xuất thủ đi cầm nã Diệp Thần Phong, Tô Băng Xoáy có nguyên tắc lui ra, này cũng tính là giáo hai người bọn họ một mạng rồi. Về phần Hàn Băng Tông Ninh Tuyết muốn cùng Ninh Tuyết Ni, người trước ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, người sau trong ánh mắt mang theo từng tia muốn sợ, ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Giang Mạc Thiên cùng Giang Tuấn Khô ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm,
Giang Mạc Thiên đối với Ninh Tuyết muốn nói, ba người chúng ta đồng thời động thủ, không thể lại để cho tiểu tử này nhảy đi xuống, bằng không ai cũng đừng nghĩ đạt được kiếm thần trong mộ địa bảo tàng rồi. Nghe vậy, Ninh Tuyết yếu dưới chân vi vi chỉa xuống đất, thân ảnh của hắn trinh thám bay tới Giang Anh Thiên Hòa Giang Tá Ngàn bên cạnh rồi, nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra, xem ra lần này chúng ta vẫn đúng là suýt chút nữa tại lật thuyền trong mương, bất quá, có ba người chúng ta đồng thời động thủ, không có bất kỳ kỳ tích xảy ra. Đứng ở Tô Băng Xoáy bên cạnh hai tên Vạn Nguyệt các nữ đệ tử, các nàng đang nhìn đến trước mắt tình cảnh này sau, các nàng không nhịn được mở miệng lần nữa rồi. Tô sư tỷ, lẽ nào chúng ta thật sự muốn từ bỏ kiếm thần trong mộ địa bảo tàng sao? Có ba tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên cường giả động thủ, tiểu tử này tuyệt đối sẽ bị bọn hắn bắt xuống. Đúng vậy, Tô sư tỷ, đây chính là kiếm thần nghĩa địa bảo tàng A Hát. Kiếm thần nhưng là chỉ tồn tại nhân vật trong truyền thuyết. Tô Băng Xoáy khi nghe đến hai tên nữ đệ tử lời nói sau, lông mày của nàng không khỏi cau lại, trên mặt tránh qua một vệt vẻ do dự bất quá, cuối cùng người vẫn là nói, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, các ngươi cũng không muốn nhiều lời, chúng ta ở một bên an tĩnh nhìn xem là được rồi. Được Giang Mạc Thiên, Ninh Tuyết muốn cùng Giang Tá Khô về Diệp Thần Phong, hắn đem trên lưng Hắc Huyền kiếm cho kéo ra. Tại ba tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên cao thủ vây công dưới muốn dẫn Thủy Mộng Hàm an toàn rời đi nơi này, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói là tuyệt đối phương độ khó, thậm chí là cơ hồ không khả năng. Tiểu tử, vừa vặn cho ngươi đầu hàng cơ hội này, dạng ngươi vẫn có thể lựa chọn một cái thoải mái kiểu chết, nhưng ngươi tại sao một mực không quay hàm tình đâu này, Giang Mạc Thiên một mặt cười lạnh nói. Không cần nhiều lời, trước đem tiểu tử này tay chân đánh gãy. Các loại đã lấy được trên người hắn kiếm thần nghĩa địa bảo tàng, sau đó chúng ta đang chậm rãi dằn vặt hắn, khiến hắn tại vô hạn trong thống khổ tử vong. Đệ đệ của mình cùng Đoạn Chỉ đàn ông trung niên đều đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, này làm cho Giang Tá Ngàn trong lòng lửa giận nhảy lên tới cực hạn, khóe mắt cơ bên trong hơi hơi kéo xúc. Tiểu tử, lẽ nào ngươi còn muốn sử dụng hoa có ám khí sao? Lấy tốc độ của ngươi, chúng ta có đầy đủ thời gian đến tránh né. Ta lại yếu giả người, ngươi vẫn có thể đùa nghịch suốt trò gian gì đến. Ninh Tuyết Hiếu ngoài miệng tuy rằng nói như vậy thế nhưng trên mặt hắn lại từ đầu tới cuối duy trì chỉnh chậm. Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp sáng ngời phong, hắn dự định liên tục thi triển Long Tường Cửu Thiên, lại lập tức thi triển Thanh Viêm một châm. Hắn hy vọng dùng này có thể ngăn cản Giang Anh Thiên đám người một ít thời gian, khiến hắn cùng Thủy Mộng Hàm có thể chú ý lợi rời đi nơi này. Nếu đã quyết định đồng thời động thủ bắt tiểu tử này, ba người chúng ta cũng hẳn tạm thời thả xuống lẫn nhau đề phòng, tất cả các loại trước tiên bắt lại tiểu tử này lại nói, Giang Mạc Thiên lời mới vừa nói chuyện, hắn trinh thám thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông. Giang Tá Khô cùng Ninh Tuyết phải biết Giang Mạc Thiên lời nói phi thường có đạo lý, cho nên bọn họ cũng tạm thời buông xuống những ý niệm khác, trên người hai người khí thế cường hãn dồn dập phóng lên trời. Ầm ầm, một tiếng. Chính lúc Giang Mạc Thiên ba người yếu đồng thời phát động công kích, Diệp Thần Phong cũng duy chuẩn bị thi triển Long Tường Cửu Thiên thời điểm, từ bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến một trận vang trầm, phảng phất là trọng chùy đánh tại phá trống đồng thượng thanh âm, nhất cổ nặng nề cảm giác từ bầu trời bên trong đè ép xuống, ở đây tất cả mọi người động tác đều hơi dừng lại một chút, ánh mắt không khỏi nhìn phía trên bầu trời. Chỉ thấy nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời, giờ khắc này nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đen, mà bầu trời xa xa bên trong cái kia đạo hắc sắc vết xước bên trong, thỉnh thoảng từ bốn phương tám hướng chảy vào năng lượng, xem ra tại đây nơi di tích những nơi khác cũng tại xảy ra chiến đấu. Diệp Thần Phong là cái thứ nhất tỉnh hồn lại, hắn biết giữa bầu trời cái kia đạo hắc sắc vết xước không thể thời gian dài nhìn chằm chằm người, thừa dịp như thế một cái kẽ hở, hắn kéo một cái Thủy Mộng Hàm tay nhỏ, chuẩn bị rời đi kiếm thần nghĩa địa chung quanh thời điểm. Lại là ầm ầm, một tiếng. Sắc trời trở nên càng thêm tối sầm. Giữa bầu trời đè xuống nặng nề cảm giác cũng càng thêm kịch liệt, cảnh này khiến Diệp Thần Phong trong cơ thể một trận huyết khí dâng lên, dưới chân bước chân không tự chủ được dừng lại. Mà chính lúc thời điểm này, Giang Anh Thiên mấy người cũng phát hiện không thể liên tục nhìn chằm chằm vào giữa bầu trời màu đen vết sức người, bọn hắn vẻ mặt thống khổ lần lượt hồi phục thần trí, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong muốn mang theo Thủy Mộng Hàm lúc rời đi, Giang Mạc Thiên quát lên, chúng ta trước tiên không cần lo chuyện rồi khác. Bắt tiểu tử này tương đối trọng yếu. Giang Mạc Thiên, Giang Tá Khô cùng Ninh Tuyết Hiếu ba người này,
thân ảnh của bọn họ nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, nguyên bản Duy chuẩn bị siêu cơ rời đi Diệp Thần Phong, hắn biết là không tránh thoát cùng Giang Mạc Thiên bọn hắn trực tiếp va chạm rồi, hắn để Thủy Mộng Nguyệt đứng ở phía sau mình, trong tay Hắc Huyền kiếm đối Duy Giang Anh Thiên ba người bọn họ. Tại Giang Mạc Thiên bọn hắn không ngừng tiếp cận Diệp Thần Phong thời điểm, giữa bầu trời lần thứ hai truyền đến vang trầm thanh âm, hơn nữa lần này chả là liên tục không ngừng. Âm âm, âm âm, âm âm, âm âm, âm âm. Kèm theo một đạo vang trầm âm thanh truyền đến, giữa bầu trời đè xuống nặng nề cảm giác liền sẽ nhiều hơn một phần. Phù phù, phù phù, phù phù. Giang Mạc Thiên, Ninh Tuyết muốn cùng Giang Tá Khô ba người này, bọn hắn trực tiếp được này càng ngày càng trầm trọng nặng nề cảm giác, ép phanh ngã xuống trên mặt đất. Mà Diệp Thần Phong, Thủy Mộng Hàm cùng Vạn Nguyệt Các Tô Băng Xoáy đám người, bọn hắn cũng không thể chịu đựng loại này nặng nề cảm giác, thân thể dồn dập khóa ngã xuống trên mặt đất. Giữa bầu trời ầm ầm, thanh âm, ước chừng kéo dài một phút. Ở trên bầu trời tiếng vang kết thúc sau đó nguyên bản sáng sủa sắc trời trở nên vô cùng tối sầm, mà từ bầu trời bên trong đè xuống nặng nề cảm giác vẫn là dần nghệ mất. Làm tất cả mọi người tại chỗ đều muốn từ dưới đất đứng lên thời điểm, mặt đất bắt đầu không ngừng rung động chuyển động, chung quanh đại thụ tại một khoa lại một khoả biến mất, ngăn ngắn 2 phút trái cổ thời gian. Toàn bộ âm u bên trong dãy núi cây cùng đi vật toàn bộ biến mất không còn chút nào, phóng tầm mắt nhìn trở nên một mảnh trống không rồi. Nhưng mà, mặt đất rung động còn chưa kết thúc, thậm chí so với mới vừa có rung động càng thêm lợi hại rồi. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt, từng khối cổ gia mộ bia từ trong lòng đất, dường như sau cơn mưa chưa măng bình thường dạ dày đi ra. Tình cảnh này không chỉ có Giang Anh Thiên đám người sợ ngây người. Liền ngay cả Diệp Thần Phong cũng lâm vào trong khiếp sợ, đặc biệt là nhìn thấy cái này một khối khối trên mộ bia mặt viết chữ. Một đời ma chủ, quỷ bách ngưu chi mộ. Một đời thánh nữ, u lan lan chi mộ. Một đời thần vương, mộc phong chi mộ. Một đời yêu chủ, long tên phi chi mộ. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Này, nơi này đến cùng là địa phương nào? Nhìn xem từng khối trên mộ bia chữ, cái gì một đời ma chủ? Cái gì một đời thần vương, đoán chừng đều là cùng một đời kiếm thần một cấp bậc, nơi này tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy phần mộ. Diệp Thần Phong trong đầu vang lên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cùng bóng đen người Giang Vận Thiên hít một hơi lãnh khí thanh âm, xem ra hai người bọn họ cũng thấy quả đến bên ngoài cảnh tượng, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh âm thanh có chút run rẩy, thậm chí là thôn thôn thổ thổ, trời ạ. Này, nơi này dĩ nhiên là trong truyền thuyết phiến cổ thần ma nghĩa địa. Chương 1366, pháp tắc hạn chế biến mất. Viễn cổ thần ma nghĩa địa. Diệp Thần Phong trong lòng tràn đầy nghi ngờ, bất quá, hắn cho tới bây giờ không thấy bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thất thố như vậy đây. Cho nên, Diệp Thần Phong hầu như có thể khẳng định này viễn cổ thần ma nghĩa địa tuyệt đối có to lớn lai lịch. Sao Thần Phong không nhịn ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, hai người các ngươi biết nơi này là địa phương nào? Hô! Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh hít sâu một hơi, nói ra ta cùng lão Hắc khi còn sống chỗ ở thời đại, chính là viễn cổ thời đại thời kỳ cuối rồi, vào lúc đó vùng thế giới này vẫn không có thế tục giới, cổ võ giới cùng địa huyền giới các loại phân chia. Mà viễn cổ thần ma nghĩa địa chính là viễn cổ thời đại sơ kỳ kết quả, vào lúc đó ta cùng lão Hắc vẫn không có sinh ra đây. Ta cũng là ở trong gia tộc trong điển tịch từng thấy một ít liên quan với viễn cổ thần ma nghĩa địa giới thiệu. Bất quá, cái kia bản điển tịch thượng cũng chỉ là trục chuẩn thôn tảo viết một cách đại khái. Khó trách ta sẽ cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, nguyên lai đây chính là ta tại trên điển tịch từng thấy viễn cổ thần ma nghĩa địa. Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng thay đổi trong ngày thường phi thường tùy ý hình tượng, hắn ngữ khí nghiêm túc nói, tiểu tử, lần này ngươi đánh bậy đánh bạ đi tới viễn cổ thần ma nghĩa địa, thật không biết là phúc hay là hỏa. Này viễn cổ thần ma nghĩa địa. Liền ngay cả ta cùng lão Bạch cũng đoán không được, được chôn cất tại đây viễn cổ thần ma trong mộ địa người, bọn hắn hẳn là đều xem như là ta cùng lão Bạch tiền bối, này viễn cổ thần ma nghĩa địa tại trong truyền thuyết nhưng là phi thường tà tử. Diệp Thần Phong nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi, nơi này vì sao lại có nhiều cao thủ như vậy phần mộ? Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh, nói ra, tiểu gia hỏa, kỳ thực chúng ta đối viễn cổ thần ma nghĩa địa hiểu rõ cũng cực kỳ có hạn. Ngô Phong dỗi rảnh vi vi dừng lại một chút,
tiếp tục nói, căn cứ ta ở gia tộc trong điển tịch nhìn đến giới thiệu, tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, đó là một cái nhất là Di Đà thời đại, tại thời đại kia sinh ra vô số cường giả, thật có thể nói là bách gia tranh minh. Thế nhưng, thiên tài có thêm tự nhiên cũng sẽ thăng phát một loạt xung đột, có kéo một cái người đã nhận được một loại tên là huyết hồn quyết công pháp. Máu này hồn quyết là dựa vào hấp thu người khác hồn phách đến tăng cao thực lực, chính là một loại cực kỳ âm tổn công pháp. Hơn nữa phàm là tu luyện huyết hồn quyết người, tăng lên khởi thực lực đến thật giống căn bản không có trở ngại, những tu luyện kia huyết hồn quyết người, bọn hắn biết mình tu luyện tà ác công pháp, tương lai nhất định sẽ được những cường giả khác liên hợp chu diệt. Cho nên, bọn hắn một mực vô cùng điệu thấp, trong bóng tối không ngừng mở rộng tu luyện huyết hồn quyết nhân số. Rất nhiều tâm thuật bất chánh cao thủ, bọn họ đều là không cách nào từ chối huyết hồn quyết lực hấp dẫn. Thế là, tu luyện huyết hồn quyết nhân số không ngừng tăng cường, cuối cùng chuyện này đặc rốt cục tiết lộ ra, đáng tiếc là tất cả đã quá muộn, lúc đó tu luyện huyết hồn quyết người đã cường tráng lớn đến một cái khó có thể tưởng tượng con số, bọn hắn tự xưng là huyết hồn tộc, phải đem vùng thế giới này đều lượn quanh trị lên, phàm là thuận theo bọn hắn đều có thể biến duyên tàn thở sống sót. Phàm là dám phản đối với bọn hắn, nhất định sẽ bị bọn hắn cho đánh giết. Đây là viễn cổ thời đại sơ kỳ, toàn bộ thế giới một cơn hạo kiếp, cũng chính là vào lúc đó, bất kể là chính đạo, mà đạo vẫn là yêu đạo, bọn hắn đều dồn dập buông xuống lẫn nhau cừu hận, dự định liên hợp lại để huyết hồn tộc từ trên thế giới này biến mất. Nhưng lúc ấy huyết hồn tộc cường giả đã có tới 10.000 người nhiều, mà chính đạo, mà đạo cùng yêu đạo cũng cùng một chỗ gây dựng một cái 10.000 người cường giả đội hình. Năm đó phải là tại khu di tích này địa phương, chính đạo, mà đạo cùng yêu đạo liên hợp đối phó huyết hồn tộc, 20.000 tên cường giả chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa, trận chiến này cũng được gọi là diệt thế cuộc chiến, bọn hắn trọn vẹn không ngủ không thể chiến đấu một. Nhiều năm, nói đến chỗ này, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh âm thanh trở nên hơi cô đơn xuống. Tiếp tục nói, cũng chính là trải qua trận này diệt thế cuộc chiến, vô số cường giả đều vẫn lạc, nguyên bản hẳn là một cái nhất là Di Đà thời đại, nhưng bắt đầu từ lúc đó vùng thế giới này thiên địa linh khí không lại như vậy nồng nặc, sinh ra thiên tài cũng càng ngày càng ít. Diệp Thần Phong trong lòng vẫn tồn tại rất nhiều nghi vấn, hắn lại hỏi, cái kia diệt thế cuộc chiến kết quả cuối cùng là huyết hồn tộc toàn bộ bị giết sao? Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thở dài. Nói ra, điểm này tại điển luyện thượng cũng không hề cặn kẽ nhớ tài, ta chỉ biết là cuối cùng trận này diệt thế cuộc chiến dẹp loạn, cái kia này tại diệt thế cuộc chiến bên trong rơi xuống cường giả, bọn hắn toàn bộ được chôn cất ở chiến đấu địa phương này, mà địa phương này cũng là bị người xưng là thần ma nghĩa địa rồi. Về phần huyết hồn tộc từ đó về sau cũng không có lại xuất hiện tử, bất quá, cái kia bản điển tịch thượng cũng ghi lại, tại diệt thế cuộc chiến bình tức 3 năm sau. Toàn bộ thần ma nghĩa địa đột nhiên thập phần quỷ dị biến mất rồi, không có bất cứ người nào biết thần ma nghĩa địa đi nơi nào. Thật không nghĩ tới viễn cổ thần ma nghĩa địa sẽ ở bây giờ cái thời đại này tái hiện nhân gian. Diệp Thần Phong không ngừng tiêu hóa bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh tự thuật, hắn không khỏi nói ra, viễn cổ thời đại. Khoảng cách hiện tại có bao nhiêu xa xôi? Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, coi như là ta cùng Lão Hắc khi còn sống chỗ ở viễn cổ thời kỳ cuối thời đại, cũng khoảng cách hiện tại phi thường vô cùng xa vời, chớ nói chi là viễn cổ sơ kỳ thời đại. Tại Diệp Thần Phong nghe xong bóng trắng người giới thiệu sau đó một bên Giang Mạc Thiên, Giang Tá Chiêu A Ninh Tuyết Tùng đám người, liền ngay cả Vạn Nguyệt Các Tô Băng Xoáy, bọn hắn căn bản không biết chỗ này di tích lai lịch. Chỉ là bọn hắn đang nhìn đến nhiều như thế cường giả phần mộ sau đó bọn hắn kết luận những cường giả này tuyệt đối là viễn cổ thời đại, này để cho bọn họ từng cái trong lòng là phiên giang đảo hải, thậm chí là khiếp sợ đem há hốc mồm ra. Ha ha ha, nơi này dĩ nhiên có nhiều cường giả như vậy phần mộ. Vậy trong này yếu có bao nhiêu tuyệt thế bảo tàng? Giang Mạc Thiên điên cuồng ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Không nghĩ tới a hát, thật là không có nghĩ đến. Chỗ này trong di tích thậm chí có lớn như vậy cơ duyên. Giang Tá Ngàn Chiêu Kiếm này cũng đã quên đệ đệ mình chết đi, cả người hoàn toàn đắm chìm tại hưng phấn cùng trong vui sướng. Diệp Thần Phong nghe Giang Mạc Thiên đám người ngôn ngữ, hắn cũng cả người run lên, hắn mới trống trơn đã nhận được một cái kiếm thần chi mộ truyền thừa, nếu như hắn đem nơi này tất cả cường giả truyền thừa đều thu được, như vậy hắn có phải hay không sẽ trực tiếp trở nên vô cùng phi thường châu bò lõm. Bóng đen người Giang Vận Thiên tựa hồ biết rồi Diệp Thần Phong ý nghĩ,
hắn nhắc nhở tiểu tử, không cần có loại này không thiết thực ý nghĩ, mau chóng rời đi nơi này, những cường giả này đều là chết vô số năm nguyệt rồi, bọn hắn lưu lại hồn phách vô cùng có khả năng biến đóng giữ du hồn rồi, ngươi không những không thể từ bọn hắn nơi đó đạt được đến chỗ tốt, làm cho không khéo ngươi còn có thể chết ở trên tay bọn họ. Mà cái kia gọi là Hạ Vô Cực kiếm thần, hắn lĩnh ngộ phải không khuất kiếm ý, hắn là dựa vào này bất khuất kiếm ý mới bảo lưu lại chính mình một tia thanh tỉnh thần niệm. Bóng đen người Giang Vận Thiên lời nói không thể nghi ngờ là cho Diệp Thần Phong dội cho một chậu sống lưng nước, nhưng Diệp Thần Phong vẫn là vô cùng tin tưởng bóng đen người phán đoán, chẳng qua là khi hắn muốn mang theo một bên rơi vào trong khiếp sợ thủy mộng hàm lúc rời đi. Oanh, một tiếng, nhất cổ hắc khí xông thẳng bầu trời. Này làm cho sắc trời trở nên càng thêm đen nhánh rồi. Tại cỗ khói đen này hướng lên bầu trời trong nháy mắt, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm thấy viễn cổ thần ma trong mộ địa pháp tắc giống như xảy ra biến hóa rất nhỏ, thật giống một loại nào đó hạn chế biến mất rồi, thật giống thực lực cho dù tăng lên tới thần niệm cảnh nhị trọng thiên, cũng hẳn sẽ không được viễn cổ thần ma nghĩa địa pháp tắc đánh giết rồi. Tại Diệp Thần Phong cảm giác được biến hóa này thời điểm, những người khác cũng đều cảm thấy. Giang Mạc Thiên, Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Tá Ngàn bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Giang Mạc Thiên nói ra các ngươi cần phải cũng cảm thấy chứ. Chỗ này bên trong di tích hạn chế biến mất rồi, chúng ta có thể không cần kiêng kỵ đem thực lực tăng lên tới thần niệm cảnh nhất trọng thiên bên trên rồi. Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Tá Ngàn cũng gật gật đầu, trên mặt hiện lên một vệt thần sắc kích động, dù sao nếu như thực lực tăng lên tới thần niệm cảnh nhị trọng thiên, cũng sẽ bị trong di tích pháp tắc đánh giết. Này đối với bọn hắn những này thần niệm cảnh nhất trọng thiên người mà nói là tối bất lợi, bây giờ pháp tắc hạn chế lặng lẽ mất, chuyện này quả thật là thoát khỏi Ninh Tuyết Tùng bọn người trên thân gông xiềng. Nơi này có nhiều như vậy cường phần mộ, hiện tại chúng ta không cần tranh đoạt, không bằng trước đem tiểu tử này giết thử nghiệm, các ngươi thấy thế nào? Giang Mạc Thiên tràn ngập sát ý ánh mắt lần thứ hai tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Giang Tá Chiêu A Ninh Tuyết Tùng cũng là nóng lòng muốn thử. Bây giờ trong di tích pháp tắc phát sinh ra biến hóa, Giang Tá Chiêu A Ninh Tuyết Tùng còn có cái gì tốt băn khoăn? Chương 1367, Hồn Sơn Hồn Biển. Viễn cổ thần ma trong mộ địa đánh giết thần niệm cảnh nhất trọng thiên trở lên cao thủ pháp tắc biến mất rồi. Giang Tuấn Thiên, Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Mạc Thiên ba người này, bọn hắn lần thứ hai phong bế Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm đường đi. Được Diệp Thần Phong lôi kéo tay nhỏ Thủy Mộng Hàm. Người đôi mắt đẹp tức giận trừng lên Giang Tuấn Thiên, quát lên, Giang Tuấn Thiên, ngươi chớ quên chính mình là thân phận gì. Đệ ngươi dám động thủ với ta, hiện tại ngươi dĩ nhiên cũng dám động thủ với ta. Nếu để cho ta sống rời đi nơi này, ta các ngươi phải mạch này triệt để tại thủy ra biến mất. Tiểu thuyết, Giang Tuấn Thiên không sao cả cười một tiếng nói, nơi này có nhiều như thế cường giả nghĩa địa, ta Giang Tuấn Thiên chỉ cần đạt được một phần cường giả truyền thừa. Đến lúc đó tự coi như ngươi ra ra ông lão kia xin ta nước đọng ra, ta cũng sẽ không trở về, mà ngươi Thủy Mộng Hàm nếu phải trợ giúp tiểu tử này, như vậy ta Giang Tuấn Thiên chỉ có thể tiến các ngươi cùng nhau lên đường rồi. Ngớ ngẩn, các ngươi cho ta hết thảy cút đi, ta cũng không muốn bồi tiếp các ngươi ở nơi này chịu chết. Diệp Thần Phong bây giờ không muốn cùng Giang Tuấn Thiên đám người nhiều dây dưa, nếu bóng đen người Giang Vận Thiên khiến hắn rời đi nơi này. Như vậy đây nhất định là có đạo lý, hắn không muốn chậm trễ thời gian nữa rồi. Giang Tuấn Thiên không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ trực tiếp chửi ầm lên, trên mặt hắn mới vừa lộ ra nụ cười lần thứ hai biến mất không thấy, trên người khí thế cuồn cuộn, lạnh nói tiểu tử, chết đến nơi rồi, ngươi còn dám cùng chúng ta mạnh miệng. Bây giờ có nhiều cường giả như vậy nghĩa địa, chúng ta đã không để ý cái gì kiếm thần trong mộ địa bảo tàng rồi. Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên cũng khôi phục phong đạm vân khinh, mở miệng nói ra tiểu tử, nữ thần may mắn sẽ không vĩnh viễn đứng ở ngươi bên kia, vận khí của ngươi chấm dứt. Ba người chúng ta nhất định phải cũng trong lúc đó đem tiểu tử này giết, như vậy chúng ta mới có thể cộng đồng đạt được tiểu tử này trong cơ thể năng lượng. Hàn Băng Tông Tông chủ nghĩa tử Ninh Tuyết Tùng không tình cảm chút nào nói. Phải cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong. Bởi vừa vặn đoạn chỉ đàn ông trung niên năng lượng của bọn họ trào vào trong cơ thể hắn, hắn một mực tại khổ áp chế, miệng hắn bên trong cắn chặt hàm răng. Quát lên, các ngươi đám ngu ngốc này, các ngươi yếu chính mình chịu chết, cũng không cần đến liên lụy ta, lập tức cút ngay cho ta. Diệp Thần Phong trực giác vô cùng nhạy cảm,
hắn cũng bắt đầu cảm thấy được chung quanh không được bình thường, nhìn một cái bốn phía đều là rậm rạp chẳng chịt mộ bia, nơi này ước chừng mai táng 5.000 tên cường giả. Xem ra thần ma nghĩa địa mai táng cường giả địa phương không ngừng nơi này, tại thần ma nghĩa địa những nơi khác hẳn là còn có tương tự như vậy mảng lớn mộ sự tồn tại. Diệp Thần Phong mơ mơ hồ hồ cảm giác được trong không khí khí tức âm xâm tại càng tụ càng nhiều, đây tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Hắn không thể chậm trễ thời gian nữa rồi, hắn nhất định muốn mang theo Thủy Mộng Hàm lập tức rời đi. Tiểu tử, người cũng chỉ có thể đủ ngoài miệng thể hiện rồi, sau đó người phải chết là ngươi. Giang Mạc Thiên sắc mặt âm trầm quát lên, lúc trước nơi nào có người dám mắng hắn ngu ngốc. Giang Tuấn Thiên cùng Ninh Tuyết Tùng sắc mặt cũng không có so với Giang Mạc Thiên tốt hơn chỗ nào. Bọn hắn nhưng cũng là cùng trong đồng lứa người nổi bật, bình thường ở bên cạnh họ xuất hiện đều là nịnh nọt người, có ai dám tại trước mặt bọn họ cản rỡ. Có thể nói Diệp Thần Phong là hoàn toàn đem ba người bọn hắn toàn bộ đều chọc giận. Đứng sau lưng Ninh Tuyết Tùng Ninh Tuyết Ni, nhà đầu này đầy mắt khinh thường nhìn sang Diệp Thần Phong, nói lầm bầm, chỉ biết ngoài miệng phô trương thanh thế. Kỳ thực chính là một cái vô năng rác rưởi mà thôi. Vạn Nguyệt Các Tô Băng Xoáy người cũng cau mày, liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, mà đứng tại người bên cạnh hai tên nữ đệ tử. Các nàng lại mở miệng, Tô Sư Tỷ, tiểu tử này là không phải đầu có. Chúng ta có phải không cũng nên yếu đồng thời động thủ. Nơi này có nhiều cường giả như vậy phần mộ đây. Nếu như sau đó Âm Minh Tông, Thủy gia cùng Hàn Băng Tông người liền một chén canh đều không chia cho chúng ta. Như vậy chúng ta tổn thất nhưng lớn rồi. Đúng a, Tô Sư Tỷ, dù sao tiểu tử này là chắc chắn phải chết rồi, chúng ta cũng chỉ muốn hơi chút suất thanh lực mà thôi. Tô Băng Xoáy nhưng vẫn là lắc lắc đầu, nói ra, nơi này có nhiều cường giả như vậy nghĩa địa, bọn hắn khẳng định bận tâm không được, ta nói rồi không nhúng tay vào liền chắc chắn sẽ không nhúng tay, lẽ nào các ngươi muốn ta lật lọng sao? Diệp Thần Phong ý thức tra xét bên trong đan điền thiên địa chi hỏa thanh viêm. Hắn đã quyết định trực tiếp đem thanh viêm điều ra đến, như vậy không thể đủ kéo dài một ít thời gian. Hắn đã chú ý không được tiết lộ hắn có thiên địa chi hỏa thanh viêm sự tình rồi, dù sao trực giác của hắn tự nói với mình, nếu như trả ở lại nơi này, e sợ tình huống sẽ phi thường không ổn. Tại Diệp Thần Phong chuẩn bị điều động thanh viêm thời điểm, Giang Tuấn Thiên, Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Mạc Thiên ba người này, bọn hắn đã là không kịp chờ đợi đối Diệp Thần Phong triển khai công kích, nhưng mà... Tại Diệp Thần Phong chờ Giang Tuấn Thiên bọn hắn đến gần thời điểm, đúng lúc này, phô thiên cái địa tiếng quỷ khóc sói tru đột nhiên ở mảnh này trong mộ địa phóng lên trời. Này làm cho tất cả mọi người động tác đều hơi dừng lại một chút, chỉ thấy cái kia từng khối mộ trên tấm bia, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vệt âm trầm tàn ảnh, này vô số tàn ảnh đang điên cuồng từ nơi này chút mộ bia bên trong tránh ra. Rất nhanh, nhóm đầu tiên tàn ảnh tránh thoát đi ra, ước chừng có 200 nhiều. Những này tàn ảnh trên người đều là oán khí xung thiên, dáng dấp thậm chí khủng bố, từ trên người bọn họ cảm giác không ra bất kỳ thật khí thế đến. Tiểu tử, người nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này, những thứ này đều là du hồn rồi, những cường giả này ở nơi này được mai táng vô số cái thời đại, bọn hắn oán khí cũng là càng để lâu càng nặng, những này du hồn là cường giả oán khí ngưng tụ mà thành, tuy rằng những này du hồn không có cường giả khi còn sống thực lực, bọn hắn vô cùng suy yếu. Nhưng là đối với ngươi mà nói đã không cách nào ứng phó rồi. Lần sau này nhóm đầu tiên từ mộ bia bên trong tránh ra du hồn là yếu nhất, nếu như đợi được cường hãn hơn du hồn tránh ra, ngươi cũng chỉ có thể đủ chờ chết ở đây rồi. Diệp Thần Phong trong đầu vang vọng tại bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm, nhìn xem hơn 200 con hướng bọn họ xuống lại tới du hồn, lại nhìn xem cái kia từng khối mộ bia bên trong không đứng ở dãy ruộng du hồn. Nếu như hết thảy du hồn toàn bộ tránh ra, e sợ nơi này sắp biến thành hồn sơn hồn biển rồi. Những này là vật gì? Giang Tuấn Thiên đang nhìn đến một con khuôn mặt đáng ghét du hồn tới gần hắn, sau đó hắn lập tức thôi thúc khởi trong gân mạch linh khí dòng sông, một trường đột nhiên hướng về con kia du hồn đánh ra, ầm. Một tiếng, con kia khuôn mặt đáng ghét du hồn chỉ hơi hơi lui về phía sau một bước nhỏ. Này làm cho Giang Tuấn Thiên thật chặt nhíu mày rồi. Hắn những thứ đồ này chắc chắn sẽ không là thiện nam tín nữ, hắn đem trong cơ thể thực lực thúc đẩy tới được đỉnh phong, lần thứ hai vỗ ra một trường, ầm. Một tiếng, tuy rằng một trường này power tăng lên không ít, nhưng cũng chỉ là để con kia khuôn mặt đáng ghét du hồn lui về phía sau 5 bước mà thôi. Về phần Giang Mạc Thiên cùng Ninh Tuyết Tùng,
tình huống của bọn họ cùng Giang Tuấn Thiên gần như, tại đây chút du hồn trước mặt bọn hắn quả thực nhược nhỏ đến đáng thương, chỉ có thể chung quanh tránh né, bất quá, làm sao du hồn số lượng nhiều lắm, bọn hắn có thể tránh né không gian tại càng ngày càng nhỏ. Lôi kéo Thủy Mộng Hàm tay nhỏ Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem bốn phía hơn 200 con du hồn, hắn căn bản không kịp xông ra, hắn cũng không hề lập tức công kích những này du hồn, mà là lôi kéo Thủy Mộng Hàm không ngừng né tránh, ánh mắt lại tại không ngừng mà quan sát Giang Tuấn Thiên đám người công kích du hồn hiệu quả. Yếu đây chính là yếu nhất một nhóm du hồn đây, có thể bằng vào Giang Tuấn Thiên đám người thực lực, bọn hắn thậm chí ngay cả một con du hồn cũng không giết chết. Đừng nói là giết chết, bọn hắn phát huy mạnh nhất sức chiến đấu công kích, chỉ có thể làm cho những này du hồn rút lui cái 5 bước hoặc là 6 bước nhiều, quả thực là nhược bạo rồi. Nếu để cho cường hãn hơn du hồn tránh thoát xuất mộ bia, như vậy Diệp Thần Phong còn có đường sống sao? Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không quản Giang Mạc Thiên đám người chết sống, hắn cũng tốt nhất Giang Mạc Thiên đám người chết ở chỗ này, tuy rằng hắn sẽ làm đáng tiếc không có tự tay giết Giang Mạc Thiên, thế nhưng hiện tại hắn yếu cân nhắc chính là mình cùng Thủy Mộng Hàm an toàn. Các ngươi những này ngớ ngẩn, ngu xuẩn đến cực điểm ngớ ngẩn, lão tử đã nói rồi, các ngươi muốn chịu chết cũng không cần đến liên lụy của ta, bây giờ nhìn xem chính các ngươi bộ này đạo đức. Các ngươi ngược lại là tới giết ta à? Từng cái ngu xuẩn đập chết, thật sự không các ngươi trong đầu giả bộ là đại tiện đâu này. Vẫn là phân. Diệp Thần Phong tức miệng mắng to. Diệp Thần Phong một bên lôi kéo Thủy Mộng Hàm tránh né du hồn, một bên lại tiếp tục, nói ra, đúng rồi, đại tiện cùng phân là giống nhau, xem ra đầu của các ngươi bên trong chính là giả bộ cứt rồi. Cứt lại là phân một loại khác cách gọi rồi, dù sao Diệp Thần Phong nói tới nói lui, chính là nói Giang Tuấn Thiên, Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Mạc Thiên ba người này, bọn hắn trong đầu đồ vật chính là một đống thúi không thể ngửi nổi phân. Chương 1368, tình cảnh nguy hiểm. Xì xì. Một tiếng được Diệp Thần Phong lôi kéo tay nhỏ Thủy Mộng Hàm, người nghe được của mình Diệp đại ca, liên tiếp mắng nhiếc Giang Tuấn Thiên đám người, người làm không thích hợp không nhịn được bật cười lên mà Thủy Mộng Hàm tiếng cười truyền tới Giang Tuấn Thiên đám người trong tai, vậy thì có vẻ cực kỳ chói tai rồi. Diệp Thần Phong đem bọn họ tỉ dụ thành một đống cứt, này để sắc mặt của bọn họ không ngừng biến đổi tiểu tử, ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ phát sinh biến cố như vậy. Ninh Tuyết Tùng tại một trường đẩy lui một con du hồn sau, hắn khí thế hung hăng chất vấn Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, chỉ là đại khái đoán được một ít, nếu không phải là các ngươi những này đồ ngu chặn lại rồi ta, hiện tại ta sẽ cùng các ngươi những này đồ ngu đồng thời vây ở chỗ này sao? Diệp Thần Phong nhìn xem hơn 200 con du hồn càng đến gần càng gần, hắn biết kế tiếp e sợ yếu liền tránh né địa phương cũng không có, nhất định muốn cùng những này du hồn cứng đối cứng không biết điều tiểu tử, ta ngược lại muốn xem dựa vào ngươi hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, ngươi có thể tại những thứ đồ này trên tay chống đỡ bao nhiêu cái hiệp. Những thứ đồ này cũng không hề thực thể, ngươi ám khí đối với bọn họ không có tác dụng rồi, liền ngay cả pháp bảo phòng ngự. Những này tương tự hồn phách đồ vật cũng có thể tùy ý qua lại. Ninh Tuyết Tùng lạnh lẽo quát lên Giang Tuấn Thiên cùng Giang Mạc Thiên đám người, bọn hắn một bên ứng phó du hồn đồng thời, bọn hắn cũng một vừa nhìn Diệp Thần Phong phương hướng, dưới cái nhìn của bọn họ trước đó Diệp Thần Phong có thể miểu sát hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đoạn chỉ đàn ông trung niên, này hoàn toàn là dựa vào loại kia đặc thù ám khí, xuất hiện tại ám khí không có tác dụng rồi, dưới cái nhìn của bọn họ lấy Diệp Thần Phong thực lực. Căn bản liền những này du hồn đều không thể đẩy lui cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong. Hắn đem Thủy Mộng Hàm bảo hộ ở trong lòng, nói ra, Mộng Hàm, người ôm ở của ta eo, không nên rời bỏ ta trong lồng ngực. Lấy Thủy Mộng Hàm thực lực chỉ có được những này du hồn nháy mắt giết phần, chỉ có ở tại Diệp Thần Phong trong lồng ngực, người mới là an toàn nhất. Thủy Mộng Hàm phi thường ngoan ngoãn ôm lấy Diệp Thần Phong hông của. Đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, gò má khóe miệng của nàng lộ ra một vệt nụ cười ngọt ngào. Bất luận từ lúc nào, Diệp Thần Phong đều không có yếu bỏ xuống ý của nàng. Này làm cho trong lòng nàng cùng ăn mật như thế ngọt. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân đứng vững lại, hắn không lại lựa chọn một mực tránh né. Như vậy chỉ sẽ khiến cho không gian càng ngày càng nhỏ, mà cách đó không xa được Ninh Tuyết Tùng che chở Ninh Tuyết Ni người đang nhìn đến Diệp Thần Phong yếu chủ động đối phó những này du hồn. Người trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, quả thực là tự tìm đường chết. Liền ngay cả một mực không có đối với Diệp Thần Phong biểu hiện ra ác ý Tô Băng Xoáy, người cũng bất đắc dĩ lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng nếu như Diệp Thần Phong loại kia ám khí không có tác dụng đâu lời nói,
như vậy Diệp Thần Phong căn bản không phải những này du hồn đối thủ. Mắt thấy một chỉ còn dư lại nửa bên đầu du hồn đến gần rồi Diệp Thần Phong, con này nửa bên đầu du hồn khiến người ta cực kỳ buồn nôn, bởi vì ngươi có thể trực tiếp nhìn thấy nó sọ não dưới vi vi nhúc nhích đầu óc. Xem ra tiểu tử này không dùng tới chúng ta giải quyết xong, chúng ta bây giờ nên ngẫm lại yếu làm sao rời đi nơi này. Tại Giang Mạc Thiên trong mắt Diệp Thần Phong đã là một kẻ đã chết rồi, căn bản không khả năng tại du hồn trong tay sống sót. Nhưng mà, tại Giang Mạc Thiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, phải cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn hàn băng kiếm ý hơi động, trong con người tránh qua hai đạo kiếm khí màu trắng, cả người khí chất trên người hoàn toàn cải biến, về phần Hắc Huyền kiếm trên thân kiếm cũng bị màu trắng sương mù cho bao phủ lại, long tường cửu thiên. Hai tiếng hét vàng y hệt rồng gầm từ Hắc Huyền kiếm trong thân kiếm truyền ra, hai cái màu trắng cự long từ trong thân kiếm bật đi ra, hướng về cái kia chỉ còn dư lại nửa bên đầu du hồn vọt tới oanh. Một tiếng hai cái màu trắng cự long đánh vào cái kia chỉ còn dư lại nửa bên đầu du hồn trên người, chỉ thấy con kia du hồn dưới chân bước chân trong nháy mắt lui về phía sau ba bước, này làm cho ở đây những người còn lại đều trợn to hai mắt, bọn hắn nhưng cũng là biết những này du hồn cực kỳ khó có thể đối phó. Diệp Thần Phong dựa vào hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực dĩ nhiên đơn độc đem du hồn cho đẩy lui ba bước. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Diệp Thần Phong sức chiến đấu không phải bình thường cường hãn hàn băng kiếm ý. Đây là hàn băng kiếm ý cùng chiến kỹ dung hợp chiêu thức. Được Ninh Tuyết Tùng che chở, Ninh Tuyết Ni miệng vi vi mở ra, người không khỏi nghĩ tới Diệp Thần Phong cũng là lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý, bất quá, người cũng không cho là người trước mắt chính là Diệp Thần Phong. Bởi vì lúc trước Diệp Thần Phong nghênh ngang rời đi Hàn Băng Tông thời điểm, chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên thực lực, người trước mắt nhưng có hợp biển cảnh tứ trọng thiên thực lực, người này căn bản không thể nào là Diệp Thần Phong. Ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ lĩnh ngộ chúng ta Hàn Băng Tông Hàn Băng kiếm ý? Ninh Tuyết Ni mở miệng chất vấn. Ninh Tuyết Tùng cũng hồ nghi nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trong con ngươi lộ ra vẻ ghen ghét, Hàn Băng kiếm ý nhưng là Hàn Băng Tông độc nhất kiếm ý. Bây giờ toàn bộ Hàn Băng Tông không có bất cứ người nào lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý, mà giờ khắc này, một cái không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử lại thi triển ra Hàn Băng kiếm ý. Này làm cho Ninh Tuyết Tùng trong lòng làm sao có thể cân bằng. Ngươi càng nhưng đã lĩnh ngộ kiếm ý, xem ra ngươi ngược lại có mấy phần bản lãnh thật sự rồi, đáng tiếc là thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Giang Mạc Thiên tại đẩy lui một con du hồn sau, hắn dương mắt lạnh lẽo Diệp Thần Phong, mà ngay tại lúc này, Vạn Nguyệt Các Tô Băng xoáy tránh né vài con du hồn, sau đó người mang theo hai tên đệ tử đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nàng nói ta là Vạn Nguyệt Các Tô Băng xoáy, dùng ngươi sức lực của một người không xông ra được, chẳng bằng chúng ta hợp tác một lần. Trải qua vừa vặn Diệp Thần Phong thi triển Long Tường Cửu Thiên sau, tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực vẫn là hơi yếu một chút, nhưng này đã chiếm được Tô Băng xoáy tán đồng rồi. Tô Băng xoáy, người đây là ý gì? Ngươi nên đứng ở chúng ta bên này. Chúng ta có sự gia nhập của ngươi, chúng ta lao ra khả năng liền càng gia tăng. Giang Tuấn Thiên tức giận quát lên. Vạn Nguyệt Các hai gã khác nữ đệ tử, các nàng cũng hy vọng cùng Giang Tuấn Thiên bọn hắn đồng thời, các nàng là một mặt ước ao nhìn xem Tô Băng Xoáy, mà Tô Băng Xoáy lại là trực tiếp nói ra, bây giờ đánh giết thần niệm cảnh nhất trọng thiên trở lên cao thủ pháp tắc biến mất rồi, ta cùng với các ngươi rất có thể tại nguy cơ thời điểm có thuộc sau chọc ta một đao. Hiện tại ngươi nên rõ ràng ý tứ của ta chứ? Tốt, tốt vô cùng a hát, Tô Băng Xoáy, ngươi sẽ hối hận. Giang Tuấn Thiên tức giận nói. Tô Băng Xoáy hoàn toàn không để ý đến Giang Tuấn Thiên ý tứ rồi, người tại đẩy lui du hồn đồng thời, trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong ngược lại cũng thật thưởng thức Tô Băng Xoáy của mình một bộ nguyên tắc, huống hồ có một cái giúp đỡ, này đối với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt. Tuy rằng hắn đối Vạn Nguyệt Các hai gã khác nữ đệ tử một điểm hảo cảm cũng không có, nhưng hắn vẫn là nói, vậy chúng ta trước tiên tạm thời hợp tác. Gào khóc thảm thiết thanh âm không ngừng ở mảnh này trên mộ địa phóng lên trời, nhóm thứ hai du hồn cũng thình lình từ mộ bia bên trong tránh thoát đi ra, này nhóm thứ hai du hồn ước chừng có hơn 300 con, một mạch hướng về mọi người ở đây tuôn tới này nhóm thứ hai du hồn, liền ngay cả Giang Tuấn Thiên đám người sử xuất toàn lực. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đem các loại du hồn đẩy lui ba bước chừng, hơn nữa này càng tụ càng nhiều du hồn, căn bản để người ở chỗ này đáp ứng không xuể che chở Ninh Tuyết Ni, Ninh Tuyết Tùng. Hắn ánh mắt sáng lên, nói ra, những này du hồn thật giống cũng phân rõ được trong chúng ta của người nào thực lực yếu nhất, bọn hắn khá là yêu thích công kích yếu người. Căn cứ Ninh Tuyết Tùng quan sát,
Bọn hắn bên này công kích Ninh Tuyết Ni Du Hồn nhiều nhất, cho nên hắn mới cho ra như thế một cái kết luận. Ninh Tuyết Tùng tiếp tục nói, chúng ta có thể mang những này du hồn dẫn tới tiểu tử kia cùng Vạn Nguyệt các người bên kia đi, chỉ cần bọn hắn cho chúng ta chế tạo kẽ hở, chúng ta liền có cơ hội rời đi nơi này. Nghe được Ninh Tuyết Tùng lời nói sau, Giang Tuấn Thiên cùng Giang Mạc Thiên bọn hắn cũng bắt đầu quan sát, bọn hắn phát hiện Ninh Tuyết Tùng nói một chút cũng không sai, này để hai người bọn họ khóe miệng lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười. Đến cứ làm như thế, chúng ta đem các loại du hồn dẫn tới tiểu tử kia cùng Vạn Nguyệt các người nơi nào đi. Giang Mạc Thiên lập tức nói ra, mà một bên khác Diệp Thần Phong cùng Tô Băng Xoáy đám người, bọn hắn đương nhiên cũng nghe được Ninh Tuyết Tùng đám người đối thoại, bọn hắn cũng phát hiện những này du hồn đặc tính. Nếu như Giang Mạc Thiên đám người thanh du hồn dẫn tới bọn hắn bên này, những này du hồn thật sự trọng điểm bắt chuyện bọn hắn mà nói, sợ tình cảnh của bọn họ sắp trở nên vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần Phong trong tay nhiều lần dùng tới Long Tường Cửu Thiên, trong lòng hỏi, Lão Hắc, Lão Bạch, hai người các ngươi lẽ nào thật sự chuẩn bị vẫn nhìn sao? Ta biết các ngươi khẳng định có biện pháp vì ta thoát hiểm. Chương 1369, choáng váng, ngây người, sửng sốt. Tiểu tử, không biết là nguyên nhân gì, nơi này khí tức âm trầm thật giống có thể đem hai chúng ta ngăn cách, theo du hồn tránh thoát càng ngày càng nhiều, nơi này khí tức âm trầm cũng đang càng ngày càng nồng đậm, ta. Bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm trong chớp mắt im bặt đi, mặc kệ Diệp Thần Phong ở trong lòng làm sao kêu gào, bóng đen nhân hỏa bóng trắng người, đều cũng không còn bất kỳ hồi phục. Mẹ kiếp, đây cũng quá thảo đản đi nha. Thời điểm này dĩ nhiên cho ta đến rồi một cái ngăn cách. Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi la mắng. Nhìn xem bốn phía không ngừng xuống lại tới du hồn, Diệp Thần Phong thầm nghĩ, bây giờ đánh giết thần niệm cảnh nhất trọng thiên trở lên cao thủ pháp tắc biến mất rồi, như vậy linh khí vũ dực là không phải có thể dùng. Diệp Thần Phong trực tiếp đem trong cơ thể linh khí hướng về trên lưng truyền đi, đáng tiếc là phía sau lưng của hắn thượng vẫn không có phản ứng chút nào. Xem ra viễn cổ thần ma trong mộ địa chỉ là đánh giết thần niệm cảnh nhất trọng thiên trở lên cao thủ pháp tắc biến mất rồi, hắn vẫn là không cách nào ở nơi này sử dụng tới linh khí vũ dực, này thật làm cho hắn có loại xúc động mà chửi thề. Cách đó không xa Giang Tuấn Thiên, Ninh Tuyết Tùng, Giang Mạc Thiên cùng Ninh Tuyết Ni bốn người này, bọn hắn đang quan sát suốt những này du hồn đặc tính, sau đó bọn hắn một bên đẩy lui những này du hồn, một bên hướng về Diệp Thần Phong đám người phương hướng chậm rãi di chuyển. Nghiễm nhiên là muốn để Diệp Thần Phong đám người thành vì bọn họ vật hy sinh. Nhóm đầu tiên du hồn cùng nhóm thứ hai du hồn số lượng, tổng cộng có hơn 500 con du hồn rồi, những này du hồn bộ dáng đều cực kỳ thê thảm, có tóc thật dài trực tiếp đem mặt che lại rồi, có ánh mắt, miệng, lỗ mũi cùng trong tai đều chảy xuôi tiên huyết, có chính là cụt tay gãy chân vân vân, những này du hồn trong cổ họng còn tại truyền ra ô nghẹn ngào nuốt làm người ta sợ hãi âm thanh. Khiến người ta nghe xong là sờn cả tóc gáy. Quả nhiên tại Giang Tuấn Thiên đám người tiếp cận Diệp Thần Phong bọn hắn sau đó, rất nhiều nguyên bản đang công kích Giang Tuấn Thiên đám người du hồn, chúng nó cũng bắt đầu rời đi công kích Diệp Thần Phong đám người. Dù sao Diệp Thần Phong trong lồng ngực thủy mộng hàm chỉ có hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, mà đổi thành bên ngoài hai cái Vạn Nguyệt các đệ tử cũng chỉ có hợp biển cảnh nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên thực lực. Về phần Giang Tuấn Thiên, Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Mạc Thiên đều có thần niệm cảnh nhất trọng thiên thực lực, chỉ có được Ninh Tuyết Tùng che chở, Ninh Tuyết Ni mới là hợp biển cảnh thực lực. Những này du hồn nếu có thể phán đoán ra thực lực mạnh yếu, chúng nó đương nhiên là so sánh tình nguyện công kích yếu nhất phương. Du hồn là dựa vào nuốt vào người sống huyết nhục mà sống, một khi chúng nó nuốt chửng đầy đủ huyết nhục, như vậy chúng nó có thể sinh ra nửa xương cùng thịt, đến lúc đó chúng nó liền không còn là du hồn rồi, mà là có thể biến thành một loại khác hoàn toàn mới vật chủng rồi. Tại càng ngày càng nhiều du hồn bắt đầu công kích Diệp Thần Phong cùng Tô Băng Xoáy đám người sau đó, Giang Tuấn Thiên một nhóm người áp lực là đột nhiên kịch giảm. Bất quá, cũng không phải hết thảy du hồn đều rời đi đi công kích Diệp Thần Phong bọn họ, còn có một phần phân du hồn nhưng vẫn là tiếp tục công kích Giang Tuấn Thiên đám người. Trong ngực che chở thủy mộng hàm Diệp Thần Phong, tay trái của hắn đem thủy mộng hàm ôm thật chặt. Này đưa đến thủy mộng hàm thân thể kề sát tử ở Diệp Thần Phong trên người, đầu của nàng vừa vặn tựa vào Diệp Thần Phong trên ngực. Người có thể rõ ràng nghe được Diệp Thần Phong cường tráng mạnh mẽ tiếng tim đập, còn có Diệp Thần Phong mùi trên người là không ngừng xông vào trong lỗ mũi của nàng. Thủy mộng hàm đôi mắt đẹp nhìn không chớp mắt nhìn xem Diệp Thần Phong gương mặt, tuy rằng thủy mộng hàm biết bây giờ là sống còn thời điểm,
cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, thế nhưng có như thế một người đàn ông nguyện ý tại nguy hiểm thời điểm đem nàng hộ vào trong ngực, này làm cho Thủy Mộng Hàm đối Diệp Thần Phong một loại nào đó cảm tình, ở trong lòng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không biết giờ khắc này Thủy Mộng Hàm ý nghĩ trong lòng rồi. Diệp Thần Phong sở dĩ sẽ như vậy bảo vệ Thủy Mộng Hàm, hoàn toàn là khi hắn tiến vào kiếm thần hạ vô cực sáng tạo trong ảo cảnh lúc, Thủy Mộng Hàm cũng là không quan tâm tính mạng bảo vệ hắn. Diệp Thần Phong hay là những khác ưu điểm không nhiều, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là trọng tình cảm, chỉ cần là đối với hắn Diệp Thần Phong người tốt, coi như là trời phải sụp xuống rồi, hắn cũng sẽ giúp đỡ đem thiên cho chống lên. Diệp Thần Phong nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít xuống lại tới du hồn. Hắn nhiều lần vung lên trong tay phải hắc huyền kiếm, màu trắng cự long là một lần lại một lần từ trong thân kiếm bật đi ra, hắn còn muốn áp chế đoạn chỉ đàn ông trung niên bọn hắn chui vào hắn trong cơ thể năng lượng, này làm cho trong cơ thể hắn linh khí là nhanh chóng tiêu hao, quần áo trên người hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ướt, trên trán toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Đứng ở Diệp Thần Phong bên trái Tô Băng Xoáy, người trong tay cầm một cái trường kiếm màu tím. Không ngừng đem linh khí rót vào đến trường kiếm màu tím bên trên, lấy kiếm khí đến đem du hồn đẩy lùi, cái này tím trường kiếm chính là hạ phẩm linh khí. Tô Băng Xoáy áp lực không thể so với Diệp Thần Phong nhỏ, tuy rằng thực lực của nàng còn mạnh hơn Diệp Thần Phong. Thế nhưng người lại phải bảo vệ hai tên Vạn Nguyệt Các nữ đệ tử đây. Áo nàng được mồ hôi cho dính sát vào trên người, khả năng bởi mồ hôi lưu càng ngày càng nhiều. Trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm cũng vung phát ra rồi, chính nhất sợi một luồng chui vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, thật là dễ ngửi. Tử khí đông lai, Tô Băng Xoáy trong gân mạch linh khí dòng sông lao nhanh cực kỳ, trường kiếm màu tím rút kiếm làm vinh dự chướng, một đạo chói mắt tử quang hướng về hai con du hồn bay đi, trực tiếp một hơi đem hai con du hồn đẩy lui năm bước nhiều. Một chiêu này chính là bây giờ Tô Băng Xoáy có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất chiêu thức. Tại đẩy lui hai con u hồn sau đó người ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Giang Tuấn Thiên đám người phương hướng, trong miệng khẽ kêu nói các ngươi những này đồ vô sỉ. Tô Băng Xoáy, ta đã sớm nói sẽ để cho ngươi hối hận. Tại đem du hồn dẫn tới Diệp Thần Phong bọn hắn nơi đó một bên sau, lại lập tức lui ra Giang Tuấn Thiên khinh thường cười nói. Trước mắt hơn 500 con du hồn, trong đó có hơn 400 con toàn bộ hướng về Diệp Thần Phong đám người xúm lại. Mà đổi thành bên ngoài không đủ 100 con du hồn hi hi lạp lạp vây lại Giang Tuấn Thiên đám người, bọn hắn vẫn là vô cùng có hy vọng lao ra. Không cần phải để ý đến sống chết của bọn họ rồi, chúng ta mau thừa dịp hiện tại phá vòng vây, nếu như những này mồi câu chết rồi, du hồn hội lần thứ hai tập trung đến chúng ta nơi này tới. Che chở Ninh Tuyết Ni Ninh Tuyết Tùng nói ra. Tuy nói vây quanh ở Giang Tuấn Thiên đám người chung quanh chỉ không đủ 100 con du hồn rồi. Hơn nữa còn cũng không phải phi thường tập trung, cần phải có ở đây không đủ 100 con du hồn bên trong phá vòng vây, này đối với bọn hắn tới nói cũng là phi thường chật vật. Mà Diệp Thần Phong chung quanh bọn họ du hồn càng đến gần càng gần, này rậm rạp chằng chịt hơn 400 con du hồn, mắt thấy phải đem Diệp Thần Phong bọn hắn bao phủ lại rồi, mà Diệp Thần Phong cùng Tô Băng Xoáy công kích, tại rậm rạp chằng chịt du hồn bên trong, căn bản kích không nổi bất kỳ bọt nước đến rồi. Tô Băng Xoáy cùng hai tên Vạn Nguyệt Các nữ đệ tử trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng, mà ôm Diệp Thần Phong eo Thủy Mộng Hàm, người cũng chưa chết sợ hãi, bởi vì có của nàng Diệp đại ca bồi tiếp người. Mà cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại, nếu như được này hơn 400 con du hồn nhấn chìm, bọn hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Mà ngay tại lúc này, khảm nạm tại Diệp Thần Phong bên phải ngực, cùng trái tim của hắn đối xứng tinh không chi thạch đột nhiên chuyển động, lúc trước này tinh không chi thạch cơ duyên, vẫn là Diệp Thần Phong tại cổ võ giới đoạt lại, để trong cơ thể hắn linh hồn lực thuận lợi chuyển hóa thành linh khí, chỉ là này tinh không chi thạch phát huy tác dụng số lần phi thường ít ỏi, cho tới sắp để Diệp Thần Phong đã quên hắn ở bên phải nơi ngực trả khảm nạm cái này một khối tinh không chi thạch đây. Theo tinh không chi thạch chuyển động, từ bên phải của hắn ngực địa phương chảy ra một chút hào quang bảy màu. Một cái tia hào quang bảy màu vừa vặn chiếu ở một con du hồn trên người, con kia du hồn giống như là phi thường sợ sệt này hào quang bảy màu, nó lập tức cách xa Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tại thấy cảnh này sau, hắn biết mình được cứu rồi, hắn liếc nhìn một bên rơi vào trong tuyệt vọng Tô Băng Xoáy, trực tiếp một cái cũng đem Tô Băng Xoáy kéo vào trong lồng ngực.
Được kéo vào trong ngực Tô Băng Xoáy tức giận trừng lên Diệp Thần Phong, người còn tưởng rằng Diệp Thần Phong yếu chiếm tiện nghi của nàng, bất quá, ngược lại nghĩ đến chính mình muốn chết, người cả đời này cũng chưa có tiếp xúc qua cái gì nam nhân, hay là chết tại một người đàn ông trong lồng ngực cũng không tệ, cho nên, người liền không dãy dụa nữa rồi. Về phần hai gã khác Vạn Nguyệt các đệ tử, Diệp Thần Phong cũng không có tâm tư đi quản sống chết của các nàng. Diệp Thần Phong là phi thường thưởng thức Tô Băng Xoáy của mình bộ kia nguyên tắc, hắn mới sẽ đem Tô Băng Xoáy ôm vào trong ngực bảo vệ. Oanh! Một tiếng! Hơn 400 con du hồn giống như là thủy triều đem Diệp Thần Phong đám người bao phủ lại rồi, cách đó không xa Giang Mạc Thiên thấy thế, hắn lập tức quát nhanh, chúng ta nhất định muốn tăng nhanh phá vòng vây tốc độ, ta biết các ngươi cũng đều ẩn giấu từng người ép đáy hòm tuyệt chiêu đây. Hiện tại những người kia là chắc chắn phải chết rồi. Lẽ nào các ngươi còn muốn giấu giếm giếm sao? Giang Tuấn Thiên liếc mắt nhìn được hơn 400 con du hồn nhấn chìm Diệp Thần Phong đám người, không khỏi tự nói, dễ dàng như vậy liền để tiểu tử kia chết rồi, này thật đúng là tiện nghi hắn. Được Ninh Tuyết Tùng che chở Ninh Tuyết Nhi, người ngược lại cũng đúng là vô cùng an toàn, nhớ tới người vừa vặn chất vấn Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong lại không để ý đến người. Này làm cho người cười lạnh nói, như hắn cuồng vọng như vậy tự đại người đã chết cũng xứng đáng. Mà chính lúc Giang Tuấn Thiên đám người yếu đồng thời sử dụng ép đáy hòm chiêu thức lúc, được hơn 400 con du hồn nhấn chìm Diệp Thần Phong, hắn ôm thật chặt Thủy Mộng Hàm cùng Tô Băng Xoáy, trong cơ thể hắn linh khí không ngừng hướng về bên phải ngực tinh không chi thạch truyền đi, khởi động tinh không chi thạch xoay tròn tốc độ. Diệp Thần Phong ngực đột nhiên hào quang 7 màu tăng mạnh, ầm. Một tiếng. Những kia thành đống du hồn, chúng nó tại chạm vào hào quang 7 màu thời điểm, thân thể của bọn họ trực tiếp được thành tốp bắn ra bay ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Thần Phong chu vi liền một con du hồn cũng không có, hắn được hào quang 7 màu bao phủ dáng dấp, phảng phất là thiên thần hạ phàm bình thường hơn nữa trong lòng chả ôm hai tên mỹ nữ tuyệt sắc đây. Cách đó không xa Giang Tuấn Thiên, Ninh Tuyết Tùng, Giang Mạc Thiên cùng Ninh Tuyết Nhi. Bọn hắn đang nhìn đến du hồn được đầy trời bắn bay hình ảnh sau, hô hấp của bọn hắn trong nháy mắt đình chỉ, mỗi một người đều trợn to hai mắt, miệng há có thể nhét dưới một cái trứng gà rồi, trong đầu lập tức một mảnh trống không, dù sao trước mắt hình ảnh quá chấn động lòng người rồi. Giang Tuấn Thiên đám người là hoàn toàn choáng váng, ngây người, sửng sốt. Điều này sao có thể? Bọn hắn không tin hết thảy trước mắt là thật sự. Chấm chấm chấm. Chương 1370, mỗi người đi một ngả. An Tính tựa ở Thần Phong trong lồng ngực Tô Băng Xoáy, người nguyên bản cho là mình là chắc chắn phải chết rồi, nhưng trước mắt du hồn không ngừng được bắn bay ra ngoài tình cảnh, đồng dạng cũng là sâu đậm chấn động tâm linh của nàng, ánh mắt của nàng nhìn xem được hào quang 7 màu bao phủ Thần Phong, khả năng có như vậy một giây đồng hồ, vị này không dính khói bụi trần gian tiên nữ, người đối Thần Phong sinh ra một ít cảm giác động tâm. Mà một cái khác được Thần Phong ôm Thủy Mộng Hàm, người con ngươi là bốc lên ngôi sao nhỏ, người đối đại ca của mình sùng bái đã thăng lên đến một cái bất luận người nào đều không thể so sánh độ cao rồi. Nói cách khác, nếu như bây giờ có dám ở trước mặt nàng nói một câu Thần Phong không phải, e sợ người lập tức sẽ cùng đối phương liều mạng. Về phần Thần Phong sau lưng hai tên Vạn Nguyệt các nữ đệ, các nàng cũng không có được du hồn cho giết chết, chỉ là quần áo trên người trở nên rách tả tơi rồi. Các nàng trong cổ họng điên cuồng nuốt nước miếng, thân thể nỗ lực không ngừng tới gần Thần Phong, các nàng biết chỉ có tại hào quang 7 màu mới là an toàn nhất. Cách đó không xa Ninh Tuyết Nhi, người vừa vặn trả đang cười nhạo Thần Phong người như thế chết rồi cũng xứng đáng đây. Cách đó không xa Giang Mạc Thiên, hắn vừa vặn trả khẳng định Thần Phong đám người chắc chắn phải chết tới. Còn có Giang Tuấn Thiên cùng Ninh Tuyết Tùng hai người này. Bọn hắn cũng chuyện đương nhiên cho rằng Thần Phong đám người có thể sống tỷ lệ hầu như chẳng khác gì là linh, nhưng hiện thực lại là cho bọn hắn một cái hung hăng bàn tay, phiến bọn họ gò má là đau rát đau nhức, thậm chí bọn hắn giờ khắc này còn chưa tin đây là sự thực. Thần Phong mới chỉ là hợp biển cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực A-H. Những này du hồn liền bọn hắn những này thần niệm cảnh nhất trọng thiên cao thủ, một lần cũng mới chỉ có thể đẩy lui một hai con. Mà Thần Phong lại là đem hơn 400 con du hồn thành đống cho bắn ra bay ra ngoài, có muốn hay không chơi như vậy làm bọn hắn. Hiện tại Giang Tuấn Thiên đám người liền tâm muốn chết đều đã có. Được hào quang 7 màu bao phủ lại Thần Phong, hắn tại đem hơn 400 con du hồn toàn bộ bắn bay sau đó những kia du hồn cũng không dám nữa tới gần Thần Phong phương hướng rồi,
mà là không hẹn mà cùng hướng về Giang Tuấn Thiên đám người xúm lại đi qua, xem ra những này du hồn đích thật là phi thường e ngại tinh không chi thạch chỗ tản mát ra hào quang bảy màu. Ôm Thủy Mộng Hàm cùng Tô Băng Xoáy Thần Phong, hắn ở bề ngoài nhìn qua thật giống vô cùng oai hùng bất phàm. Nhưng trong lòng của hắn gọi là khổ liên tục, tại hào quang bảy màu tăng mạnh trong nháy mắt, hắn cảm giác thân thể của mình bắt đầu cương cứng. Hơn nữa hắn biết mình không cách nào một mực duy trì hào quang bảy màu tỏa ra, cho nên, hắn nhất định muốn thừa dịp hiện tại mau chóng rời đi. Mà xa xa Giang Tuấn Thiên, Ninh Tuyết Tùng, Giang Mạc Thiên cùng Ninh Tuyết Nhi bốn người này, bọn hắn đang nhìn đến nguyên bản vây quanh Thần Phong đám người hơn 400 con du hồn. Cũng trong lúc đó mênh mông cuồn cuộn tại hướng bọn họ xúm lại, thêm vào nguyên bản tại bọn hắn phụ cận những kia du hồn, giờ khắc này. Hơn 500 con du hồn toàn bộ tập tại chung quanh bọn họ, này để sắc mặt của bọn họ khó xem tới cực điểm. Giang Tuấn Thiên đám người cũng không có Thần Phong thời khắc nguy cấp bạo phát bản lĩnh, bọn hắn biết nếu như mình được những này du hồn nuốt mất. Như vậy bọn hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết, hơn nữa không có bất kỳ một tia còn sống khả năng. Giang Tuấn Thiên bọn hắn nhìn cách đó không xa được hào quang bảy màu bao phủ Thần Phong, bọn hắn biết Thần Phong trên người khẳng định có pháp bảo nào đó. Mà loại pháp bảo này chính dễ dàng khiến những này du hồn sợ hãi, chỉ cần Thần Phong nguyện ý đi tới, những này du hồn nhất định sẽ chính mình thối lui, trước mắt chỉ có Thần Phong có thể cứu được bọn họ. Mặt âm trầm Giang Tuấn Thiên, hắn một bên không ngừng đẩy lùi du hồn, một bên hướng về Thần Phong, nói ra, nhỏ, ngươi nhanh chóng tới đây cho ta, chỉ cần ngươi đem ta cứu ra ngoài, chúng ta chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giang Mạc Thiên cũng lập tức nói ra, nhỏ. Ngươi cho ta lập tức lại đây, chuyện này đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Ninh Tuyết Thùng cũng lập tức nói ra tiểu, chúng ta Hàn Băng Tông cùng ngươi không thù không oán, ngươi nên có thể cứu ta cùng sư muội của ta a. Được hào quang bảy màu bao phủ Thần Phong, hắn cười lạnh nói, các ngươi hiện tại biết muốn cho ta cứu các ngươi. Các ngươi cùng ta không thù không oán, vừa vặn là ai thanh du hồn dẫn tới phía ta bên này tới. Các ngươi liền tự cầu phúc đi. Thân thể trở nên cứng ngắc Thần Phong, hắn hiện tại đi đường đều có chút khó khăn, đừng nói là đi cứu Giang Tuấn Thiên đám người, nếu như hắn xuất hiện đang hành động phương diện lời nói, hắn không ngại tự tay đưa Giang Tuấn Thiên đám người lên đường. Thấy Thần Phong căn bản không có ý muốn cứu bọn họ. Giang Tuấn Thiên rồi hướng Tô Băng Xoáy, nói ra, Tô Băng Xoáy, này tiểu trên người chỉ là có một kiện pháp bảo lợi hại mà thôi, người chỉ cần cầm lấy hắn đi tới. Hắn hẳn không có năng lực chống cự. Chỉ cần ngươi đã cứu ta, về sau Thủy gia liền cùng các ngươi Vạn Nguyệt Các vĩnh viễn là ở Lion quan hệ. Tựa ở Thần Phong trong lồng ngực Thủy Mộng Hàm, lạnh giọng quát lên, Giang Tuấn Thiên, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nước ra sự tình đến phiên ngươi đi làm chủ sao? Ngươi không họ Thủy, ra ra ngươi cũng không họ Thủy, lần này chờ ta rời đi chỗ này di tích rồi, ngươi liền chờ các ngươi mạch này được rõ ràng xuất Thủy ra đi. Tại Thủy Mộng Hàm vừa dứt lời thời điểm, Hàn Băng Tông tông chủ Nghĩa Ninh Tuyết Tùng cũng mở miệng, Tô Băng Xoáy, ta cùng sư muội của ta tại Hàn Băng Tông tuyệt đối có một ít quyền lên tiếng, chỉ cần ngươi đã cứu chúng ta, Hàn Băng Tông tuyệt đối sẽ thâm tạ. Giang Mạc Thiên cũng vội vàng nói, chúng ta Âm Minh Tông cũng là, chỉ cần ngươi lập tức mang theo cái nhỏ đi tới, hết thảy đều có thể lấy buôn bán số lượng. Tựa ở Thần Phong trong lồng ngực Tô Băng Xoáy, người lắc lắc đầu, nói ra các ngươi những tiểu nhân này vốn là tự làm tự chịu. Thần Phong không ngừng duy trì ngực tinh không chi thạch tiếp tục chuyển động, thân thể của hắn cũng càng ngày càng cứng ngắc lại, hắn không có lại để ý tới Giang Tuấn Thiên đám người ý tứ, hắn đối với Tô Băng Xoáy cùng Thủy Mộng Hàm, nói ra, đỡ ta mau chóng rời đi nơi này. Tô Băng Xoáy cùng Thủy Mộng Hàm khi nghe đến Thần Phong lời nói sau, các nàng đều đoán được Thần Phong duy trì loại này hào quang bảy màu khẳng định vô cùng khó khăn, các nàng không nói lời gì đỡ Thần Phong rời đi mảnh này nghĩa địa rồi. Mà cái kia hai tên Vạn Nguyệt Các nữ đệ là theo sát ở Thần Phong sau lưng của bọn họ. Giang Tuấn Thiên bọn người ở tại nhìn thấy Thần Phong bọn hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi, sau đó bọn hắn từng cái là nộ khí trùng thiên, nhìn xem chu vi rậm rạp chẳng chịt du hồn, trong cổ họng bọn họ là điên cuồng rít gào. Nhỏ, ngươi chờ ta, nếu như ta Giang Tuấn Thiên có thể sống, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, giết sạch bên cạnh ngươi hết thảy người thân. Nhỏ. Chỉ cần ta Giang Mạc Thiên khi còn sống, ngươi đem chịu đến ta Giang Mạc Thiên vĩnh viễn truy sát. Ngươi bây giờ trở về vẫn tới kịp,
bằng không ngươi chính là ta nhóm Hàn Băng Tông hết thảy đệ kẻ địch. Đối với Giang Tuấn Thiên đám người rít gào, Thần Phong chỉ là cười cười một chút, tại Tô Băng Xoáy cùng Thủy Mộng Hàm nâng đỡ, ước chừng sau 15 phút, bọn hắn cuối cùng là rời khỏi mảnh kia âm khí âm u nghĩa địa rồi. Rời đi này mảnh âm khí âm u nghĩa địa, sau đó Thần Phong không lại đi thôi thúc tinh không chi thạch chuyển động, bộ ngực hắn tỏa ra hào quang bảy màu trong nháy mắt thu nạp trở về trong cơ thể hắn. Hắn cứng ngắc thân thể nhất thời mềm nhũn, cũng còn tốt có Thủy Mộng Hàm cùng Tô Băng Xoáy đỡ, không đến nỗi Thần Phong té lăn trên đất. Cái kia hai tên Vạn Nguyệt các nữ đệ rời đi nghĩa địa phạm vi sau, các nàng cuối cùng lại yên tâm xuống, ánh mắt của các nàng hung ác trừng lên Thần Phong. Các nàng biết vừa vặn Thần Phong chỉ đem Tô Băng Xoáy ôm vào trong ngực, rõ ràng cho thấy yếu để hai người bọn họ đưa chết rồi. Bây giờ Thần Phong tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, cái kia hai tên Vạn Nguyệt các nữ đệ, các nàng cũng biết vừa vặn Thần Phong xua tan du hồn, hoàn toàn là dựa vào trên người pháp bảo, mà bây giờ các nàng căn bản không dùng tới sợ sệt Thần Phong rồi, huống hồ Thần Phong trên người còn có kiếm thần nghĩa địa bảo tàng, các nàng không khỏi dồn dập nói ra. Tô sư tỷ, xuất hiện tại không có người nào cùng chúng ta tranh đoạt kiếm thần nghĩa địa bảo tàng rồi, chúng ta có thể để cho này tiểu quai quai đem bảo tàng giao ra đây rồi. Đúng vậy, Tô sư tỷ, này tiểu hiện tại không có năng lực phản kháng chút nào rồi. Khi nghe đến hai tên Vạn Nguyệt các nữ đệ lời nói sau, Thủy Mộng Hàm trực tiếp đem Thần Phong bảo hộ ở phía sau, ánh mắt không lành nhìn xem Tô Băng Xoáy đám người, quát lên các ngươi những này bạch nhãn lang. Lẽ nào các ngươi muốn làm suốt phong ân phụ nghĩa sự tình sao? Tô Băng Xoáy cũng hung hăng trợn mắt nhìn một mắt hai tên nữ đệ, quát lên, các ngươi không nên ở chỗ này nói bậy nói bạ, các ngươi nếu là dám động thủ, ta không ngại trước tiên đem bọn ngươi giải quyết xong. Cái kia hai tên Vạn Nguyệt các nữ đệ đang nhìn đến Tô Băng Xoáy hàm chứa sát ý ánh mắt sau, các nàng lại cũng không dám lên tiếng nữa, các nàng có biết Tô Băng Xoáy tại Vạn Nguyệt các từ trước đến giờ không phải một cái đùa giỡn người. Thần Phong liếc nhìn Tô Băng Xoáy, nói ra ta xuất thủ cứu ngươi, cũng là bởi vì ngươi người này vô cùng có nguyên tắc, hiện tại nguy hiểm không có, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Ta cũng không có thanh nguy hiểm giữ ở bên người thói quen. Nói xong, Thần Phong liếc mắt nhìn cái kia hai tên nữ đệ, nếu như bây giờ Thần Phong có năng lực lời nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết hai người này, bất quá, dù sao còn muốn tại Viễn Cổ Thần Ma nghĩa địa ở lại một thời gian. Đến lúc đó có nhiều thời gian, đem những người này từng cái giết chết. Chương 1371, một kiếm phá thiên hạ tiểu thành. Nhìn xem Tô Băng Xoáy mang theo hai tên Vạn Nguyệt các nữ đệ tử đi xa bóng lưng, được Thủy Mộng Hàm đỡ Diệp Thần Phong, hắn sức mạnh trong cơ thể cũng khôi phục một ít, trước đó đoạn chỉ đàn ông trung niên đám người tràn vào hắn trong cơ thể năng lượng, khi hắn trong gân mạch mạnh mẽ đâm tới, hắn nhất định phải mau chóng đem những năng lượng này cho dung hợp. Mộng Hàm, chúng ta cũng đi thôi. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần Phong mở miệng nói ra, hắn mang theo Thủy Mộng Hàm đi tới trước đó mảnh kia che kín linh thạch sơn cốc. Hắn tại lúc rời đi tại cửa sơn cốc bố trí một cái trận pháp, giờ khắc này ở cửa sơn cốc là bị sương mù cho tràn ngập. Diệp Thần Phong thuần thục ngưng tụ một dấu tay, đưa tay ấn nhắm ngay sương mù phương hướng, miệng quát, mở. Đang nồng nặc trong sương mù thình lình xuất hiện một cái thẳng tắp con đường. Diệp Thần Phong mang theo Thủy Mộng Hàm thuận lợi đi tới trong sơn cốc. Lại đi vào sơn cốc sau đó Diệp Thần Phong lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, một bên Thủy Mộng Hàm phi thường ngoan ngoãn không có đi quấy rầy Diệp Thần Phong rồi, chỉ là đôi mắt đẹp liên tục nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong gương mặt, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Chính nhắm mắt lại điều tức Diệp Thần Phong, trong đầu hắn đột nhiên vang lên bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm, khụ khụ, tiểu tử, nhìn thấy ngươi sống sót thật sự là quá tốt. Này Viễn Cổ Thần Ma nghĩa địa thực sự quá quỷ dị, giữ không chuẩn chúng ta còn biết cái gì thời điểm được ngăn cách, bây giờ nơi này đánh giết thần niệm cảnh nhất trọng thiên trở lên cao thủ pháp tắc biến mất rồi, cho nên ngươi nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực, tại thời khắc quan trọng nhất, khả năng còn muốn dựa vào chính ngươi. Diệp Thần Phong nghe được bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm sau, trong lòng của hắn là thở phào nhẹ nhõm, bây giờ bóng đen nhân hòa bóng trắng người nghiễm nhiên trở thành hắn con đường tu luyện thượng dẫn dắt người. Kỳ thực tại Diệp Thần Phong trong lòng đã tán đồng bóng đen nhân hòa bóng trắng người, thậm chí thanh hai người bọn họ cho rằng là sư phụ của mình rồi, chỉ là Diệp Thần Phong ngoài miệng không nói mà thôi.
Đang xác định bóng đen nhân hòa bóng trắng người khôi phục sau đó Diệp Thần Phong cũng không có trở về đáp bóng đen nhân rồi, hắn trước mắt quan trọng nhất là đem trong gân mạch năng lượng dung hợp tiến trong cơ thể của mình. Lần này Diệp Thần Phong bên trong thân thể trào vào một tên hợp biển cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, một tên hợp biển cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cùng một tên hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ trong cơ thể một phần năng lượng. Có chi mấy lần trước kinh nghiệm sau đó bây giờ Diệp Thần Phong dung hợp khởi trong gân mạch năng lượng là quen việc dễ làm rồi, trong gân mạch hai cái phân biệt thuộc về thần huyết quyết cùng ma thiên quyết linh khí dòng sông lần lượt vận chuyển. Tại nhanh dung hợp Diệp Thần Phong trong gân mạch năng lượng. Diệp Thần Phong giờ khắc này giống như một cái đầy đủ tức giận bình, thật đáng giận chả đang không ngừng đi vào trong sung túc, thẳng đến mỗi thời khắc này, ầm. Một tiếng, sung túc khí trực tiếp đem bình cho no bể bụng. Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế giống như là thủy triều tăng cao, phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản lại như thế, thực lực của hắn thế như trẻ tre đột phá. Hợp biển cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Hợp biển cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ. Hợp biển cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Diệp Thần Phong mỗi tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Bên trong thân thể của hắn trong máu điểm sáng màu vàng óng liền sẽ tăng cường một ít. Mà trong ánh mắt của hắn cũng sẽ tránh qua hai đạo ánh sáng màu đen, hắn đây là tại không ngừng chuyển hóa thần huyết, cô đọng ma nhãn. .vn tại thực lực đến hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ sau đó Diệp Thần Phong khí thế trên người mới chậm rãi thu liếm, hắn trong gân mạch năng lượng là toàn bộ cùng thân thể của hắn dung hợp. Thủy Mộng Hàm đang nhìn đến Diệp Thần Phong mở mắt ra sau. Người lập tức kinh ngạc hỏi, Diệp đại ca, thực lực của ngươi đã đến hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Phải biết Diệp Thần Phong khi tiến vào viễn cổ thần ma nghĩa địa trước đó, hắn mới chỉ là hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ tầng thứ, hắn mới tiến vào viễn cổ thần ma nghĩa địa thời gian bao lâu. Liền từ nhất trọng thiên hậu kỳ trực tiếp tăng lên tới ngũ trọng thiên sơ kỳ, loại này tăng cao thực lực độ quả thực là khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không có bất kỳ tăng cao thực lực kinh hỉ, này đối với hắn mà nói là chuyện đương nhiên. Hắn thuận miệng nói ra, Mộng Hàm. Chỉ là chỗ này di tích thiên địa pháp tắc cực kỳ đặc thù mà thôi, nếu như ngươi có thể giết nhiều mấy người, thực lực của ngươi cũng có thể nhanh tăng lên. Nghe vậy, Thủy Mộng Hàm đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ của nàng, nàng nói, Diệp đại ca, không biết tỷ tỷ ta hiện tại thế nào rồi? Chúng ta đi tìm người có được hay không? Diệp Thần Phong đương nhiên cũng không muốn một mực ở lại trong sơn cốc rồi, ở nơi này không có người khác tại. Hắn làm sao tăng cao thực lực? Bất quá! Hắn chuẩn bị trước tiên tu luyện một cái trọng kiếm vô phong chiêu thứ nhất nhất kiếm phá thiên dưới, dù sao hắn xuất hiện tại nắm trong tay chiến kỹ thật sự là quá ít. Thế là, Diệp Thần Phong nói ra, Mộng Hàm, ngươi trước đem trong cơ thể linh khí khôi phục một ít, chờ ngươi khôi phục linh khí, chúng ta lập tức đi tìm chị của ngươi. Thủy Mộng Hàm trong cổ họng đáp một tiếng sau, ngươi liền bắt đầu chuyên tâm khôi phục linh khí. Mà Diệp Thần Phong hắn cũng không hề nghỉ ngơi ý tứ, thực lực của hắn vừa vặn đột phá tới hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, trong cơ thể hắn linh khí chính thiệt nhiều dùng mãi không hết đây. Diệp Thần Phong trong đầu lần thứ hai cha nhìn lên trọng kiếm vô phong bộ kiếm pháp này. Trọng kiếm vô phong thức thứ nhất gọi là nhất kiếm phá thiên dưới, đệ nhị thức gọi là vô phong cũng có phong. Thức thứ ba gọi là trọng kiếm ngưng sơn hà. Diệp Thần Phong không cần đi quản đệ nhị thức cùng thức thứ ba. Cái hắn muốn là muốn đem thức thứ nhất nhất kiếm phá thiên dưới trước tiên luyện thành. Lấy trong cơ thể chi linh khí chuyển hóa trọng kiếm chi kiếm phong, một kiếm chống đỡ thiên quân, giết địch từ trong vô hình. Tại thực lực tăng lên sau đó Diệp Thần Phong trên người Hắc Huyền Giáp cùng Hắc Huyền Kiếm trở nên càng tăng thêm, Diệp Thần Phong trực tiếp đem sau lưng Hắc Huyền Kiếm cho rút ra, trong đầu hắn ngoại trừ có trọng kiếm vô phong phương pháp tu luyện bên ngoài, còn có kiếm thần hạ vô cực khi còn sống kinh nghiệm tu luyện. Này nhất kiếm phá thiên nhìn xuống tựa là phi thường bình thường một kiếm, này nhất kiếm phá thiên dưới cùng cách sơn đả nghiêu có phần tương tự, thi triển nhất kiếm phá thiên dưới người, đem trọng kiếm đụng vào địch nhân pháp bảo bên trên, linh khí chuyển hóa thành mũi kiếm, có thể thông qua địch nhân pháp bảo, truyền vào địch thân thể của con người bên trong, tại địch thân thể của con người bên trong sản sinh cực kỳ mãnh liệt nổ tung. Đương nhiên đang sử dụng suất nhất kiếm phá thiên dưới thời điểm, kẻ địch căn bản sẽ không cảm giác được chiêu kiếm này đặc thù, này dễ dàng để cho kẻ địch thả lỏng cảnh giác, đây cũng chính là tại sao nói nhất kiếm phá thiên dưới có thể giết địch từ trong vô hình rồi.
Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn tại tra xét xong pháp môn tu luyện cùng Hạ Vô Cực khi còn sống kinh nghiệm, sau đó hắn đem trong cơ thể linh khí không ngừng truyền đã đến Hắc Huyền trên thân kiếm, trong tay Hắc Huyền kiếm đột nhiên hướng về trên vách núi vung tới, ầm. Một tiếng, trên vách núi đá vụn 4P, vách núi ở bề ngoài lõm đi xuống một cái hố, căn bản cũng không có nhất kiếm phá thiên dưới hiệu quả. Diệp Thần Phong nhíu nhíu mày, tự nói, vừa vặn ta chỉ là thanh linh khí phụ ra ở Hắc Huyền trên thân kiếm, cũng không hề thanh linh khí chuyển hóa thành Hắc Huyền kiếm mũi kiếm. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, trong đầu lần thứ hai cha nhìn lên kiếm thần Hạ Vô Cực khi còn sống kinh nghiệm, trong đầu không ngừng hiện lên kiếm thần Hạ Vô Cực lúc trước tu luyện nhất kiếm phá thiên dưới hình ảnh. Đem linh khí chuyển hóa thành mũi kiếm. Đem linh khí chuyển hóa thành mũi kiếm. Diệp Thần Phong trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói này, trong đầu không ngừng thoáng hiện Hạ Vô Cực thi triển nhất kiếm phá thiên dưới hình ảnh. Diệp Thần Phong hoàn toàn xảy ra một loại lĩnh ngộ trạng thái trong rồi. Mỗi thời khắc này, hắn Hắc Huyền trên thân kiếm truyền ra một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại, trong cơ thể hắn linh khí một cách tự nhiên hướng về Hắc Huyền kiếm truyền mà đi rồi. Tại linh khí truyền tiến Hắc Huyền kiếm sau đó, chỉnh thanh Hắc Huyền kiếm thượng không có bất kỳ linh khí chấn động, khiến người ta cảm thấy không ra cái này Hắc Huyền kiếm có những gì chỗ đặc thù. Vừa lúc đó, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt ra, liền ngay cả hắn khí thế trên người cũng thu liếm, trong tay hắn từ từ huy động lên Hắc Huyền kiếm, nếu có những người khác ở đây, chiêu kiếm này ở những người khác xem ra quả thực là phổ thông không thể tại bình thường rồi, yếu độ không có độ, yếu sức mạnh không có sức mạnh. Nhưng nếu như người tại Diệp Thần Phong trước mặt lời nói, này nhìn như không có độ một kiếm, người hội có như thế nào cũng không tránh thoát cảm giác kỳ quái, chỉ có thể nghênh đón vững vàng đón đỡ lấy chiêu kiếm này, chiêu kiếm này vừa ra, phảng phất là thiên địa đều sẽ ngươi bao phủ bình thường, cho ngươi cũng không còn điều gì độn hình. Nhất kiếm phá thiên dưới. Diệp Thần Phong trong tay Hắc Huyền kiếm đột nhiên vung ở trên vách núi đá, vách núi mặt ngoài không có bất kỳ phản ứng, ầm. Một tiếng, mà là vách núi nội bộ trực tiếp nổ tung ra. Diệp Thần Phong dụng ý nhận thức kiểm tra một hồi vách núi nội bộ, hắn xuất hiện vách núi nội bộ trực tiếp nổ ra một cái lớn vô cùng hố động rồi. Nhưng vách núi mặt ngoài lại nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Thần Phong khóe miệng vi vi dương lên, căn cứ trong đầu Hạ Vô Cực khi còn sống tu luyện nhất kiếm phá thiên dưới hình ảnh, Diệp Thần Phong biết hắn vừa vặn thi triển ra nhất kiếm phá thiên dưới, nghiễm nhiên là đã đạt đến tiểu thành cảnh giới. Chỉ là thi triển hai lần, Diệp Thần Phong liền trực tiếp đem nhất kiếm phá thiên dưới tu luyện đến tiểu thành. Đương nhiên trong này phần lớn nguyên nhân là bởi vì hắn trong đầu có Hạ Vô Cực khi còn sống kinh nghiệm tu luyện, đây quả thực là để Diệp Thần Phong đem trọng kiếm vô phong thành một loại đường tắt. Chương 1372, Vạn Năm Hỏa Vẫn. Tiểu gia hỏa, bộ này trọng kiếm vô phong kiếm pháp tổng cộng có tam thức, dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là một thức so với một thức mạnh, mà ngươi chỉ có đem thức thứ nhất nhất kiếm phá thiên dưới luyện tới cảnh giới tiểu thành, này thức thứ nhất liền này giống như uy lực. Theo ta suy đoán này trọng kiếm vô phong tối thiểu nhất là thiên cấp chiến kỹ rồi, về phần là thiên cấp hạ phẩm, trung phẩm vẫn là thượng phẩm, ta không cách nào phán đoán tỉ mỉ như thế gây nên. Đương nhiên này trọng kiếm vô phong cũng có khả năng là thần cấp chiến kỹ, nhưng ngươi chỉ là đem nhất kiếm phá thiên dưới luyện đến cảnh giới tiểu thành, chả rất khó phán đoán trọng kiếm vô phong bộ kiếm pháp kia cụ thể cấp bậc, dù sao tối thiểu sẽ không thấp hơn thiên cấp hạ phẩm chiến kỹ. Này trọng kiếm vô phong thả tại toàn bộ địa huyền giới hẳn là đều tính là cực kỳ đứng đầu chiến kỹ rồi, người bình thường hảo hảo tu luyện đi. Diệp Thần Phong trong đầu quanh quẩn bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm, chỉ có một đơn thi triển một lần nhất kiếm phá thiên dưới, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí đã bị rút khô hơn một nửa, xem ra đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói, hắn ở trong chiến đấu còn chưa thể nhiều lần thi triển một chiêu này đây này. Diệp Thần Phong trong tay phải một bên nắm linh thạch thượng phẩm khôi phục trong cơ thể linh khí, một bên trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, trước đó Giang Tuấn Thiên đệ đệ Giang Tuấn Hoa sử dụng trung phẩm linh khí hám thiên côn xuất hiện tại trên tay của hắn, này hám thiên côn toàn thân trắng lóa, cho người một loại cực kỳ xa hoa cảm giác. Tuy rằng Diệp Thần Phong Hắc Huyền kiếm cùng Hắc Huyền giáp, chính là thượng phẩm linh khí, thậm chí tại thượng phẩm linh khí bên trong xem như là đứng đầu tồn tại, bất quá. Hắc Huyền kiếm cùng Hắc Huyền giáp chủ yếu công năng cũng không phải tăng cường lực công kích, mà là trợ giúp người tu luyện sử dụng. Thế nhưng, này hám thiên côn lại là thuộc về công kích loại linh khí, xem ra Diệp Thần Phong muốn cho hám thiên côn ở trong tay hắn phát huy tác dụng,
hắn còn muốn đi tìm một bộ côn pháp luyện một chút. Diệp đại ca, trong cơ thể ta linh khí đều khôi phục lại. Tại Diệp Thần Phong quan sát trong tay hám thiên côn lúc, một bên Thủy Mộng Hàm từ điều tức trạng thái trong thoát ly đi ra. Bởi Diệp Thần Phong hấp thu là linh thạch thượng phẩm, trong cơ thể hắn linh khí khôi phục vẫn tính là nhanh, khi nghe đến Thủy Mộng Hàm thanh âm sau, hắn lại đem hám thiên côn thu hồi trong nhẫn chứa đồ, hỏi, Mộng Hàm. Ngươi là lại nghỉ ngơi một hồi đâu này, hay là chúng ta hiện tại lập tức đi tìm chị của ngươi? Thủy Mộng Hàm nói ra, Diệp đại ca, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ hiện tại liền đi tìm chị ta tỷ. Xem ra Thủy Mộng Hàm trong lòng là phi thường lo lắng tỷ tỷ của hắn Thủy Tử Yên. Khi chiếm được Thủy Mộng Hàm trả lời sau đó Diệp Thần Phong liền mang theo Thủy Mộng Hàm rời khỏi trong sơn cốc. Tại bên trái của bọn họ vốn là một mảnh âm u sơn mạch, bây giờ biến thành một mảnh nghĩa địa rồi, những kia tại trong mộ địa du hồn, thật giống cũng là nhận lấy một loại nào đó pháp tắc hạn chế, chúng nó chỉ có thể tại nghĩa địa phạm vi bên trong hoạt động, chúng nó không cách nào đi ra mảnh kia nghĩa địa. Tại Diệp Thần Phong trước mặt của bọn hắn nơi xa là một áng lửa xung thiên khu vực, Diệp Thần Phong dự định trước tiên mang theo Thủy Mộng Hàm qua bên kia nhìn xem, ánh mắt của hắn không tự chủ lại liếc mắt một cái. Bầu trời xa xa bên trong cái kia đạo hắc sắc phết xước, hắn nhìn thấy từ bốn phương tám hướng vẫn có năng lượng tại tụ hợp vào cái kia đạo hắc sắc phết xước bên trong. Tại thần ma trong mộ địa xem ra mỗi giờ mỗi khắc đều tại xảy ra chiến đấu. Lần này tiến vào viễn cổ thần ma nghĩa địa tổng cộng có 95 người, cũng không biết hiện tại còn có bao nhiêu người là còn sống. Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm một đường hướng mặt trước ánh lửa ngút trời khu vực lao đi rồi. Mảnh kia ánh lửa ngút trời khu vực nhìn như rất gần, kỳ thực vô cùng xa xôi, Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm trọn vẹn bỏ ra hơn 3 giờ. Bọn hắn mới xem như là tiếp cận nơi đó. Theo, Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm càng ngày càng tiếp cận ánh lửa ngút trời địa phương, bọn hắn nhiệt độ chung quanh cũng đang không ngừng kéo lên, mồ hôi không ngừng tại cái trán của bọn họ cùng trên gương mặt nhô ra, mà Diệp Thần Phong bên trong đan điền thiên địa chi hỏa thanh viêm cũng biến thành xuẩn xuẩn dục động. Tại Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm hoàn toàn đến ánh lửa ngút trời giờ địa phương, tại bọn hắn trước mắt xuất hiện là một mảnh to lớn biển lửa, này to lớn biển lửa đi ngang qua toàn bộ viễn cổ thần ma nghĩa địa. Ngọn lửa màu đỏ là cháy hừng hực, tại đây to lớn biển lửa một bên khác hẳn là còn có một vùng không gian, là này to lớn biển lửa đem viễn cổ thần ma nghĩa địa cho chia ra làm hai rồi, nói cách khác khả năng có một số người khi tiến vào nơi này thời điểm. Là bị trực tiếp truyền tống đến mảnh này đại dương biển lửa một bên khác. Lại đi đến mảnh này to lớn biển lửa trước mặt sau, bởi vì Diệp Thần Phong bên trong đan điền có thanh viêm. Hắn ngược lại vẫn có thể chịu được, mà bên cạnh hắn Thủy Mộng Hàm, trong tay nàng cầm một khối màu xanh da trời ngọc thạch. Tại đây khối màu xanh da trời ngọc thạch bên trong chứa đựng cực hạn hàn băng lực lượng, Thủy Mộng Hàm là dựa vào khối này màu xanh lam ngọc thạch ngăn cản to lớn biển lửa nóng bức. Diệp Thần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, mảnh này to lớn biển lửa cực hạn nhiệt độ, dưới cái nhìn của hắn coi như là thần niệm cảnh cao thủ đi vào trong đó, e sợ kiên trì không hơn mấy giây cũng sẽ bị đốt cháy thành cho bụi, mà Diệp Thần Phong trong cơ thể thanh viêm chỉ có thể đốt cháy chết hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, xem ra hắn cũng thì không cách nào đi vào này to lớn trong biển lửa rồi. Tiểu tử, tiến vào biển lửa này bên trong đi xem, hay là bên trong có thứ tốt cũng nói không chắc. Bằng không nơi này sẽ không vô duyên vô cớ hình thành một cái biển lửa, hơn nữa biển lửa này nhiệt độ vẫn như thế không bình thường. Bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm vang lên, Diệp Thần Phong ở trong lòng không vui nói, lão hắc, người nghĩ ta đi chịu chết à? Lẽ nào ngươi không phát hiện mảnh này biển lửa nhiệt độ căn bản cũng không phải là ta có thể chống đỡ đấy sao? Bóng đen người Giang Vận Thiên cười nói, tiểu tử, ngươi yên tâm, ngươi an tâm đi vào đi. Mảnh này trong biển lửa hỏa diễm, cũng không bài xích bên trong cơ thể ngươi thanh viêm, chỉ cần ngươi đem thanh viêm bao vây tại thân thể của ngươi bốn phía, ngươi thì có thể nhẹ nhõm tiến vào mảnh này trong biển lửa rồi. Diệp Thần Phong khi nghe đến Giang Vận Thiên giải thích sau đó hắn trực tiếp đối với bên cạnh Thủy Mộng Hàm, nói ra, Mộng Hàm, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta tiến vào mảnh này trong biển lửa nhìn xem tình huống, nếu có người đi tới, như vậy ngươi liền lập tức gọi tên của ta. Nhưng là Diệp đại ca, mảnh này biển lửa nhiệt độ cao như vậy, ta xem thần niệm cảnh cao thủ tiến vào bên trong, cũng chưa chắc có thể chịu được. Thủy Mộng Hàm nhìn trước mắt ánh lửa ngút trời biển lửa, người lo lắng nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai,
nói ra, yên tâm, ta còn sẽ không ngốc đến bạch bạch đi chịu chết, ta tự có chống đối mảnh này trong biển lửa nhiệt độ cao phương pháp xử lý. Nói xong, Diệp Thần Phong thân ảnh liền trực tiếp chui vào trong biển lửa, trong nháy mắt biến mất từ ở Thủy Mộng Hàm trước mặt, Thủy Mộng Hàm vội vàng hô, Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Ta rất tốt. Khi nghe đến Diệp Thần Phong trả lời sau đó Thủy Mộng Hàm này mới xem như là an tâm xuống. Tiến vào màu đỏ trong biển lửa Diệp Thần Phong, hắn bên trong đan điền thanh viêm đột nhiên trốn ra, đưa hắn cấp bao quấn ở trong đó, cùng bóng đen người Giang Vận Thiên nói như thế. Tuy rằng thanh viêm nhiệt độ không có mảnh này biển lửa cao, thế nhưng thanh viêm bao vây lấy Diệp Thần Phong sau đó chung quanh ngọn lửa màu đỏ đều cùng Diệp Thần Phong giữ vững một khoảng cách, phảng phất là cho Diệp Thần Phong nhường ra một con đường. Khi tiến vào đại dương màu đỏ biển lửa sau đó bóng đen người Giang Vận Thiên lại mở miệng, tiểu tử, ngươi hướng bên trái đi, ta không gọi ngươi ngừng, ngươi liền đừng ngừng lại. Diệp Thần Phong tuy rằng không biết Giang Vận Thiên trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Nhưng hắn biết hẳn là Giang Vận Thiên ở mảnh này to lớn trong biển lửa cảm ứng được thứ tốt, hắn chiếu vào Giang Vận Thiên lời nói, dưới chân bước chân không ngừng hướng bên trái phương hướng đi đến, dọc theo đường đi ngọn lửa màu đỏ dồn dập lui tránh Diệp Thần Phong. Tại ước chừng đi rồi sau 3 phút, ngừng, bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Này làm cho Diệp Thần Phong lập tức ngừng xuống, hắn cảm giác nơi này một vùng hỏa diễm thiêu đốt cực kỳ dồi dào. Hơn nữa nhiệt độ cũng so với những chỗ khác muốn cao hơn không ít, cho dù nơi này hỏa diễm không bài xích Diệp Thần Phong trên người thanh viêm, nhưng thanh viêm power thực sự so với chung quanh hỏa diễm yếu hơn không ít, cho nên, cho dù có thanh viêm bảo vệ, Diệp Thần Phong toàn bộ cũng giống như là vừa vặn từ trong hồ nước mò đi ra ngoài như thế, cả người hắn quần áo trên người toàn bộ là ướt đẫm. Diệp Thần Phong ánh mắt được trước mặt hắn, 3 mét địa phương xa hấp dẫn, chỉ thấy ở nơi đó trong lòng đất, khảm nạm một khối dài chừng 5 mét, bề rộng chừng 5 mét một loại màu lửa đỏ đồ vật, Diệp Thần Phong trực giác tự nói với mình, mảnh này đi ngang qua toàn bộ viễn cổ thần ma nghĩa địa biển lửa, cũng là bởi vì loại này màu lửa đỏ đồ vật mới hình thành. Vạn năm hỏa vẫn, nơi này quả nhiên là có vạn năm hỏa vẫn a hát, thần ma nghĩa địa chính là viễn cổ thời đại sơ kỳ kết quả, không nghĩ tới ở nơi này chả có thể tìm tới vạn năm hỏa vẫn. Bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm kích động có chút run rẩy rồi, hắn chỉ hoãn thở ra một hơi, nói ra, tiểu tử, ta lúc còn trẻ, nếu có thể có ngươi bây giờ số may như vậy, e sợ vùng thế giới này đã sớm đạp ở dưới chân của ta rồi, tiểu tử ngươi số chó ngáp phải ruồi thật đúng là nhiều. Chương 1373, nhìn ngươi trốn đi đâu? Cái gì là vạn năm hỏa vẫn? Diệp Thần Phong lấy bóng đen người Giang Vận Thiên giọng rượu. Tuy rằng có thể phán đoán ra vạn năm hỏa vẫn khẳng định là đồ tốt, nhưng hắn vẫn không khỏi mở miệng nghi vấn rồi. QXS bóng đen người Giang Vận Thiên hồi đáp, vạn năm hỏa vẫn chính là một loại cực kỳ đặc thù hỏa thuộc tính kim loại, cần đại lượng phượng hoàng máu cùng kỳ lân máu, vừa vận tích đã rơi vào một loại nào đó kim loại bên trên, mà loại kim loại này đi ngang qua hai loại máu của thần thú trên vạn năm ngâm sau đó hai loại tiên huyết hội hoàn toàn hòa vào kim loại bên trong. Mà loại kim loại này cũng sẽ hoàn toàn đạt được thuế biến, loại này thuế biến sau kim loại liền xưng là vạn năm hỏa vẫn. Tại vạn năm hỏa vẫn hình thành một ngày kia, đều sẽ còn sống sinh bất diệt hỏa diễm từ vạn năm hỏa vẫn bên trong trào ra, này đi ngang qua toàn bộ thần ma nghĩa địa hỏa diễm cũng đều là này vạn năm hỏa vẫn mang tới, dùng này có thể phán đoán khối này vạn năm hỏa vẫn e sợ đã hình thành có tốt mấy vạn năm. Này vạn năm hỏa vẫn có thể đủ đến luyện chế các loại hỏa thuộc tính pháp bảo. Có thể đem người tu luyện trong cơ thể hỏa thuộc tính sức mạnh lớn phạm vi tăng cường, này vạn năm hỏa vẫn cho dù tại thời kỳ viễn cổ cũng cực kỳ hiếm thấy, chứ nói chi là bây giờ cái thời đại này rồi, tại bây giờ địa huyền giới e sợ phượng hoàng cùng kỳ lân cũng hầu như diệt tuyệt. Tiểu tử, người đem khối này vạn năm hỏa vẫn thu lại, chờ ngươi về sau tại luyện khí thượng trình độ đạt tới trình độ nhất định, ngươi là có thể dùng vạn năm hỏa vẫn đến luyện chế một cái cường hãn hỏa thuộc tính pháp bảo rồi. Diệp Thần Phong khi nghe đến bóng đen người Giang Vận Thiên sau khi giải thích, hắn không khỏi hỏi, lão hắc, nếu như ta đem vạn năm hỏa vẫn cho thanh viêm hấp thu thế nào? Bóng đen người Giang Vận Thiên thở phì phò nói, tiểu tử, ngươi cũng không nên làm ẩu. Hãy nói lấy bây giờ thanh viêm cường độ, nó chả căn bản không hấp thu được vạn năm hỏa vẫn, lại mà cho dù có một ngày thanh viêm có thể hấp thu vạn năm hỏa vẫn rồi. Lẽ nào ngươi quên chuyện lần trước? Thanh viêm hấp thụ nhiều một chút địa viêm tinh,
ngươi liền hầu như không cách nào khống chế, nếu như thanh viêm hấp thu cả khối vạn năm hỏa vẫn, chỉ sợ ngươi sẽ bị trong nháy mắt đốt cháy thành cho bụi. Diệp Thần Phong cũng chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy, lần trước thanh viêm hấp thụ nhiều địa viêm tinh cảnh tượng chả rõ ràng trước mắt đây. Hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn phạm lần thứ hai sai lầm, hắn đi tới dài 5 gạo, rộng 5 mét vạn năm hỏa vẫn trước, thân thể của hắn mặt ngoài được thanh viêm ngọn lửa màu xanh cho bao quanh. Nhưng tại hoàn toàn đến gần vạn năm hỏa vẫn sau, bao vây tại quanh thân hắn thanh viêm dĩ nhiên sao động bất an không ngừng nhanh chóng chuyển động, xem ra bây giờ thanh viêm đối này vạn năm hỏa vẫn có một loại bản năng kinh hãi. Diệp Thần Phong ngồi xổm xuống thân thể, hai con được ngọn lửa màu xanh bao quanh hai tay, hướng về khảm nạm trên mặt đất bên trong vạn năm hỏa vẫn đưa tới, nhưng khi Diệp Thần Phong hai tay của chạm vào vạn năm hỏa vẫn nháy mắt, Diệp Thần Phong hai bàn tay thượng trực tiếp toát ra sương mù đến. Thanh viêm căn bản không thể đủ hoàn toàn ngăn cách vạn năm hỏa vẫn nhiệt độ, hắn hai bàn tay thượng ra đều bị bỏng đi rồi một tầng, hai tay nhanh chóng thu lại rồi. Thanh viêm căn bản cách không dứt được vạn năm hỏa vẫn nhiệt độ, như vậy ta không cách nào đem vạn năm hỏa vẫn từ trong lòng đất lấy ra. Diệp Thần Phong trong lòng nói ra, lần này trả lời Diệp Thần Phong chính là bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh, tiểu gia hỏa, bên trong cơ thể ngươi thần huyết có phong ấn tác dụng. Tuy rằng thần của ngươi huyết trả vô cùng mỏng manh, nhưng ta có thể giáo một mình ngươi phong ấn chi thuật, lại phối hợp thần huyết power. Như vậy liền hẳn có thể tạm thời phong ấn lại này vạn năm hỏa vẫn bên trong hỏa thuộc tính năng lượng, ta tại ngươi trong đầu biểu thị. Ngươi đi theo ta đồng thời làm. Tại trong đầu hiện ra phong ấn chi thuật động tác sau đó Diệp Thần Phong trực tiếp đem tay phải của mình bị rạch rách rồi, mang theo điểm một chút kim quang máu tươi từ bàn tay của hắn bên trên chảy ra. Diệp Thần Phong bàn tay phải vung một cái, mang theo kim quang tiên huyết đã bị hất tới trong không khí, hắn lập tức đưa tay trái ra bàn tay, lợi dụng được tung ở trong không khí tiên huyết, ở trong không khí phác họa ra một đạo phù văn, hai tay hắn kết ấn, miệng quát, ngưng. Trong không khí đạo phù văn kia thượng tránh qua một vệt kim quang, Diệp Thần Phong tay phải đập đánh vào ký hiệu bên trên, đạo phù văn kia trong nháy mắt khắc ở vạn năm hỏa vẫn bên trên. Làm cho vạn năm hỏa vẫn bên trên hỏa thuộc tính năng lượng trong nháy mắt thu liễm. Tại đem vạn năm hỏa vẫn hỏa thuộc tính năng lượng tạm thời phong ấn sau đó Diệp Thần Phong lần nữa đụng vào vạn năm hỏa vẫn thời điểm, hắn là thuận lợi đem chọn khối vạn năm hỏa vẫn từ trong lòng đất lấy ra, sau đó lại thuận lợi thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Tại đem vạn năm hỏa vẫn thu nhập chữ vật giới chỉ sau, Diệp Thần Phong lại đi trước mặt của mình đi rồi ước chừng sau 5 phút, hắn là hoàn toàn đi tới biển lửa một đầu khác. Tầm mắt trong nháy mắt trở nên trống trải, phóng tầm mắt nhìn là từng tòa cao sơn, xem ra biển lửa này một đầu khác quả nhiên vẫn có một vùng không gian. Tiểu tử, bây giờ vạn năm hỏa vẫn được ngươi lấy mất, mảnh này biển lửa nhiều nhất 5 ngày, đến lúc đó liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, này viễn cổ thần ma trong mộ địa khẳng định chả cất giấu còn lại cơ duyên và bí mật, dù sao ngươi đã đi tới nơi này, chẳng bằng đi thật tốt thăm dò một phen. Ta cùng lão Bạch đối viễn cổ thần ma nghĩa địa cũng khá là hiếu kỳ. Bóng đen người Giang Vận Thiên nói ra, Diệp Thần Phong nghe được Giang Vận Thiên lời nói sau, hắn lại lập tức một lần nữa về tới trong biển lửa, có ngày địa chi hỏa thanh viêm nơi tay, hắn cần phải cũng có thể mang theo Thủy Mộng Hàm xuyên qua mảnh này biển lửa. Đang nóng nảy chờ đợi Thủy Mộng Hàm, đôi mắt đẹp của nàng là không nháy một cái nhìn chằm chằm hừng hực biển lửa. Người đang nhìn đến Diệp Thần Phong an toàn từ trong biển lửa đi ra sau, người lập tức thân thể nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, nói ra, Diệp đại ca, ta thật lo lắng cho ngươi, ngươi cuối cùng là đi ra. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Thủy Mộng Hàm đầu, đem Thủy Mộng Hàm từ trong ngực của mình đỡ lên, nói ra, được rồi, ta đây không phải một chút chuyện cũng không có ma. Chúng ta, tại Diệp Thần Phong vừa vặn muốn nói mang theo Thủy Mộng Hàm xuyên qua biển lửa thời điểm. Miệng hắn bên trong thanh âm đột nhiên đình chỉ, hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa địa phương, nơi đó có mười mấy bóng người đang nhanh chóng hướng về bên này xẹt qua đến. Cái kia mười mấy bóng người bên trong cầm đầu rõ ràng là Thủy Gia Giang Tuấn Thiên, Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên cùng Hàn Băng Tông Ninh Tuyết Tùng, Ninh Tuyết Ni, tại bốn người này phía sau trả đi theo 8, 9 tên hợp biển cảnh người, này Giang Tuấn Thiên đám người lại vẫn không chết. Lại nói, tại Diệp Thần Phong mang theo Thủy Mộng Hàm đám người rời đi mảnh kia nghĩa địa thời điểm, Giang Tuấn Thiên đám người đúng là được hơn 500 con du hồn cho vây lại rồi. Chính khi bọn họ cũng cảm giác mình chắc chắn phải chết thời điểm, đột nhiên có những người khác trực tiếp được truyền tống đến chung quanh của bọn hắn.
trong này có 7-8 tên tán tu, đương nhiên cũng có Thủy Gia, Âm Minh Tông, Hàn Băng Tông, Vạn Nguyệt Các cùng Bách Thú Tông đệ tử. Những người này tại truyền tống vào chỗ này di tích thời điểm, bọn hắn đều bị vây ở một cái phong bế trong không gian, ở cái này phong bế trong không gian có một cái truyền tống trận, trải qua một loạt thử nghiệm sau đó vẫn đúng là bị bọn hắn mở ra truyền tống trận, bọn hắn liền trực tiếp được đưa truyền đến khu này trong mộ địa. Giang Tuấn Thiên đám người lợi dụng 7-8 tên tán tu, Vạn Nguyệt Các cùng Bách Thú Tông người, bức bách bọn hắn đi hấp dẫn du hồn lực chú ý, mà Giang Tuấn Thiên đám người thì là mang theo chính mình trong môn phái người chật vật mạo hiểm thoát đi mảnh kia nghĩa địa. Giang Tuấn Thiên bọn người ở tại thoát đi nghĩa địa sau, bọn hắn cũng vừa hay dự định tới đây mảnh ánh lửa ngút trời khu vực nhìn xem, làm xa xa Giang Tuấn Thiên đám người nhìn thấy đứng ở biển lửa trước mặt Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm lúc, trên mặt bọn họ từng cái lộ ra dữ tợn vô cùng biểu lộ, trong lòng bọn họ quả thực là đem Diệp Thần Phong hận thấu xương rồi, hận không thể ăn Diệp Thần Phong thịt, uống Diệp Thần Phong huyết. Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó trong miệng hắn gào lên, tiểu tử, ngươi có phải hay không cho là chúng ta chết chắc rồi? Ngươi nhớ rõ lời ta từng nói sao? Nếu để cho ta Giang Mạc Thiên rời đi mảnh kia nghĩa địa, như vậy ta sẽ vĩnh viễn truy giết ngươi, thẳng đến tiễn ngươi đi địa phủ đưa tin. Ngớ ngẩn, hiện tại ngươi có phải hay không hối hận rồi? Bất quá, ngươi đã không có hối hận quyền lợi rồi. Hàn Băng Tông Tông chủ Nghĩa Tử Ninh Tuyết Tùng, trong cổ họng hắn cũng là khàn cả giọng rít gào, phải biết hắn thiếu một chút liền chết ở vô số du hồn dưới rồi. Diệp Thần Phong nhìn thấy nhanh chóng tới gần Giang Mạc Thiên đám người, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ hoang mang vẻ, sau lưng biển lửa trong thời gian ngắn còn sẽ không biến mất. Mảnh này trong biển lửa hỏa diễm nhưng là liền thần niệm cảnh cao thủ cũng không kiên trì được bao lâu, mà hắn bên trong đan điền có thanh viêm, hắn có thể đủ tùy ý đi vào mảnh này trong biển lửa, hắn hiện tại cần phải lo lắng cái gì? Mảnh này biển lửa quả thực chính là Diệp Thần Phong hậu thuẫn. Cùng này ngớ ngẩn phí lời nói cái gì? Để cho ta đi tới phế bỏ hắn. Giang Tuấn Thiên trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, hắn trong con ngươi phun trào căm giận ngút trời. Trong cổ họng quát lên, lúc này ta xem ngươi vẫn có thể trốn đi đâu. Chương 1374, là ai phế bỏ ai? Thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thật khí thế, trong giây lát từ Giang Tuấn Thiên trên người bay lên, thân ảnh của hắn cực kỳ nhanh chóng tiếp theo Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong trực tiếp đem Thủy Mộng Hàm chắn phía sau hắn. Hắn cũng lập tức rút ra trên lưng Hắc Huyền Kiếm, bên trong thân thể Hàn Băng Kiếm ý hơi động. Chỉnh thanh Hắc Huyền Kiếm trên thân kiếm trong nháy mắt được sương mù màu trắng cho bao phủ lại rồi, trong tay phải Hắc Huyền Kiếm tấn mãnh hướng về Giang Tuấn Thiên vung ra ngoài. Long Tường Cửu Thiên. Tại hai tiếng rồng gầm từ trong thân kiếm truyền tới nháy mắt, hai cái màu trắng cự long cũng từ trong thân kiếm bật đi ra, hướng về Giang Tuấn Thiên tịch quyển nhi đi. Tại hai cái màu trắng cự long xuất hiện trong nháy mắt, chu vi nóng bức nhiệt độ giảm xuống mấy phần. Bóng người nhanh chóng tiếp cận Diệp Thần Phong Giang Tuấn Thiên. Hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong thi triển ra Long Tường Cửu Thiên sau, hắn không dám có chút chủ quan, trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái trường kiếm màu xanh lục xuất hiện tại trong tay hắn, cái này trường kiếm màu xanh lục chính là hạ phẩm linh khí. Oanh! Một tiếng, tại Giang Tuấn Thiên lấy ra trường kiếm màu xanh lục thời điểm, hai cái màu trắng cự long trong nháy mắt đưa hắn bao phủ lại rồi, mà bị hai cái màu trắng cự long nhấn chìm trong đó Giang Tuấn Thiên. Trong cổ họng hắn xảy ra gầm lên giận dữ, a hát. Giang Tuấn Thiên bên trong thân thể thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thật khí thế tăng lên tới cực hạn, trong tay phải không ngừng cua múa trường kiếm màu xanh lục, từ trong thân kiếm không ngừng lóe ra từng đạo hào quang màu xanh lục, những này hào quang màu xanh lục hóa thành vô số mũi kiếm, tại hai cái màu trắng cự trên thân rồng tứ ngược. Kiếm chém sơn hà, ầm, ầm, hai tiếng. Hai cái màu trắng cự long trực tiếp ở trong không khí vỡ ra được, này Giang Tuấn Thiên một chiêu này kiếm chém sơn hà. Chính là thứ thiệt địa cấp trung phẩm chiến kỹ, hắn dĩ nhiên phá tan rồi Diệp Thần Phong Long Tường Cửu Thiên. Bất quá, Giang Tuấn Thiên dáng dấp đã là vô cùng chật vật rồi. Tóc của hắn cực kỳ rối tung, y phục trên người cũng hầu như hoàn toàn hư hại, xem ra hắn phá tan một chiêu này Long Tường Cửu Thiên cũng là có chút miễn cưỡng. Đây là Diệp Thần Phong lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cùng thần niệm cảnh cao thủ đối chiến, nguyên bản Diệp Thần Phong cho rằng một chiêu Long Tường Cửu Thiên cho dù không thể miểu sát Giang Tuấn Thiên, cũng có thể để Giang Tuấn Thiên bị thương nặng, nhưng Giang Tuấn Thiên nhưng chỉ là dáng dấp trở nên chật vật một điểm mà thôi.
Này làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy hợp biển cảnh cùng thần niệm cảnh ở giữa chênh lệch rồi, xem ra hợp biển cảnh cùng thần niệm cảnh trong lúc đó có một cái cực kỳ to lớn khe rãnh. Hơn nữa Giang Tuấn Thiên xem như là thủy gia thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài rồi, có thể nói Giang Tuấn Thiên cùng phổ thông thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ cao thủ quyết đấu, hắn nhất định có thể tại mấy chiêu bên trong hoàn toàn thất bại đối phương. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực tại hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Trải qua vừa vặn một chiêu giao chiến sau đó Diệp Thần Phong muốn chiến thắng Giang Tuấn Thiên có phần khó khăn, càng đừng nói ở đây còn có Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên cùng Hàn Băng Tông Ninh Tuyết Tùng rồi. Giang Tuấn Thiên tại phá tan rồi Long Tường Cửu Thiên sau đó hắn cười lạnh nói, tiểu tử. Ngươi một chiêu này đích xác rất cường, nhưng thực lực của ngươi không đủ, nếu như thực lực của ngươi tại hơi chút mạnh hơn một chút như vậy, chỉ sợ ta vừa vặn sẽ chết tại ngươi một chiêu này dưới rồi. Tại Giang Tuấn Thiên lúc nói chuyện, Giang Mạc Thiên, Ninh Tuyết Tùng cùng Ninh Tuyết Ni mấy người cũng đi tới Giang Tuấn Thiên bên cạnh, sau lưng Giang Mạc Thiên đứng đấy hai tên Âm Minh Tông đệ tử, tại Ninh Tuyết Tùng cùng Ninh Tuyết Ni đứng phía sau bốn tên Hàn Băng Tông đệ tử. Hai gã khác hơn 30 tuổi đàn ông trung niên, bọn hắn nhưng là đi tới Giang Tuấn Thiên bên cạnh, cái này hai tên đàn ông trung niên chính là Thủy Gia đệ tử. Được Diệp Thần Phong ngăn ở phía sau Thủy Mộng Hàm. Người đang nhìn đến cái kia hai tên thủy gia đệ tử sau, người lập tức quát lên, hai người các ngươi lẽ nào cũng phải đứng ở Giang Tuấn Thiên phía bên kia sao? Chờ lần này rời khỏi di tích, Giang Tuấn Thiên bọn hắn mạch này đem triệt để tại thủy gia xóa tên, hai người các ngươi xuất hiện đang thay đổi lựa chọn vẫn tới kịp. Cái kia hai tên thủy gia đàn ông trung niên, trong đó một cái đầu chọc tại hợp biển cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thực lực. Một cái khác má trái trên má có một khối màu tím bớt nam nhân tại hợp biển cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ thực lực. Đầu chọc đàn ông trung niên, bàn tay hắn sờ sờ đầu của mình, cười lạnh nói, nước nhị tiểu thư, chúng ta nhưng là đại trưởng lão người, liền tính hai chúng ta đứng ở các ngươi phía bên kia, các ngươi liền cho rằng có thể sống rời đi nơi này. Quả thực là quá ngây thơ rồi. Ta đã sớm đối nước nhị tiểu thư khả nhân dáng rất yêu thích đã lâu. Xem ra hôm nay ta có thể hoàn thành điều tâm nguyện này rồi. Bớt nam người khuôn mặt lộ ra một vệt cực kỳ xấu xí nụ cười. Giang Tuấn Thiên đối với người đàn ông đầu chọc cùng bớt nam nhân, nói ra, sau đó ta sẽ cho hai người các ngươi một canh giờ, các ngươi có thể tốt hưởng thụ tốt một phen nước của chúng ta nhị tiểu thư. Trong khi nói chuyện, Giang Tuấn Thiên chân phải đột nhiên đạp đất, ầm. Một tiếng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Trong tay phải trường kiếm màu xanh lục hướng về Diệp Thần Phong cánh tay trái chém đi xuống, miệng quát tiểu tử, để cho ta tới trước tiên phế bỏ tay trái của ngươi cánh tay. Đứng ở Diệp Thần Phong sau lưng Thủy Mộng Hàm, người đang nhìn đến Giang Tuấn Thiên không có dấu hiệu nào liền động thủ sau, người quát ngươi dừng tay cho ta, ngươi dừng tay cho ta. Về phần Giang Mạc Thiên, Ninh Tuyết Tùng cùng Ninh Tuyết Ni đám người, bọn hắn không có ý xuất thủ rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ vừa vặn một chiêu kia Long Tường Cửu Thiên chính là Diệp Thần Phong lợi hại nhất chiêu thức. Nếu Giang Tuấn Thiên có thể phá tan Long Tường Cửu Thiên, như vậy Giang Tuấn Thiên đối phó Diệp Thần Phong hẳn là không có bất kỳ bất ngờ rồi. Dù sao Diệp Thần Phong mới hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, mà Giang Tuấn Thiên có thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực. Mà phải trong tay cầm Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn vốn là có thể mang theo Thủy Mộng Hàm trốn vào trong biển lửa, bất quá trước hắn mới vừa vặn đem nhất kiếm phá thiên dưới tu luyện đến tiểu thành, hắn cũng có thể tại Giang Tuấn Thiên trên người thử xem uy lực. Diệp Thần Phong nhìn xem hướng chính mình cánh tay trái vung xuống trường kiếm màu xanh lục, bên trong thân thể của hắn linh khí mãnh liệt hướng về Hắc Huyền kiếm bên trong tuôn tới rồi, linh khí đang không ngừng chuyển hóa thành Hắc Huyền kiếm mũi kiếm. Diệp Thần Phong đem trong tay Hắc Huyền kiếm giơ lên, hướng về Giang Tuấn Thiên trường kiếm màu xanh lục quất tới. Theo người ngoài Diệp Thần Phong chiêu kiếm này quá mức bình thường, căn bản cũng không có bất kỳ một điểm chỗ thích hợp, chính là tùy tiện vung ra một kiếm ma. Xem ra này ngớ ngẩn là tự giận mình rồi, hắn biết mình không phải là Giang Tuấn Thiên đối thủ, phải biết cho dù ta cùng Giang Tuấn Thiên đối chiến, ta cũng không chắc chắn chiến thắng Giang Tuấn Thiên. Đồng dạng là thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ Ninh Tuyết Tùng khinh thường mở miệng nói. Ở mảnh này trong mộ địa thời điểm, Diệp Thần Phong không để ý đến Ninh Tuyết Tùng một nhóm người, này làm cho Ninh Tuyết Ni đối Diệp Thần Phong cũng là cực độ thấy ngứa mắt. Tại người loại này cao cao tại thượng đại tiểu thư trong mắt, toàn thế giới đều hẳn là yếu vì bọn họ phục vụ, chỉ có bọn hắn từ chối người khác, cái nào có người khác có thể từ chối yêu cầu của bọn họ. Tuyết Tùng sư huynh,
sau đó trước tiên không nên nhanh như vậy giết tiểu tử này, để cho ta đi tới dằn vặt hắn. Ninh Tuyết Ni mở miệng nói ra, sư muội, yên tâm đi, sau đó nhất định khiến người đem trong lòng khí toàn bộ tung ra đến. Ninh Tuyết Tùng nhìn xem Ninh Tuyết Ni trong ánh mắt mang theo điểm một chút khát vọng ánh sáng. Về phần Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên, hắn mới thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của Giang Tuấn Thiên, dưới cái nhìn của hắn Giang Tuấn Thiên phải giải quyết Diệp Thần Phong là thừa sức rồi. Hắn lắc lắc đầu, nói ra tiểu tử này quá cuồng vọng, hắn chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Nhưng mà, tại Ninh Tuyết Tùng đám người nói chuyện giữa, hướng về Diệp Thần Phong cánh tay trái vung kiếm Giang Tuấn Thiên, trong lòng của hắn nhưng vô cùng không thoải mái, tại Diệp Thần Phong vung ra nhìn như bình thản một kiếm lúc, trong lòng của hắn có loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, hắn phảng phất là được Diệp Thần Phong chiêu kiếm này cho bao phủ lại rồi, có loại dù như thế nào cũng không tránh thoát hoang đường cảm giác, nhưng Diệp Thần Phong chiêu kiếm này yếu tốc độ không tốc độ, yếu sức mạnh căn bản cũng cảm giác không xuất lực số lượng. Giang Tuấn Thiên một mạch đem nghi ngờ trong lòng bài trừ ra ngoài, trong lòng nói ra, nhất định là ta quá cẩn thận. Giang Tuấn Thiên trường kiếm màu xanh lục trên tuôn ra linh khí nồng nặc, lại thêm nhanh hơn một chút tốc độ, quát lên, tiểu tử, ngươi cho rằng có thể chống đỡ được Giang Tuấn Thiên kiếm sao? Nhất kiếm phá thiên dưới. Tại Diệp Thần Phong trong tay Hắc Huyền kiếm cùng trường kiếm màu xanh lục đụng vào nháy mắt, Hắc Huyền kiếm bên trong ngưng tụ mũi kiếm thông qua trường kiếm màu xanh lục thân kiếm, giống như là thủy triều trào vào Giang Tuấn Thiên cánh tay phải bên trong. Giang Tuấn Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn cảm giác tay phải của mình cánh tay bên trong có nguồn sức mạnh tại bành trướng, cả cánh tay phải trên cánh tay là tráng kiện gân mạch nổi lên, có loại cực hạn căng đau cảm giác, hắn đã không có thời gian suy nghĩ chuyện gì thế này. Hắn điên cuồng muốn áp chế nguồn sức mạnh này, chỉ nghe ầm một tiếng, Giang Tuấn Thiên cả cánh tay phải cánh tay nổ tung ra, ở trong không khí hóa thành vô số huyết vụ. Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn lạnh lẽo nói ra, ngươi không phải là muốn phế tay trái của ta cánh tay sao? Bây giờ là ai phế bỏ ai cánh tay? Chương 1375, thân phận vạch trần. Tiểu tử, ngươi cho rằng có thể chống đỡ được ta Giang Tuấn Thiên kiếm sao? Giang Tuấn Thiên thanh âm phảng phất trả ở bên tai, tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thời điểm. Nhưng kết quả đây, Diệp Thần Phong cái kia nhìn như không có gì lạ một kiếm, dĩ nhiên trực tiếp bạo Giang Tuấn Thiên một cánh tay. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm chiêu? Một bên Ninh Tuyết Tùng, Ninh Tuyết Ni cùng Giang Mạc Thiên đám người, bọn hắn nhưng vẫn là không nhìn ra Diệp Thần Phong vừa vặn một kiếm kia bên trong, đến cùng ẩn hàm dạng gì chỗ kỳ lạ. Tiểu thuyết, lấy hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, cùng thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ cao thủ đang đối mặt chiến, theo lý tới nói Diệp Thần Phong chỉ có bị ngược đãi phần, nhưng hôm nay làm thế nào trái ngược. Giang Tuấn Thiên tại Diệp Thần Phong trước mặt trở nên không chịu được như thế một đòn rồi. Ninh Tuyết Tùng, Ninh Tuyết Ni cùng Giang Mạc Thiên ba người này, bọn hắn nhớ tới vừa vặn của mình đối Diệp Thần Phong cười nhạo. Giờ khắc này xem ra bọn hắn mới dường như chân chính khiêu lương tiểu sử bình thường, bọn hắn trong con ngươi vẻ mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Mà thủy ra tên kia đầu chọc đàn ông trung niên cùng bớt đàn ông trung niên, bọn hắn đang nhìn đến chủ tử của mình Giang Tuấn Thiên trực tiếp được bạo một cánh tay phải cánh tay sau, bọn hắn nụ cười trên mặt đọng lại, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, dưới chân bước chân không khỏi lui về phía sau ba bước nhiều. Cả cánh tay phải cánh tay hóa thành huyết vụ Giang Tuấn Thiên. Trong tay hắn trường kiếm màu xanh lục rơi vào trên mặt đất, cánh tay phải thượng chỗ gãy chân là hiện lên tiên huyết. Giang Tuấn Thiên cả người hoàn toàn ngốc trệ, hắn sững sờ nhìn xem cánh tay phải nơi trống rỗng, từng trận đâm nhói khiến hắn từ từ hồi phục thần trí, trong cổ họng hắn phát ra khàn cả giọng tiếng hô, lập tức đem chỗ gãy chân chảy ra tới tiên huyết cho phong bế. Cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo lên, thân thể nhẹ nhẹ run rẩy. Thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thật khí thế không ngừng tại trên người hắn tăng vọt. Cả cánh tay phải cánh tay trực tiếp không còn. Đối với thiên chi kiêu tử y hệt Giang Tuấn Thiên tới nói, chuyện này quả thật so với giết hắn đều thống khổ. Không còn cánh tay phải Giang Tuấn Thiên, chuyện này ý nghĩa là hắn sau này muốn biến thành một cái người tàn tật. Chuyện này ý nghĩa là chiến lực của hắn đem mức độ lớn hạ thấp, còn có trên người tàn tật sẽ biến thành trong lòng của hắn một cái kết. Rất có khả năng hắn bởi vì cái này khúc mắc, thực lực cả đời cũng không thể có tiến triển cũng nói không chắc. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong Thủy Mộng Hàm,
Người trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy bất khả tư nghị ánh sáng, người thân là thủy gia nhị tiểu thư, người vô cùng rõ ràng Giang Tuấn Thiên sức chiến đấu. Giang Tuấn Thiên tại thủy gia nhưng là nổi danh vượt cấp khiêu chiến thiên tài, cho nên nàng vừa mới sẽ gấp quát bảo ngưng lại Giang Tuấn Thiên dừng tay. Thế nhưng, để Thủy Mộng Hàm tuyệt đối không nghĩ tới chính là, của nàng Diệp Đại Ca không những tại Giang Tuấn Thiên trong tay không ra bất cứ chuyện gì. Trái lại chỉ là thật đơn giản một chiêu, lại là thanh Giang Tuấn Thiên cả cánh tay phải cánh tay phế ngay lập tức. Thủy Mộng Hàm mím môi, cười tự nói, Diệp Đại Ca hắn đến cùng còn ẩn tàng nắm chắc bao nhiêu bài. Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn cũng không nghĩ đến chỉ là cảnh giới tiểu thành nhất kiếm phá thiên dưới, rõ ràng liền có uy lực như vậy. Dù sao hắn mới hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, mà Giang Tuấn Thiên có thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực. Nếu như về sau Diệp Thần Phong đem nhất kiếm phá thiên dưới tu luyện càng thêm thuần thục, hắn có phải hay không có thể một kiếm trực tiếp bạo đối thủ thân thể? Đương nhiên Diệp Thần Phong vậy, vừa vặn một kiếm kia mặc dù có thể thuận lợi như vậy bạo Giang Tuấn Thiên cánh tay phải, là vì xuất kỳ bất ý hiệu quả. Giang Tuấn Thiên căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp Thần Phong Hắc Huyền kiếm bên trong ẩn giấu nhất cổ cường hãn mũi kiếm. Hơn nữa này cỗ mũi kiếm vẫn có thể thông qua hắn trường kiếm màu xanh lục, tràn vào cánh tay của hắn bên trong. Nếu như hắn sớm có phòng bị, đoán chừng hắn hay là vẫn có thể bảo vệ tay phải của mình cánh tay, cũng không đến nỗi làm cho thê thảm như vậy rồi. Biến thành cụt một tay Giang Tuấn Thiên, hắn trong con ngươi đỏ chót một mảnh, ánh mắt khát khao như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Tuy rằng Giang Tuấn Thiên lửa giận trong lòng đốt đốt tới cực điểm, thế nhưng hắn cũng không hề mất lý trí, vừa vặn Diệp Thần Phong một kiếm kia thật là quỷ dị, hơn nữa bây giờ hắn thiếu một cánh tay phải cánh tay, lực chiến đấu của hắn là mức độ lớn giảm xuống. Thế là, Giang Tuấn Thiên đối với Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Mạc Thiên đám người, nói ra chẳng lẽ các người muốn ở bên cạnh vẫn nhìn sao? Tiểu tử này vừa vặn một kiếm kia xác thực phi thường quỷ dị. Nhưng nếu như ta có thể sớm một chút đề phòng lời nói, ta tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, chỉ cần chúng ta tăng cao cảnh giác, các ngươi cho rằng tiểu tử này hội là đối thủ của chúng ta sao? Đúng, Tuấn Thiên thiếu gia nói, để cho chúng ta cùng đi giải quyết xong tiểu tử này. Thủy gia tên kia người đàn ông đầu chọc lập tức đón ý nói hùa nói. Thủy gia một người khác bớt nam nhân cũng lập tức nói ra, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy. Tiểu tử này chỉ có hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, lẽ nào hắn chả thật có thể nghịch thiên rồi sao? Người đàn ông đầu chọc cùng bớt nam nhân bọn hắn phi thường rõ ràng tình thế bây giờ, Thủy Mộng Hàm nhất định phải chết, nếu để cho Thủy Mộng Hàm sống sót rời đi di tích lời nói, như vậy chỉ sợ bọn họ hai cái đem chịu đến Thủy gia mãi mãi không kết thúc truy sát. Này ngu ngốc chiêu thức ngược lại đều là rất có thể đủ dọa người, để cho ta thiếu chút nữa đã quên rồi này ngớ ngẩn mới hợp biển cảnh thực lực. Chúng ta nơi này chính là có ba tên thần niệm cảnh thực lực người, là thời điểm để con này khiêu lương tiểu sửu an tĩnh lại. Ninh Tuyết Tùng bắt đầu thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông rồi. Giang Mạc Thiên trong lòng tuy rằng không muốn cùng Diệp Thần Phong giao chiến, nhưng bọn họ bên này có nhiều người như vậy, này làm cho hắn cũng tiêu trừ trong lòng cuối cùng một tia lo lắng. Nói ra tiểu tử này thật đúng là để cho chúng ta một lần lại một lần lật thuyền trong mương, trên người của hắn kiếm thần nghĩa địa bảo tàng. Ta xem có thể thu được liền thu được, không có thể có được chúng ta liền trực tiếp giết hắn, đừng cho hắn lại có thêm thở dốc cơ hội rồi. Giang Tuấn Thiên, Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Mạc Thiên ba người này, bọn hắn hiện lên tam giác xu thế vây Diệp Thần Phong, về phần những người khác nhưng là tại Giang Tuấn Thiên đám người phía sau, Ninh Tuyết Ni nhìn thấy Diệp Thần Phong một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của nàng, này làm cho trong lòng nàng cũng nín một cỗ khí. Người quát lên, ngớ ngẩn, bổn đại tiểu thư ta ngược lại muốn xem ngươi lần này vẫn có thể lật được nổi bọt nước tới sao. Lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, hắn muốn đối phó một tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên cao thủ, cái này cũng là có chút miễn cưỡng, lập tức được ba tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên cao thủ vây, này làm cho Diệp Thần Phong chỉ có thể mang theo Thủy Mộng Hàm trốn vào sau lưng trong biển lửa rồi. Mà ngay tại lúc này sau, Diệp Thần Phong trong đầu vang lên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, tại những nơi khác ngươi hay là chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn phần, thế nhưng ở nơi này ngươi chính là chúa tể. Ngươi đã đem vạn năm hỏa vẫn từ trong biển lửa đào móc ra rồi, mảnh này biển lửa vốn là vạn năm hỏa vẫn kết quả, bây giờ vạn năm hỏa vẫn không còn, mảnh này biển lửa đã là vật vô chủ rồi,
chỉ cần ngươi đem bên trong đan điền thanh viêm tạm thời bỏ thêm vào đến đảo gia vạn năm hỏa vẫn địa phương, ngươi liền hẳn có thể khống chế mảnh này trong biển lửa hỏa diễm rồi. Dù sao thanh viêm power mặc dù so sánh mảnh này biển lửa yếu, nhưng nó tốt xấu cũng là thiên địa chi hỏa, không còn vạn năm hỏa vẫn kiềm chế sau đó bình thường hỏa diễm đều sẽ thuyết phục ở thiên địa chi hỏa khí tức dưới. Diệp Thần Phong khi nghe đến bóng trắng người Ngô Phong dỗi dành lời nói sau, hắn nơi nào còn có cái gì do dự. Tay trái của hắn đặt ở sau lưng, đem thanh viêm trực tiếp bắn ra tiến vào trong biển lửa, rất nhanh, Diệp Thần Phong liền cảm giác mình có thể khống chế sau lưng biển lửa rồi, đây cũng chính là nói thanh viêm thuận lợi bỏ thêm vào đã đến nguyên bản vạn năm hỏa vẫn địa phương. Tại vừa vặn mất đi thanh viêm, đồng thời thanh viêm vẫn không có bỏ thêm vào đến nguyên bản vạn năm hỏa vẫn giờ địa phương, Diệp Thần Phong phải không đoạn được nhiệt khí bốc hơi, dù sao hắn rời lửa biển vô cùng gần, cho tới trên mặt hắn mặt nạ da người thậm chí có dấu hiệu hòa tan rồi. Diệp Thần Phong cũng cảm thấy trên mặt mặt nạ da người biến hóa, trên mặt hắn mặt nạ da người đã lật lên một góc, chỉnh trương mặt nạ da người một điểm, một chút từ Diệp Thần Phong trên mặt thoát rơi xuống, hắn chân chính dáng dấp hoàn toàn hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên đang nhìn đến Diệp Thần Phong chân thực dáng dấp sau, lông mày của hắn vi vi nhíu chặt, ước chừng đang suy tư 2 giây đồng hồ sau, trên mặt hắn vẻ mặt đại biến, trong miệng không dám tin nói ra, không, không ke nâng, ngươi dĩ nhiên là hạ đẳng vị diện cái kia run dế. Giang Mạc Thiên từng thấy Diệp Thần Phong hình ảnh, đồng thời hắn vẫn muốn đạt được Lâm Hân Di, mà Lâm Hân Di rõ ràng cho thấy yêu thích Diệp Thần Phong, cho nên Giang Mạc Thiên đem Diệp Thần Phong bộ dáng là vững vàng ghi vào trong lòng. Mà đứng tại Giang Mạc Thiên đám người sau lưng Ninh Tuyết Nhi, người đang nhìn đến Diệp Thần Phong chân chính dáng dấp sau, đôi mắt đẹp của nàng trong nháy mắt trừng lớn, ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng khẽ kêu nói, dĩ nhiên là ngươi đổ vô sỉ này. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Chương 1376, Hỏa Diễm Chúa Tể Người. Đi ngang qua toàn bộ viễn cổ thần ma nghĩa địa biển lửa cháy hừng hực. FQ ở đây nhận ra Diệp Thần Phong chân chính diện mạo chỉ có Giang Mạc Thiên cùng Ninh Tuyết Nhi. Giang Mạc Thiên căn bản không có nghĩ đến trước mặt người này dĩ nhiên tựu là hạ đẳng vị diện cái kia run dế. Hắn vẫn là không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy được, hắn nguyên bản cho rằng Diệp Thần Phong con này hạ đẳng vị diện run dế, cố gắng cả đời sức mạnh cũng không khả năng đi tới địa huyền giới, hắn chuyển tay ngón tay là có thể đem Diệp Thần Phong bóp chết được rồi. Nhưng hôm nay Diệp Thần Phong đi tới địa huyền giới, đồng thời vừa vặn trả phế bỏ thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, Giang Tuấn Thiên một cánh tay phải cánh tay, phải biết Giang Mạc Thiên mới thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Giang Tuấn Thiên, mà Diệp Thần Phong lại là lấy loại này cường hãn tư thái, đem chính mình chân thực diện mạo, hiện ra ở Giang Mạc Thiên trước mặt, này làm cho Giang Mạc Thiên làm sao có thể tiếp nhận. Có thể nói Giang Mạc Thiên là trong những người này tâm tình nhất là phiên Giang Đảo Hải một cái, bởi vì hắn biết Diệp Thần Phong là tới từ ở hạ đẳng vị diện, thực lực khẳng định thấp kém đáng thương, mà bây giờ Diệp Thần Phong lại có hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, thậm chí là có cùng thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ cao thủ chiến đấu sức chiến đấu rồi, này làm cho Giang Mạc Thiên trong lòng tự tin hoàn toàn hỏng mất, đây chính là hắn trước đó căn bản không để vào mắt cái kia run dế. Đây chính là hắn sư phụ Tống Xuân Mi nói qua con kia vĩnh viễn cũng không khả năng đi tới địa huyền giới run dế. Mà bây giờ con kiến cỏ này xác xác thật thật đi tới địa huyền giới, hơn nữa còn là lấy cường thế như vậy tư thái, Giang Mạc Thiên thân thể có vẻ hơi căng thẳng, hai bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu. Hàn Băng Tông Ninh Tuyết Tùng đem không kìm chế được nỗi nòng Ninh Tuyết Ni cho ngăn lại, lúc trước Diệp Thần Phong đại náo Hàn Băng Thánh Địa thời điểm, Ninh Tuyết Tùng bởi vì không ở Hàn Băng Tông. Cho nên hắn cũng chưa từng thấy Diệp Thần Phong, hỏi hắn, sư muội, người biết tiểu tử này. Ninh Tuyết Nhi cắn răng nghiến lợi gật gật đầu, được Ninh Tuyết Tùng ngăn lại sau đó người cũng biến thành tỉnh táo một ít, cho dù trước đó Diệp Thần Phong thi triển ra Hàn Băng kiếm ý, người cũng không cho là Diệp Thần Phong chính là thưởng thức miệng nàng người. Dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong thực lực căn bản không nhưng có thể tiến bộ nhanh như vậy. Phải biết lúc trước Ninh Tuyết Nhi gặp phải Diệp Thần Phong thời điểm. Ninh Tuyết Nhi thực lực yếu rất xa cao hơn Diệp Thần Phong, lúc trước Diệp Thần Phong là dựa vào cửu U băng sư cùng tiến hóa sau băng cắn trùng. Mới nghênh ngang rời đi Hàn Băng Tông, cho nên tại Ninh Tuyết Nhi trong lòng, đợi được người lần nữa nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm,
người nhất định có thể dựa vào thực lực của mình để Diệp Thần Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng tưởng tượng vĩnh viễn là tốt đẹp, hiện thực lại vĩnh viễn là tàn khốc, Diệp Thần Phong dường như một thanh lợi kiếm như thế, hoàn toàn vỡ vụn Giang Mạc Thiên cùng Ninh Tuyết Ni cái gọi là tưởng tượng. Tuyết Tùng sư huynh, tên khốn này chính là lúc trước đại náo Hàn Băng Thánh Địa người, hắn trả bêu xấu thanh danh của ta, xuất hiện tại toàn bộ Hàn Băng Tông đều biết ta Ninh Tuyết Ni đã là có nam nhân được rồi. Ninh Tuyết Ni cắn môi quát lên, Ninh Tuyết Tùng thân là Hàn Băng Tông Tông chủ nghĩa tử, hắn đương nhiên cũng hy vọng tương lai có thể trở thành kế tiếp nhiệm Hàn Băng Tông Tông chủ được rồi. Cho nên hắn vẫn đối với Ninh Tuyết Ni có một loại nào đó ý nghĩ, chỉ cần hắn đã nhận được Ninh Tuyết Ni, hắn trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp sự tình liền hầu như có thể trở thành chắc chắn sự tình rồi. Ninh Tuyết Tùng khi nghe đến Ninh Tuyết Ni lời nói sau, trong con ngươi của hắn toát ra phẫn nộ chi hỏa. Vì biểu hiện ra của mình chính nhân quân tử, hắn đến bây giờ liền Ninh Tuyết Ni một đầu ngón tay cũng không có chạm qua đây. Nhưng hôm nay Hàn Băng Tông từ trên xuống dưới đều biết Ninh Tuyết Ni đã có nam nhân, này làm cho Ninh Tuyết Tùng cảm giác vô duyên vô cớ, trên đầu của hắn liền có hơn đỉnh đầu xanh mượt mũ, đây là hắn một mực giấu ở trong lòng một hơi. Trước mắt Ninh Tuyết Tùng cuối cùng là nhìn thấy Diệp Thần Phong nhân vật này rồi, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi ẩn núp thật là đủ sâu, hiện tại ra người của ngươi mặt nạ bóc ra rồi, ta nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này, ta chỉ muốn yếu hung hăng rút tai của ngươi quang. Trở thành cụt một tay Giang Tuấn Thiên, hắn đang nhìn đến Giang Mạc Thiên cùng Ninh Tuyết Tùng đám người biểu hiện sau đó hắn khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, quát lên, tiểu tử, xem tới nơi này đều là cửu nhân của ngươi rồi, ngươi hôm nay là chết chưa hết tội rồi. Giang Mạc Thiên cũng lập tức nói ra, chúng ta còn chờ cái gì? Hôm nay con kiến cỏ này nhất định phải chết. Tại Diệp Thần Phong thân phận thực sự vạch trần sau đó Giang Mạc Thiên đối Diệp Thần Phong sát ý là đột nhiên kéo lên. Hắn biết chính mình một người hay là không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, nhưng hắn bên này thắng ở nhân số tương đối nhiều, hơn nữa Diệp Thần Phong cũng mới chỉ là hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong Thủy Mộng Hàm, nhà đầu này đang nhìn đến Diệp Thần Phong chân chính dáng dấp sau, đôi mắt đẹp của nàng hơi ngẩn ngơ, nguyên bản mang theo mặt nạ ra người Diệp Thần Phong, có thể nói chính là một cái da thịt trắng nõn gia tộc thiếu gia. Nhưng Diệp Thần Phong chân thực khuôn mặt lại là đường viền rõ ràng, ngũ quan tỷ lệ cũng vô cùng hoàn mỹ, quan trọng nhất là thiếu một bôi nhu khí, nhiều hơn một chút dương cương, nam nhân như vậy mới càng thêm hấp dẫn nữ nhân. Bất quá, Thủy Mộng Hàm cũng biết bây giờ không phải là thưởng thức người Diệp đại ca tướng mạo thời điểm, nàng nhìn đem Diệp Thần Phong vây lại Giang Tuấn Thiên, Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Mạc Thiên, trong lòng nàng hết sức lo lắng, nhưng nàng biết hiện tại cũng không phải khiến Diệp Thần Phong phân tâm thời điểm. Cho nên nàng chỉ có thể đứng sau lưng Diệp Thần Phong làm gấp. Bởi vì thanh viêm quan hệ, Diệp Thần Phong tại cảm giác được mình và sau lưng mảng lớn biển lửa trong lúc đó có liên hệ, sau đó trên mặt hắn là không hề vẻ lo âu, ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn Ninh Tuyết Tùng, hỏi, ngươi muốn hung hăng rút tai của ta quang. Chưa kịp Ninh Tuyết Tùng trả lời, chỉ thấy Diệp Thần Phong đem Hắc Huyền kiếm thả lại sau lưng của mình bên trên, tay phải hướng về biển lửa vừa kéo, một đạo cực kỳ nóng rực ngọn lửa màu đỏ ở trong không khí tạo thành một đầu dài cây roi, Diệp Thần Phong tay phải hướng về Ninh Tuyết Tùng vung một cái, này roi dài liền hướng Ninh Tuyết Tùng gò má quất tới. Giang Tuấn Thiên cùng Giang Mạc Thiên cảm giác ra ngọn lửa này đáng sợ, tại hỏa diễm hình thành roi dài rút tới trong nháy mắt, bọn hắn lập tức tránh qua một khoảng cách nhỏ, mà roi dài là hướng về Ninh Tuyết Tùng quất tới, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lại tăng thêm hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại đột nhiên chủ động công kích. Hắn liền tránh né thời gian cũng không có. Ninh Tuyết Tùng vừa định yếu duỗi ra hai tay đến ngăn hạ lửa diễm roi dài, chỉ thấy hỏa diễm roi dài ở trong không khí thay đổi một phương hướng, vòng qua Ninh Tuyết Tùng cánh tay, đùng. Một tiếng, trực tiếp đánh vào ở Ninh Tuyết Tùng trên gương mặt. A hát! Ninh Tuyết Tùng trong cổ họng phát ra một tiếng thê thảm kêu gào, chỉ thấy hắn bị ngọn lửa roi dài rút trúng má phải gò má. Cả khối má phải gò má ra thịt cùng bắp thịt trực tiếp được đốt cháy sạch sẽ, máu rầm rề hiện ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Ninh Tuyết Tùng bưng bên phải của chính mình gò má, trên gương mặt là cực gây nên lửa nóng đau đớn, thậm chí mắt phải của hắn cũng trực tiếp bị ngọn lửa roi dài cũng đốt cháy mù. Mặt của ngươi làm sao căn bản không chịu nổi rút, mới quất một cái, ngươi liền biến thành bộ này đạo đức. Ngươi muốn ta làm sao lại hung hăng quất ngươi? Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai nói ra. Tuyết Tùng sư huynh,
Ninh Tuyết Nhi cái thứ nhất đi tới Ninh Tuyết Tùng bên cạnh, hướng về phía Giang Tuấn Thiên cùng Giang Mạc Thiên, quát lên, các ngươi còn dự định ngốc đứng tại chỗ sao? Chẳng lẽ muốn để này khốn nạn từng cái giết chúng ta? Tại Ninh Tuyết Nhi dứt tiếng sau, Giang Tuấn Thiên tay trái một lần nữa nhặt lên vừa vặn thanh này trường kiếm màu xanh lục, về phần Giang Mạc Thiên, Thủy Gia hai tên đệ tử, Âm Minh Tông hai tên đệ tử, cùng với Hàn Băng Tông bốn tên đệ tử, bọn hắn cũng dồn dập lấy ra vũ khí của mình. Này ba môn phái những đệ tử khác đều tại hợp biển cảnh tam trọng thiên đến ngũ trọng thiên trong lúc đó. Má phải gò má trở nên e sợ vô cùng Ninh Tuyết Tùng, hắn tại cố nén cực hạn thống khổ, hắn hướng về phía Diệp Thần Phong quát, tiểu tử, ta muốn cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà Diệp Thần Phong hai tay bỗng nhiên hướng về mảng lớn biển lửa vừa kéo, toàn bộ biển lửa bắt đầu trở nên xuẩn xuẩn dục động, vô số ngọn lửa màu đỏ từ trong biển lửa trốn ra, như giống như từng cái hỏa long một loại, quay chung quanh ở Diệp Thần Phong thân thể bốn phía, hắn hoàn toàn bị hỏa diễm cho bao trùm rồi. Diệp Thần Phong trong con ngươi tránh qua hai đạo hỏa quang, giơ tay cử túc giữa đều tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng, hắn liếc mắt nhìn Giang Mạc Thiên, lãnh đạm mà hỏi, ngươi nói giữa chúng ta, ai mới là run rế? Diệp Thần Phong ngược lại vừa liếc nhìn Ninh Tuyết Tùng, vừa vặn ngươi nói yếu đánh mạnh đánh tai của ta quang, mà kết quả đây. Ngươi làm được sao? Diệp Thần Phong tiếp lấy lại nhìn một cái Giang Tuấn Thiên, xem ra các ngươi là thật sự muốn để ta đưa các ngươi lên đường. Diệp Thần Phong vai vi vi run lên, oanh. Một tiếng, tám cái hỏa diễm cự long phóng lên trời, tình cảnh là cực kỳ đồ sộ. Diệp Thần Phong trung khí mười phần nói, ở nơi này ta Diệp Thần Phong mới là người thống trị, các ngươi liền cái không bằng cái dám. Chương 1377, chật vật mà chạy. Giữa không trung tám cái hỏa diễm cự long phảng phất đang gầm thét. Diệp Thần Phong sau lưng mảnh kia biển lửa không ngừng sôi trào, từng đạo ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng từ trong biển lửa trốn ra, như hoạt bát hiếu động tinh linh bình thường tại Diệp Thần Phong quanh thân nhảy lên. Cái kia toàn bộ đi ngang qua viễn cổ thần ma nghĩa địa biển lửa, giống như một đầu to lớn bò sát sinh vật nhuyễn chuyển động, hẳn là thanh viêm sức mạnh có hạn, Diệp Thần Phong cũng không cách nào lập tức khống chế toàn bộ biển lửa, hắn chỉ có thể tinh chuẩn khống chế từ trong biển lửa xông tới hỏa diễm, bất quá, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói đã phi thường vậy là đủ rồi. Trong biển lửa thoát ra hỏa diễm không có một khắc đình chỉ qua, Diệp Thần Phong giống như là biến thành một khối nam châm. Đối trong biển lửa ngọn lửa màu đỏ có to lớn sức hút, rất nhanh, khu vực này không khí cũng càng ngày càng nóng rực rồi, hút vào trong phổi có một loại cực kỳ khó chịu thiêu đốt cảm giác. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong cách đó không xa Thủy Mộng Hàm, bốn phía hỏa diễm đều cố ý tránh được người, đây cũng là Diệp Thần Phong gây nên, người đang nhìn đến Diệp Thần Phong quanh thân hỏa diễm múa tung hình ảnh sau, người mấp máy đôi môi khô khốc, một đôi mắt đẹp bên trong là dị thải liên tục, tự nói, Diệp đại ca. Diệp đại ca đây là. Hắn lại có thể khống chế mảnh này trong biển lửa hỏa diễm. Diệp Thần Phong cánh tay phải thật cao nhấc lên, hướng về Giang Tuấn Thiên đám người vung lên, giữa bầu trời tám cái hỏa diễm cự long, đột nhiên một cái lao xuống, nhanh chóng hướng về Giang Tuấn Thiên đám người Tịch Quyển Nhi đi rồi. Giang Tuấn Thiên cùng Giang Mạc Thiên các loại người thật giống như trong nháy mắt mất đi năng lực suy tính, ngược lại là Hàn Băng Tông con gái của Tông chủ Ninh Tuyết Nhi. Trên ngón tay của nàng chữ vật giới chỉ lóe lên, một khối màu trắng tấm gương xuất hiện tại trong tay nàng, người lập tức quát lên, tất cả mọi người lại đây, nhanh chóng đều sẽ trong cơ thể linh khí truyền vào cái gương này bên trong, bằng không chúng ta đều sẽ mất mạng. Khối này hình vuông tấm gương tên là băng lăng kính, nghe nói là dùng một loại vạn năm sẽ không hòa tan khối băng chế tạo. Lại tăng thêm một ít còn lại phụ trợ tài liệu, khối này băng lăng kính nghiễm nhưng đã là một kiện phòng ngự hệ trung phẩm linh khí rồi. Ninh Tuyết Nhi thân là Hàn Băng Tông con gái của Tông chủ, trên người nàng pháp bảo tự nhiên muốn hơn một chút, người chung quanh khi nghe đến Ninh Tuyết Nhi lời nói sau, Ninh Tuyết Tùng cái thứ nhất đem linh khí truyền vào băng lăng trong gương. Những người còn lại hầu như cũng không chút do dự nào, toàn bộ đem trong cơ thể linh khí truyền vào băng lăng trong gương, bọn hắn có thể nhìn ra này băng lăng kính tối thiểu nhất là trung phẩm linh khí rồi. Từ giữa không trung đáp xuống tám cái hỏa diễm cự long, cơ hồ đã yếu đến Giang Tuấn Thiên đám người trước mặt, mà ở Giang Tuấn Thiên đám người toàn bộ đem linh khí truyền vào băng lăng trong gương sau đó cả khối băng lăng kính bạch quang đại thịnh. Nguyên bản chỉ có hai bàn tay lớn nhỏ băng lăng kính, trong nháy mắt trướng lớn lên, thanh Giang Tuấn Thiên đám người chắn mặt sau. Ầm, một tiếng vang thật lớn,
8 cái hỏa diễm cự long đột nhiên hướng đánh vào băng lăng kính bên trên, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt băng lăng kính mặt ngoài, trốn ở băng lăng kính phía sau Giang Tuấn Thiên đám người, cho dù có băng lăng kính cách trở. Bọn hắn vẫn có thể cảm giác được nóng rực vô cùng nhiệt độ. 8 cái hỏa diễm cự long thiêu đốt nửa phút sau đó mới từ từ tiêu tán. Két, 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 két. Tại 8 cái hỏa diễm cự long tản đi thời điểm, chỉ nghe băng lăng kính bên trên truyền ra tế vi tiếng vang, tiếp lấy, băng lăng kính trên mặt kính xuất hiện từng cái vết nứt, ầm. Một tiếng, chỉnh mặt to lớn băng lăng kính trong nháy mắt ở trong không khí hóa thành bột phấn. Giang Tuấn Thiên, Ninh Tuyết Tùng, Giang Mạc Thiên cùng Ninh Tuyết Ni đám người. Tại băng lăng kính vỡ vụn sau đó tầm mắt của bọn họ lần nữa nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Diệp Thần Phong, bọn hắn trong đầu tư duy đã có chút tắc rồi. Này băng lăng kính nhưng là trung phẩm linh khí AH, hơn nữa là tập hợp bọn hắn tất cả mọi người sức mạnh sử dụng này băng lăng kính, bọn hắn tuy rằng đã ngăn được Diệp Thần Phong vừa vặn một đòn, thế nhưng băng lăng kính rõ ràng trực tiếp hóa thành bột phấn. Nếu như vừa vặn không có băng lăng kính ngăn cản, lại hoặc là nói là truyền vào băng lăng trong gương linh khí ít một chút, bọn hắn rất có thể đã bị 8 cái hỏa diễm cự long đốt cháy thành cho bụi rồi, này để cho bọn họ từng cái trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Chu vi được ngọn lửa màu đỏ lượn lờ Diệp Thần Phong. Hắn không tiếp tục nói nhiều lời, vừa sải bước xuất, bóng người trong nháy mắt hướng về Giang Tuấn Thiên đám người lướt đi tới. Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên sầm mặt lại nói ra, nơi đây không thích hợp ở lâu, tiểu tử này có thể khống chế nơi này hỏa diễm. Ở nơi này cùng hắn chiến đấu, đối chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Trong những người này thực lực mạnh nhất Giang Tuấn Thiên, Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Mạc Thiên. Bọn hắn trước tiên tránh ra rồi, đương nhiên Ninh Tuyết Tùng đang nháy mở thời điểm, hắn không có quên mang theo Ninh Tuyết Ni đồng thời. Mà những người khác phản ứng nhưng là so sánh chậm, bọn hắn thậm chí là hai chân đã tại run run, Diệp Thần Phong ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào thủy gia người đàn ông đầu chọc cùng bớt trên thân nam nhân, vừa nãy hai người này kêu gào cũng thật lợi hại, Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại người đàn ông đầu chọc cùng bớt trước mặt nam nhân, hai con được ngọn lửa màu đỏ quay chung quanh thủ trưởng. Đột nhiên giữ ở hai người kia cổ, này cổ hai người tại dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ hòa tan vào. Chỉ là trong chớp mắt công phu, này cổ hai người cũng đã toàn bộ đã hòa tan, mắt mở thật to, đầu lăn đã rơi vào trên mặt đất. Tại người đàn ông đầu chọc cùng bớt nam người sau khi chết, hai người bọn họ trong cơ thể một phần năng lượng trào vào Diệp Thần Phong trong cơ thể, một bộ phận khác năng lượng nhưng là vẫn cứ hướng về giữa bầu trời tản đi rồi. Bởi vì có người đàn ông đầu chọc cùng bớt nam nhân kéo dài, này làm cho Giang Tuấn Thiên đám người ngược lại là thở ra một hơi, Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh hai tên Âm Minh Tông đệ tử, tại tất cả mọi người không tưởng tượng được dưới tình huống, bàn tay của hắn trực tiếp đập nát hai người này thiên linh cái, này trong cơ thể hai người một phần năng lượng cũng trào vào trong cơ thể hắn, hắn trên miệng nói ra, bọn hắn khẳng định sẽ chết tại đây tiểu tử trong tay, không thể vô cớ làm lợi tiểu tử này. Ninh Tuyết Tùng đang nhìn đến Giang Mạc Thiên hành vi sau đó hắn hầu như một giây sau, hắn cũng đúng bốn tên Hàn Băng Tông đệ tử động thủ, đang giải quyết bốn tên Hàn Băng Tông đệ tử sau, bốn người này trong cơ thể một phần năng lượng cũng trào vào Ninh Tuyết Tùng trong cơ thể. Ninh Tuyết Tùng nhìn xem một bên đang muốn vặn hỏi Ninh Tuyết Ni, hắn lập tức nói ra, Tuyết Ni, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta nhanh chóng rời đi trước. Nói xong. Ninh Tuyết Tùng từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai tấm tật phong phù, phù sư trên đất huyền giới so với luyện dược sư cùng luyện khí sư càng thêm hy hữu. Bất quá, thân là đại tông môn bên trong đệ tử, phải lấy được một ít bùa chú vẫn có con đường. Này tật phong phù một khi dán đang tu luyện người trên người, đồng thời lấy linh khí để kích thích, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường người tu luyện tốc độ. Tại Ninh Tuyết Tùng lấy ra tật phong phù thời điểm. Giang Mạc Thiên cùng Giang Tuấn Thiên cũng phân biệt lấy ra tật phong phù, trên người bọn hắn đại thể cũng chỉ có một hai chương phù lục mà thôi, này tật phong phù trên đất huyền giới là dễ dàng nhất thu vào tay, bất quá, cho dù là dễ dàng nhất thu vào tay, tại Giang Tuấn Thiên các loại trong mắt người cũng đã là phi thường quý báu đồ vật. Ban đầu ở mảnh kia trong mộ địa thời điểm, Giang Tuấn Thiên đám người sở dĩ không có sử dụng tật phong phù tăng nhanh tốc độ đào tẩu, là vì du hồn đem bọn hắn vây lại rồi. Liền coi như bọn họ tăng nhanh tốc độ cũng hầu như không có một chút tác dụng nào, cho nên lúc ấy bọn hắn mới không có sử dụng tật phong phù, lần sau này tật phong phù tăng nhanh tốc độ cũng cực kỳ có hạn. Ninh Tuyết Tùng là cái thứ nhất lấy ra hai tấm tật phong phù,
hắn tại lấy ra tật phong phù sau, hắn liền dẫn đầu mang theo Ninh Tuyết Nhi hướng về nơi xa lao đi rồi. Giang Mạc Thiên là cái thứ hai lấy ra tật phong phù đào tẩu, bởi vì Giang Tuấn Thiên tay phải không còn, cho nên tốc độ của hắn so với những người khác đều chậm hơn một chút. Diệp Thần Phong đang giải quyết hai tên thủy gia đệ tử sau, Ninh Tuyết Tùng đám người đã hướng về nơi xa lao đi rồi, hắn nhìn xem rơi vào phía sau nhất Giang Tuấn Thiên, tay phải của hắn vung lên, một cái hỏa diễm hình thành hỏa xà, xíu. Một tiếng, hướng về Giang Tuấn Thiên bắn ra, Giang Tuấn Thiên thân thể vi vi một bên, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một đòn chí mạng, bất quá, này hỏa xà lại là công kích ở Giang Tuấn Thiên trên cánh tay trái. Hắn toàn bộ cánh tay trái cũng trong nháy mắt biến thành cho tàn, bất quá, Giang Tuấn Thiên không để ý tới kêu gào được rồi, hắn mặc cho tay trái vai chỗ gãy chân chảy ra tiên huyết, bóng người tốc độ không giảm tiếp tục lao tới phía trước. Nói đến tốc độ, bây giờ Diệp Thần Phong vẫn đúng là không sánh được Ninh Tuyết Tùng đám người, bất quá, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Ninh Tuyết Tùng đám người trốn, hắn nhìn chằm chằm phía sau mảnh kia cháy hừng hực biển lửa, hai tay của hắn hướng về biển lửa vừa nhấc, miệng quát khởi. Trong biển lửa một đám lớn hỏa diễm chuyển động loạn lên chỉ chốc lát sau, trong nháy mắt thoát ly biển lửa, Diệp Thần Phong đối với Thủy Mộng Hàm, nói ra, Mộng Hàm, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi. Diệp Thần Phong thân ảnh hướng về Giang Tuấn Thiên đám người đuổi theo rồi, mà cái kia một đám lớn thoát ly biển lửa hỏa diễm, là theo sát ở Diệp Thần Phong phía sau, giống như một đầu lớn vô cùng đuôi như thế. Chương 1378, một cái giấm cũng không dám thả. Tại Diệp Thần Phong kéo lấy một đám lớn ngọn lửa màu đỏ truy đuổi Giang Tuấn Thiên đám người thời điểm. Tại khoảng cách đi ngang qua viễn cổ thần ma nghĩa địa mảnh kia biển lửa xa xa một địa phương, có bốn lao người bóng đang ngồi ở mấy khối đá lớn thượng nghỉ ngơi, bốn người này là một nam ba nữ, trong đó ba tên nữ nhân rõ ràng là Vạn Nguyệt Các Tô Băng Xoáy cùng hai gã khác nữ đệ tử. Về phần duy nhất tên kia nam nhân, hắn và Tô Băng Xoáy không sai biệt lắm tuổi. Hắn chính là Vạn Nguyệt Các một người khác người dẫn đầu Lương Tả Ý, thực lực tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Tô Băng Xoáy mang theo hai tên Vạn Nguyệt Các nữ tử cùng Diệp Thần Phong phân biệt sau đó cũng không lâu lắm nàng liền gặp Lương Tả Ý. Này Lương Tả Ý tuy rằng cũng đã giết một số người, nhưng là đối với thần niệm cảnh cao thủ tới nói, hợp biển cảnh người tu luyện trong cơ thể năng lượng không thỏa mãn được bọn họ, trừ phi bọn hắn hấp thu rất nhiều hợp biển cảnh cao thủ năng lượng, lúc này mới có thể đạt được đột phá. Vạn Nguyệt Các trên đất huyền giới chính là tứ phẩm tông môn, cái này tông môn cực kỳ đặc thù, có hai vị tông chủ, hai vị này tông chủ là vợ chồng, nam tông chủ phụ trách quản lý nam đệ tử, nữ tông chủ phụ trách quản lý nữ đệ tử. Này Lương Tả Ý dáng dấp ngược lại không kém, trên mặt tổng là mang theo một bộ cao ngạo vẻ mặt, này làm cho hai gã khác nữ đệ tử đối Lương Tả Ý là mọi cách lấy lòng, có thể nói Lương Tả Ý thật là nhiều Vạn Nguyệt Các nữ đệ tử trong lòng lý tưởng đối tượng. Cái này hai tên Vạn Nguyệt Các nữ đệ tử tướng mạo chỉ có thể coi như là bình thường, vóc dáng hơi cao tên là Hàn Đông Mai, vóc dáng hơi lùn tên là Dương Hiểu Xuân, hai người bọn họ thực lực tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên. Hàn Đông Mai cùng Dương Hiểu Xuân trong lòng nhưng là ghi nhớ mối hận Diệp Thần Phong đây. Dù sao ở mảnh này trong mộ địa thời điểm Diệp Thần Phong chỉ đem Tô Băng Xoáy ôm vào trong ngực bảo vệ, lần sau Diệp Thần Phong đã lấy được kiếm thần nghĩa địa bảo tàng. Này để hai người bọn họ đem Diệp Thần Phong sự tình toàn bộ một mạch nói cho Lương Tả Ý. Mà Tô Băng Xoáy đối với Hàn Đông Mai cùng Dương Hiểu động tình cách làm phi thường phản cảm, người đối mặt Lương Tả Ý thời điểm không có thay đổi chút nào, người có thể không cần đi lấy lòng này Lương Tả Ý. Người cũng đúng Lương Tả Ý một chút ý tứ cũng không có. Lương Tả Ý đang nghe Hàn Đông Mai cùng Dương Hiểu động tình lời nói sau. Khóe miệng hắn khinh thường nói, các ngươi nói tiểu tử kia đã nhận được kiếm thần nghĩa địa bảo tàng. Nếu để cho ta gặp phải tiểu tử kia, như vậy ta nhất định muốn cho hắn ngoan ngoãn đem bảo tàng giao ra đây, sau đó đem tiểu tử kia giao cho các ngươi hai cái xử trí. Lương sư huynh, ta liền ngươi tốt nhất rồi. Lương sư huynh, ngươi có mệt hay không? Ta cho ngươi nắm nắn bả vai chứ. Hàn Đông Mai cùng Dương Hiểu Xuân hung hăng đối với Lương Tả Ý làm nũng. Mà ngồi ở một bên Tô Băng Xoáy, người trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng. Quát lên, Hàn Đông Mai, Dương Hiểu Xuân, các ngươi lẽ nào muốn làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình tới sao? Nếu không có hắn xuất thủ cứu chúng ta, hai người các ngươi vẫn có thể sống đến bây giờ sao? Hàn Đông Mai cùng Dương Hiểu Xuân bây giờ gặp Lương Tả Ý.
Các nàng không cần ở cạnh Tô Băng Xoáy rồi, cúi đầu tiếp tục cho Lương Tả Ý nắn bả vai, căn bản không có để ý tới Tô Băng Xoáy ý tứ. Lương Tả Ý cười nói, Tô sư muội, cần phải giận đến như vậy sao? Nếu để cho ta gặp phải tiểu tử kia, như vậy trên người hắn kiếm thần nghĩa địa bảo tàng ta là chắc chắn phải có được. Tô sư muội như thế không hy vọng tiểu tử kia chết, chúng ta có thể tốt thương lượng một chút mà. Lương Tả Ý ánh mắt tại Tô Băng Xoáy ngực một trận ngắm loạn. Tô Băng Xoáy sắc mặt trở nên càng thêm lạnh như băng, quát lên, Lương Tả Ý, ngươi đừng tưởng rằng ta Tô Băng Xoáy sợ ngươi rồi, yếu là hai chúng ta động thủ, ta cũng không nhất định sẽ thua bởi ngươi. Ngươi, chính lúc Lương Tả Ý trong lòng bay lên lửa giận thời điểm, chỉ thấy có bốn bóng người từ trước mặt bọn họ nhanh chóng lướt qua, Lương Tả Ý nhìn rõ ràng này bốn bóng người dáng dấp. Hắn không khỏi nói ra, bọn hắn không phải Hàn Băng Tông Ninh Tuyết Tùng, Ninh Tuyết Nhi, Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên cùng Thủy Gia Giang Tuấn Thiên sao? Vừa vặn ta không hoa mắt chứ, thật giống Giang Tuấn Thiên hai cánh tay cũng bị mất, chẳng lẽ là có người ở đuổi giết bọn hắn? Này không ke nương a hát, Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Tuấn Thiên thực lực, liền ngay cả ta cũng chưa chắc chiến đã thắng được, bọn hắn liên hợp lại hẳn là sẽ không e ngại bất luận người nào rồi. Tại Lương Tả Ý tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, chỉ thấy lại có một bóng người tại chiều bên này lướt đã tới, Diệp Thần Phong dáng dấp tuy rằng cải biến, nhưng sau lưng của hắn hắc huyền kiếm nhưng là của hắn tiêu chí, Hàn Đông Mai cùng Dương Hiểu Xuân chỉ vào hướng về bên này lướt tới Diệp Thần Phong, nói ra, Lương Sư Huynh, chính là cái này tiểu tử, hắn chính là đạt được kiếm thần nghĩa địa bảo tàng người. Nằm ở nhanh chóng đi tới bên trong Diệp Thần Phong, phía sau hắn là hỏa diễm ngập trời. Phàm là địa phương hắn đi qua đều bị đốt thành tiêu màu đen, cái nương là cách này mảnh biển lửa càng ngày càng xa, hắn và Thanh Viêm liên hệ cũng càng ngày càng bạc nhược rồi, hắn có loại yếu không cách nào khống chế phía sau hỏa diễm ngập trời cảm giác. Diệp Thần Phong nhìn xem không ngừng đi xa Giang Tuấn Thiên đám người, hắn mình không thể đủ lại đuổi theo rồi, nếu như hỏa diễm mất khống chế, chính hắn cũng phải xong đời, dù sao phải giải quyết Giang Tuấn Thiên đám người cơ hội trả rất nhiều. Khi hắn chuẩn bị yếu trở về thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy Tô Băng Xoáy đám người bóng người, quan trọng nhất là hắn nhìn thấy Hàn Đông Mai cùng Dương Hiểu Xuân, hai nữ nhân này trước đó nhưng là đối với hắn sinh ra sát ý, thậm chí là muốn rượt dây Tô Băng Xoáy giết hắn. Sau đó đưa hắn từ kiếm thần trong mộ địa có được đồ vật gì đó đi gấp qua. Lúc trước Diệp Thần Phong là không có năng lực giết hai cô gái này, hắn cho dù lúc ấy động thủ, Tô Băng Xoáy cũng sẽ ngăn cản. Mà xuất hiện sau lưng hắn có này hỏa diễm ngập trời, hắn là thời điểm đem hai cái này ngớ ngẩn nữ nhân đưa lên đường. Diệp Thần Phong bóng người nhanh chóng hướng về Tô Băng Xoáy đám người lướt đi tới, sau lưng hỏa diễm ngập trời phảng phất đem thiên đô chiếu đỏ lên. Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý bọn người ở tại nhìn thấy Diệp Thần Phong hướng về bên này lướt đến đây thời điểm, bọn hắn trong con ngươi vẻ mặt không hề giống nhau, bất quá. Bọn hắn đều có thể cảm giác được Diệp Thần Phong phía sau hỏa diễm không bình thường, bọn hắn hiện tại cũng đại khái đoán được, là ai này trâu bò truy sát Giang Tuấn Thiên đám người. Tại Diệp Thần Phong đi tới Tô Băng Xoáy đám người trước mặt thời điểm, bốn phía nhiệt độ trong chớp mắt được đưa lên, còn không có đợi Tô Băng Xoáy mở miệng nói chuyện, Diệp Thần Phong cánh tay khẽ động, phía sau hắn hỏa diễm ngập trời liền biến thành từng cái hỏa xà, khi hắn quanh thân du động. Diệp Thần Phong tay phải ngón tay búng một cái, hai cái hỏa xà liền hướng Hàn Đông Mai cùng Dương Hiểu Xuân bay đi rồi, hai nữ nhân này hoảng sợ mắt trợn tròn, miệng quát, Lương Sư Huynh, cứu chúng ta, cứu chúng ta. Lương Tả Ý cảm giác được ngọn lửa này nhiệt độ sau, lại nhớ tới vừa vặn Giang Tuấn Thiên đám người chật vật đào tẩu hình ảnh, hắn nơi nào còn dám vào lúc này nói chuyện. Trên mặt thần sắc kiêu ngạo đã sớm biến mất không còn chút nào. Đây chính là Hàn Đông Mai các nàng nói tên tiểu tử kia. Cái kia có thể thiện tay giải quyết tiểu tử. Tiểu tử này rõ ràng chính là một ác ma, một cái hỏa diễm ác ma. Xì xì, xì xì, hai tiếng. Hàn Đông Mai cùng Dương Hiểu động tình thân thể trong nháy mắt được hỏa xà đốt cháy thành tro. Hai người bọn họ trong cơ thể một phần năng lượng lần thứ hai trào vào Diệp Thần Phong trong cơ thể. Diệp Thần Phong vi vi nhún nhún vai. Giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh, hắn xem cùng Tô Băng Xoáy, nói ra chúng ta lại gặp mặt. Tô Băng Xoáy chậm trì hoãn thần, mới mở miệng nói, ngươi làm sao có thể giết các nàng. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, hai người bọn họ rời đi nghĩa địa thời điểm, liền đối với ta sinh ra sát ý,
lẽ nào các nàng đã quên là vì ai mới có thể sống từ trong mộ địa đi ra sao? Loại này người vong ân phụ nghĩa còn có sống trên thế giới này cần phải sao? Tô Băng Xoáy Diệp Thần Phong nói sự thực, liền ngay cả vừa vặn Hàn Đông Mai các nàng chả đang thảo luận đối phó Diệp Thần Phong sự tình đây. Thế là, người tại khẽ thở một hơi, sau đó người liền không nói gì nữa. Diệp Thần Phong lại đưa mắt nhìn sang Lương Tả Ý, nói ra, người cũng là Vạn Nguyệt các người chứ. Vừa vặn nhìn ngươi cùng hai nữ nhân này rất thân cận, ngươi đối với cách làm của ta có ý kiến gì không? Lương Tả Ý được Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm, sau đó thân thể của hắn run lên một cái, nhìn xem đi lại ở Diệp Thần Phong bốn phía từng cái hỏa xà. Hắn vội vàng nói, ta không ý kiến, ta không ý kiến, các nàng chết rồi đáng đời, các nàng chết rồi đáng đời. Diệp Thần Phong hướng về Lương Tả Ý đến gần một bước, này làm cho Lương Tả Ý trong lòng cả kinh. Trực tiếp đặt mông co quắp ngồi ở trên mặt đất, Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, hai nữ nhân kia xác thực đáng chết, bất quá, ngươi chả thật không phải một người đàn ông. Lương Tả Ý gò má là lúc xanh lúc đỏ, cảm thụ Diệp Thần Phong chu vi từng cái hỏa xà nhiệt độ, hắn đã quên đi rồi vừa vặn của mình kia phen nói ẩu nói tả lời nói, hắn giờ khắc này ở Diệp Thần Phong trước mặt là liền một cái dám cũng không dám thả. Chương 1379, lấy ra bản mệnh tinh huyết. Nguyên trước khi đến người mang mặt nạ ra người, đây mới là người chân chính dáng vẻ, người vừa vặn là đang đuổi giết Giang Tuấn Thiên bọn hắn sao? Tại Diệp Thần Phong chu vi du tẩu từng cái hỏa xà, làm cho Tô Băng Xoáy trắng nõn trên trán toát ra mồ hôi lấm tấm, người cũng không suy nghĩ thêm nữa, Hàn Đông Mai cùng Dương Hiểu động tình chết rồi, dù sao người có của mình một bộ nguyên tắc. Dưới cái nhìn của nàng đích thật là Hàn Đông Mai cùng Dương Hiểu Xuân hai nữ nhân này vong ân phụ nghĩa phía trước. Diệp Thần Phong đối Tô Băng Xoáy vẫn là rất có hảo cảm, hắn thuận miệng hồi đáp, đáng tiếc Giang Tuấn Thiên bọn hắn chạy trốn quá nhanh rồi, bọn hắn dĩ nhiên cũng có thể từ mảnh kia trong mộ địa sống sót mà đi ra ngoài, hôm nay bỏ lỡ giải quyết bọn hắn một cái cơ hội tốt ha hát. Diệp Thần Phong bên trong thân thể hấp thu thủy ra người đàn ông đầu chọc cùng bớt nam nhân. Cùng với Vạn Nguyệt các Hàn Đông Mai cùng Dương Hiểu động tình một phần năng lượng, trước mắt những năng lượng này đang tại Diệp Thần Phong trong gân mạch lẩn trốn, Diệp Thần Phong tạm thời đem những năng lượng này cho áp chế xuống. Tô Băng Xoáy một mặt tò mò nhìn Diệp Thần Phong, tuy rằng người đã đoán được là Diệp Thần Phong đang đuổi giết Giang Tuấn Thiên đám người, nhưng là từ Diệp Thần Phong trong miệng xác nhận sau đó Tô Băng Xoáy trong lòng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Diệp Thần Phong rõ ràng chỉ có hợp biển cảnh thực lực. Lại có thể cường hãn truy sát ba tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên cao thủ, trước đó ở mảnh này tràn ngập du hồn nghĩa địa lúc, lại là Diệp Thần Phong trên người đột nhiên phóng ra hào quang bảy màu, Tô Băng Xoáy thật sự muốn biết tại Diệp Thần Phong trên người đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thứ. Một bên co quắp ngồi dưới đất Lương Tả Ý, thực lực của hắn tốt xấu cũng có thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, tại hơi chút trì hoãn qua một chút thần sau đó hắn mới cảm giác mình vừa vặn biểu hiện quá mất mặt rồi. Hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, thậm chí mơ hồ có một tia sát ý sinh ra. Diệp Thần Phong cảm giác từ trước đến giờ là phi thường bén nhạy, tại Lương Tả Ý đối với hắn sản sinh một tia sát ý thời điểm, hắn tùy ý nhún nhún vai. Ánh mắt lần nữa như ngừng lại Lương Tả Ý trên người, bàn tay ở xung quanh từng cái hỏa xà thượng nhẹ nhàng lướt qua, có nhiều ý vị nói, ngươi vừa vặn là không phải là muốn giết ta. Ngươi không cần ở trước mặt ta phủ nhận, ta từ trước đến giờ đối với mình cảm giác làm có tự tin. Khi nghe đến Diệp Thần Phong câu nói này sau, Lương Tả Ý cũng muốn kiên cường một hồi, nhưng Diệp Thần Phong chu vi từng cái hỏa xà, thật sự là để hắn không có cái này dũng khí. Hắn biết chỉ cần Diệp Thần Phong một ý nghĩ, những này hỏa xà là có thể trong nháy mắt đưa hắn đốt cháy thành cho bụi. Lương Tả Ý trong ánh mắt phẫn nộ cùng sát ý nhất thời không còn sót lại chút gì rồi, khi hắn miệng đắng lưỡi khô thời điểm, Diệp Thần Phong lại mở miệng, ta Diệp Thần Phong từ trước đến giờ sẽ không đối kẻ địch hạ thủ lưu tình. Ngươi đã đối với ta sinh ra sát ý, như vậy ta là không phải có thể cho rằng ngươi liền là địch nhân của ta. Diệp Thần Phong cánh tay vi vi giãn ra một thoáng, chung quanh hắn hỏa xà trở nên càng thêm trở nên sống động, hơn nữa toàn bộ nhắm ngay Lương Tả Ý. Này làm cho Lương Tả Ý là ngay cả một khẩu không dám thở mạnh rồi, cũng không biết có phải hay không là chung quanh nhiệt độ quá cao. Hay là hắn bị dọa đến, hắn quần áo trên người toàn bộ được mồ hôi cho thấm ướt. Lương Tả Ý tốt xấu cũng là Vạn Nguyệt các thiên chi kiêu tử,
hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy uất ức. Hắn lập tức giải thích Cương, vừa nãy là ta không đúng, là ta nhất thời bị hồ đồ rồi. Một bên Tô Băng Xoáy một mặt khinh bỉ nhìn xem Lương Tả Ý, trước đây người chỉ là bản năng có chút đáng ghét Lương Tả Ý mà thôi, người không nghĩ tới Lương Tả Ý vẫn là một cái loại nhu nhược. Bất quá, người hay là đối Diệp Thần Phong nói ra, người có thể hay không tha hắn một mạng. Diệp Thần Phong khóe miệng xẹt qua một vệt độ cong, nguyên bản hắn nhất định là muốn giết chết Lương Tả Ý, dù sao giết Lương Tả Ý sau đó hắn liền có thể có được Lương Tả Ý trong cơ thể một phần năng lượng. Bất quá, ngược lại Diệp Thần Phong nghĩ đến, chính mình gần nhất thực lực tăng lên quá mạnh, hơn nữa hắn trong gân mạch còn có một chút năng lượng không có dung hợp đây. Như thế tấn mãnh không ngừng tăng lên thực lực, rất có thể hội dẫn đến Diệp Thần Phong căn cơ bất ổn, cho nên, Diệp Thần Phong dự định trước tiên vững chắc một cái thực lực của mình. Lần sau, Diệp Thần Phong bên người một mực mang theo Thủy Mộng Hàm nha đầu này, có lúc hắn tại thời điểm đối địch, hắn khả năng chiếu cố không tới Thủy Mộng Hàm, này Lương Tả Ý thực lực cũng đủ tư cách làm hộ vệ. Còn có này viễn cổ thần ma trong mộ địa nguy hiểm chồng chất, Diệp Thần Phong có lúc cũng cần một cái giỏ đường người, này Lương Tả Ý rõ ràng cho thấy người lựa chọn tốt nhất. Nếu như Lương Tả Ý có thể biểu hiện tốt đẹp lời nói, Diệp Thần Phong cũng không ngại thả Lương Tả Ý một con ngựa, nếu như này Lương Tả Ý dám đùa tiểu tâm tư, như vậy Diệp Thần Phong rời đi viễn cổ thần ma nghĩa địa trước, hắn không ngại đưa Lương Tả Ý lên đường. Mỹ nữ nói lên yêu cầu ta từ trước đến giờ thì nguyện ý đi thỏa mãn. Diệp Thần Phong câu nói này để Tô Băng Xoáy gò má có phần ửng hồng, nhưng ngược lại Diệp Thần Phong lại chỉ vào Lương Tả Ý, nói ra, bất quá, ngươi rời đi chỗ này di tích trước đó, ngươi nhất định phải đi theo ta, hiện tại thả lỏng tinh thần của ngươi, sau đó ta muốn dùng bàn tay theo như ở trên trán của ngươi, nếu như ngươi có chút phản kháng lời nói, như vậy ta cũng sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình. Diệp Thần Phong, ngươi đây là muốn, Tô Băng Xoáy mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, chỉ là lấy ra cái này ra hỏa một giọt bản mệnh tinh huyết mà thôi, nếu hắn vừa vặn đối với ta sinh ra sát ý, như vậy ta cũng không thể đủ bạch bạch thả hắn chứ. Tại trong di tích khoảng thời gian này, liền để hắn ở bên cạnh ta làm một cái vì ta chân chạy a. Đây là ta lớn nhất lằn danh, bằng không hắn lập tức giết hắn. Nói xong, Diệp Thần Phong ánh mắt lại nhìn xem Lương Tả Ý, hỏi, ngươi là muốn cho ta lấy ra một giọt bản mệnh tinh huyết đâu này? Vẫn là hiện tại lập tức chết. Lương Tả Ý một khi bị lấy ra bản mệnh tinh huyết, tính mạng của hắn liền nắm giữ ở Diệp Thần Phong trên tay rồi. Diệp Thần Phong một ý nghĩ là có thể để Lương Tả Ý tử vong. Lần sau Diệp Thần Phong nắm giữ Lương Tả Ý bản mệnh tinh huyết, nếu như Diệp Thần Phong gặp bất trắc, như vậy Lương Tả Ý cũng không sống nổi. Lúc trước Diệp Thần Phong thu phục Bạch Tuyết Sơn Trang thành lập Diệp Cửa thời điểm, Diệp Thần Phong chính là lợi dụng bóng đen người Giang Vận Thiên dạy cho hắn phương pháp, đem Bạch Tuyết Sơn Trang tất cả mọi người bản mệnh tinh huyết đều giật toàn bộ. Đương nhiên Lương Tả Ý thực lực còn cao hơn Diệp Thần Phong, nếu như Lương Tả Ý không phối hợp lời nói, như vậy Diệp Thần Phong cũng thì không cách nào lấy ra đối phương bản mệnh tinh huyết. Diệp Thần Phong nhìn xem biểu lộ không ngừng biến đổi Lương Tả Ý, hắn nhíu nhíu mày. Nói ra, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi ở nơi này cùng ngươi hao tổn, ta đếm tới ba, nếu như ngươi không trả lời, như vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng không cần nói bảo. 1, 2. Tại Diệp Thần Phong đếm tới 2 thời điểm, Lương Tả Ý mồ hôi trên trán đã dường như thác nước rồi, mà một bên Tô Băng Xoáy môi cũng không ngừng ngọ nguậy, nhưng nàng không biết nên làm sao vì Lương Tả Ý nói chuyện. Dù sao Lương Tả Ý vừa vặn xác thực có giết Diệp Thần Phong tâm tư. 3. Tại Diệp Thần Phong trong miệng đếm tới 3 thời điểm, chung quanh thân thể hắn hỏa xà toàn bộ tụ lại với nhau, lần thứ 2 tạo thành một đám lớn bốc hơi ngọn lửa màu đỏ, mà Lương Tả Ý cũng hầu như cũng trong lúc đó bật thốt lên, ta nguyện ý cho ngươi hút lấy bản mệnh tinh huyết. Sự lựa chọn của ngươi là chính xác, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười, đem bàn tay phải thượng hỏa diễm tản đi rồi, thanh tay phải trực tiếp đặt tại Lương Tả Ý trên trán. Chiêu này lấy ra bản mệnh tinh huyết phương pháp, chính là tới tự ở Ma Thiên Quyết bên trong, tại Diệp Thần Phong thủ trưởng theo như trên trán Lương Tả Ý sau, trong cơ thể hắn lập tức đã vận hành lên Ma Thiên Quyết. Lương Tả Ý sắc mặt trở nên trắng bệch, trong đầu là một trận quặn đau, hắn muốn phản kháng, nhưng là không dám, ước chừng mấy giây sau đó Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong, liền nhiều hơn một giọt nhấp nhô máu tươi, đây chính là Lương Tả Ý bản mệnh tinh huyết.
Diệp Thần Phong bàn tay phải nắm chặt, Lương Tả Ý bản mệnh tinh huyết tự tiến vào trong cơ thể hắn rồi, từ giờ khắc này, Lương Tả Ý tính mạng liền hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn rồi. Bị rút lấy bản mệnh tinh huyết Lương Tả Ý, hắn khô khốc trong cổ họng là nuốt nước bọt, hỏi, ngươi thật sự hội rời đi di tích thời điểm, đem bản mệnh tinh huyết trả lại cho ta sao? Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, ngươi cái gì ngươi? Từ giờ trở đi ngươi chính là bên cạnh ta một cái chân chạy, về sau ta liền miễn cưỡng để cho ngươi kêu ta một tiếng thiếu gia đi. Làm sao, lẽ nào ngươi chả không vui? Bây giờ bản mệnh tinh huyết nắm giữ ở Diệp Thần Phong trong tay, Lương Tả Ý dám không vui sao? Hắn vẻ mặt đưa đám nói ra, thiếu gia, ngươi bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta chứ? Diệp Thần Phong vỗ vỗ Lương Tả Ý vai, nói ra, biểu hiện tốt một chút. Nếu để cho ta hài lòng lời nói, như vậy bản mệnh tinh huyết khẳng định sẽ trả lại cho ngươi, nếu như ngươi để cho ta không hài lòng, như vậy ngươi hẳn phải biết kết quả chứ. Lương Tả Ý gương mặt thống khổ, hắn đến bây giờ mới cảm giác mình thật giống được Diệp Thần Phong cho hãm hại. Chương 1380, làm kẹo ăn. Viễn cổ thần ma nghĩa địa, mảnh kia to lớn biển lửa trước, Diệp Thần Phong tại rút lấy Lương Tả Ý bản mệnh tinh huyết sau. Hắn liền dẫn Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy về tới mảnh kia biển lửa trước. Diệp Thần Phong cũng không hề lấy ra Tô Băng Xoáy bản mệnh tinh huyết, bởi vì tại trước đó tiếp xúc trong, Diệp Thần Phong đại khái hiểu được Tô Băng Xoáy nữ nhân này, hắn càng muốn cùng Tô Băng Xoáy làm bằng hữu, mà không phải thanh Tô Băng Xoáy tính mạng nắm giữ ở trong tay của mình, dù sao Tô Băng Xoáy cũng chưa từng có đối Diệp Thần Phong từng có bất kỳ ác ý. Chư chư đảo tiểu thuyết. Bầu trời xa xa bên trong cái kia đạo cự đại màu đen vết xước, vẫn cứ có năng lượng tại đi vào trong hội tụ, này đạo cự đại vết xước bên trong màu đen tại càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa vết xước lớn nhỏ cũng đang không ngừng mở rộng, phảng phất có đồ vật gì yếu từ bên trong tránh ra như thế. Diệp Thần Phong đám người cũng không có chú ý tới màu đen vết xước biến hóa, Diệp Thần Phong tại mang theo Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý trở về biển lửa trước sau, bốc hơi tại ngọn lửa quanh người hắn một lần nữa về tới trong biển lửa. Hắn đang cùng Thủy Mộng Hàm khai báo một tiếng sau đó hắn liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hắn phải đem trong gân mạch năng lượng triệt để cùng mình dung hợp. Thủy gia người đàn ông đầu chọc thực lực tại hợp biển cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, bớt nam nhân tại hợp biển cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, mà Vạn Nguyệt Các Hàn Đông Mai thực lực tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, về phần Dương Hiểu Xuân nhưng là tại hợp biển cảnh tam trọng thiên trung kỳ. Diệp Thần Phong luân phiên khởi động hai cái linh khí dòng sông. Thần huyết quyết cùng ma thiên quyết luân phiên vận chuyển, bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã tại hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ, hấp thu bốn người này trong cơ thể một phần năng lượng sau, này đối với hắn mà nói cũng không hề quá lớn gánh chịu. Theo thần huyết quyết cùng ma thiên quyết luân phiên vận chuyển, Diệp Thần Phong trong gân mạch năng lượng tại từng điểm dung hợp tiến trong cơ thể hắn. Tại Diệp Thần Phong không ngừng dung hợp trong gân mạch năng lượng lúc, Thủy Mộng Hàm, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý ba người này. Bọn họ là tìm một địa phương ngồi xuống, nhìn xa xa Diệp Thần Phong, bọn hắn chưa rào Diệp Thần Phong tại dung hợp năng lượng. Không thể bị quấy rầy. Thủy Mộng Hàm đã vừa mới từ Diệp Thần Phong trong miệng chưa rào đại khái sự tình rồi, người tại một mặt sùng bái nhìn một sẽ tự mình Diệp đại ca sau, của nàng ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý, người đối Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý đều không có bất kỳ hảo cảm. Dù sao Tô Băng Xoáy lớn lên giường như cửu thiên tiên nữ bình thường này làm cho Thủy Mộng Hàm bản năng sinh ra cảm giác nguy hiểm, mà Lương Tả Ý được Diệp Thần Phong rút lấy bản mệnh tinh huyết, Thủy Mộng Hàm chưa rào Diệp Thần Phong khẳng định là đối với Lương Tả Ý có chỗ phòng bị. Thủy Mộng Hàm nhìn xem Lương Tả Ý, hỏi, về sau ngươi chính là Diệp đại ca bên cạnh chân chạy người. Ngươi cũng không nên tại bổn tiểu thư trước mặt đùa nghịch trò gian gì, bằng không ta có chính là biện pháp đối phó ngươi. Ở những người khác trước mặt, Thủy Mộng Hàm cũng sẽ không có vẻ biết điều như vậy rồi. Người lần nữa cho thấy nguyên bản ma nữ tính cách, bị rút lấy bản mệnh tinh huyết Lương Tả Ý, trong lòng uất ức tới cực điểm, Vạn Nguyệt Các tốt xấu cũng giống như Thủy gia, đều là thứ thiệt tứ phẩm tông môn. Lương Tả Ý chưa từng chịu đến qua đãi ngộ như vậy. Bất quá, khi hắn liếc nhìn nơi xa đang tại dung hợp thực lực Diệp Thần Phong sau, trong lòng của hắn là nặng nề thở dài một hơi. Tự an ủi mình, đại trượng phu có được giãn được. Tiếp lấy, Lương Tả Ý trên mặt liền lộ ra một vệt cứng ngắc nụ cười, nói ra, rời đi chỗ này di tích trước đó, ta sẽ an tâm đi theo thiếu gia,
bảo vệ thiếu gia an toàn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị tâm. Thủy Mộng Hàm tự nhiên chưa giao Lương Tả Ý trong miệng thiếu gia là Diệp Thần Phong rồi. Người vẫn tính là thỏa mãn Lương Tả Ý thái độ, về phần một bên Tô Băng Xoáy. Người trong con người đối Lương Tả Ý thần sắc khinh thường là càng thêm nồng nặc. Nơi xa nhắm mắt lại ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong, hắn khí thế trên người đột nhiên tăng trưởng lên, trong gân mạch năng lượng là hoàn toàn dung hợp. Diệp Thần Phong chung quanh khí lưu bắt đầu trở nên hỗn loạn rồi, bên trong thân thể hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế không ngừng tăng lên, lại tăng lên, một cái nào đó thời khắc, Diệp Thần Phong thật khí thế như thủy triều căng vọt, trực tiếp vượt qua hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ bình cảnh, tiến vào hợp biển cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ tầng thứ. Nhưng mà, Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế cũng không có đình chỉ xu thế, tại bước vào ngũ trọng thiên trung kỳ sau đó hầu như không có dừng lại lại khóa nhập ngũ trọng thiên hậu kỳ. Tại Diệp Thần Phong muốn phải tiếp tục xung kích ngũ trọng thiên đỉnh phong thời điểm, hắn trong gân mạch năng lượng tiêu hao hết. Diệp Thần Phong cảm giác được suốt hắn còn thiếu một chút là có thể bước vào ngũ trọng thiên đỉnh phong, hắn dự định thẳng thắn thừa thế xông lên tăng lên tới ngũ trọng thiên đỉnh phong được rồi. Hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, một bình dưỡng linh đan xuất hiện tại trong bàn tay của hắn, đây là hắn trước đó luyện chế đan dược. Dưỡng linh đan là dùng ở người tu luyện tăng cao thực lực. Diệp Thần Phong trực tiếp đem bình sứ bên trong 6 viên dưỡng linh đan đổ vào trong miệng, tại điều dưỡng linh đan nuốt vào trong bụng sau, trong thân thể của hắn lập tức sinh ra một dòng nước ấm, trong gân mạch lần thứ hai xuất hiện một ít năng lượng. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là không ngừng luân phiên vận chuyển thần huyết quyết cùng ma thiên quyết, tại đem một bình nuôi dược lực của linh đan toàn bộ dung hợp sau đó hắn phát hiện cách ngũ trọng thiên đỉnh phong còn kém một tia khoảng cách, xem ra hắn chả nhất định muốn dùng một bình nuôi linh đan. Diệp Thần Phong chữ vật giới chỉ lần nữa lóe lên, lại một bình dưỡng linh đan xuất hiện tại trên tay của hắn, hắn không chút do dự lần nữa nuốt vào 6 viên dưỡng linh đan. Mà xa xa Thủy Mộng Hàm, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý ba người này, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong cử động sau, bọn hắn đã sớm là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong dùng chính là dưỡng linh đan. Yếu chưa rào trên đất huyền giới chỉ có linh dược cốc bên trong mới có luyện dược sư. Hơn nữa địa huyền giới có nhiều như vậy tông môn, mỗi cái tông môn có thể có được đan dược đều cực kỳ có hạn, lần sau linh dược cốc bên trong cao nhất luyện dược sư cũng chỉ là tứ phẩm, dưỡng linh đan mặc dù chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng đây là người tu luyện hàng ngày tăng cao thực lực ắt không thể thiếu, linh dược cốc hàng năm sản xuất dưỡng linh đan cũng đều cực kỳ có hạn. Như Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý đám người, bọn hắn một năm cũng chỉ có thể đủ tại trong tông môn lĩnh đến 2 bình dưỡng linh đan. Mà Diệp Thần Phong vừa vặn lại trực tiếp nuốt 2 bình dưỡng linh đan, này nhưng là bọn hắn một năm số lượng nữa à. Này làm cho Lương Tả Ý đám người làm sao có thể không kinh sợ. Lương Tả Ý trên mặt biểu lộ phảng phất tê liệt như thế, hỏi hắn, Thủy Mộng Hàm, thiếu gia chẳng lẽ là các ngươi thủy gia con rể sao? Này dưỡng linh đan là như thế dùng đấy sao? Ta vẫn không có đã nếm thử một lần dùng 3 viên trở lên dưỡng linh đan đây. Thủy Mộng Hàm trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ, tại thủy gia tỷ tỷ của nàng Thủy Tử Yên rất được gia gia yêu thích, một năm cũng mới chỉ có thể phân đến 3 bình dưỡng linh đan mà thôi, mà chính nàng một năm chỉ có thể phân đến 2 bình dưỡng linh đan, cho nên nói, Diệp Thần Phong hành động này tại Thủy Mộng Hàm, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý các loại trong mắt người thật sự là quá thô bạo rồi. Diệp Thần Phong tại nuốt vào 2 bình dưỡng linh đan sau đó trong cơ thể hắn khí thế lần thứ 2 tăng lên. Trong gân mạch 2 cái linh khí dòng sông là không đoạn giao thay khởi động, miệng hắn bên trong thật chặt đè lên hàm răng, oanh. Một tiếng, nhất cổ hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế, từ Diệp Thần Phong trên người phóng lên trời. Diệp Thần Phong thân máu trong cơ thể bên trong điểm sáng màu vàng óng lại nhiều hơn một chút, mà hắn hai con người cũng tránh qua 2 đạo đen nhánh ánh sáng, xem ra trong cơ thể hắn thần huyết đang chậm chậm nồng nặc, hắn ma nhãn cũng đang không ngừng cô đọng mà thành. Thực lực tại tăng lên đến hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sau đó Diệp Thần Phong khí thế trên người từ từ bình ổn lại, linh khí cũng nổi liếm lên, hắn từ từ mở 2 mắt ra, từ dưới đất đứng lên, vươn người một cái, trong miệng không khỏi nói ra, thực sự là sảng khoái a hát. Tại thực lực tăng lên tới hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sau đó Diệp Thần Phong trên người hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm lần nữa gia tăng rồi trọng lực cùng áp chế lực. Bất quá, Diệp Thần Phong tại hơi chút điều chỉnh một cái linh khí vận chuyển sau đó hắn liền gần như thích ứng. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong từ dưới đất đứng lên sau đó Thủy Mộng Hàm là cái thứ nhất đi tới Diệp Thần Phong trước mặt,
hỏi, Diệp đại ca, ngươi vừa vặn ăn là dưỡng linh đan sao? Diệp Thần Phong nghi ngờ nói ra, đúng a, có những gì về kép sắc mê sao? Đồng dạng đi tới Lương Tả Ý không nhìn được cũng hỏi, thiếu gia, người bình thường chính là như vậy ăn dưỡng linh đan. Diệp Thần Phong nhìn ra Lương Tả Ý trên mặt khiếp sợ, hắn khá là ra vẻ nói, bình thường ngược lại cũng sẽ không nhiều như vậy đồng thời ăn, bất quá, này dưỡng linh đan dưới cái nhìn của ta cùng kẹo không hề khác gì nhau a hát. Ta nhàn rỗi không chuyện gì liền sẽ ăn mấy viên, nhưng kẹo ăn nhiều cũng sẽ ghét, lẽ nào ngươi không phải là như thế ăn dưỡng linh đan đấy sao? Kẹo, lại đem dưỡng linh đan tỉ dụ thành kẹo. Lương Tả Ý thật có loại gặp trở ngại mà chết cảm giác, hắn một năm mới chỉ có thể lĩnh đến hai bình dưỡng linh đan, hắn bình thường đều là phi thường quý trọng dùng dưỡng linh đan. Diệp Thần Phong câu nói này suýt chút nữa khiến hắn một hơi không chậm lại đến trực tiếp đi rồi, quả thực là khiến hắn có loại thổ huyết xúc động rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.